Chương 3445, Lang Phá Thiên phát huy. Cho ông ta vào. Lang Phá Thiên để bút đang cầm trên tay lên bài hừ nói. Nhìn thấy Lang Phá Thiên, hai anh em Lâm Thiệu Đông không ra vẻ kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Dù sao thì chức quan cũng lớn hơn Lâm Phá Thiên nhiều. Các anh tìm tôi có chuyện gì không? Lang Phá Thiên hỏi, đến cả chén trà cũng chưa bảo thư ký Trần Pha. Chúng tôi đến là... Lâm Lý Thăng vẻ mặt phẫn nộ nói ra chuyện. Có chuyện này sao? Vẻ mặt của Lang Phá Thiên kinh ngạc. Chuyện này là thật, Viện Kiểm sát của thành phố chúng ta đã nhận được tài liệu báo cáo của Cục Công an. Chuyện này chúng tôi muốn biết nguyên nhân cụ thể từ phía Tư lệnh Lang. Hơn nữa, cũng là để báo cáo với Tư lệnh Lang một chút. Nếu tài liệu này báo cáo lên quân khu tỉnh, cho nên trước khi giao tài liệu, Viện Kiểm sát chúng ta phải giải thích rõ chuyện này. Lâm Thiệu Đông nói. Ha ha, chúng ta bị kiện rồi, nhưng thực ra cũng hứng thú đấy. Lang Phá Thiên cười lấy ra một điều thuốc bật lửa xoành xoẹt hút thuốc không coi ai ra gì. Làm cho anh em Lâm Thiệu Đông cũng tức đến mức rút xì gà ra hút. Hơn nữa, còn chia cho hai vị kiểm sát mỗi người một điếu, ra vẻ thuốc của mình lấn át thuốc lá của Lang Phá Thiên. Khói thuốc của hai bên bay mù mịt. Tắt đi. Vẻ mặt của Lang Phá Thiên nghiêm nghị nói với hai anh Lâm ra. Tắt đi, ý của Tư lệnh Lang là. Cơn tức giận của Lâm Thiệu Đông đã đến cực điểm, y cảm thấy hôm nay mình nhẫn nhịn như vậy là đủ rồi. Từ trước đến giờ chưa từng bị tức như vậy. Bảo các anh tắt xì gà đi không nghe thấy à? Lang Phá Thiên hừ nói, hai vị kiểm sát viên vừa nghe thấy liền dụi thuốc đi. Đùa thôi, Lâm Thiệu Đông có thể cùng đấu với anh ta, nhưng người ta là thành viên tỉnh ủy, bóp chết mình cũng chỉ như bóp chết một con kiến. Ha ha, không phải là Tư lệnh Lang cũng đang hút đó sao? Lâm Thiệu Đông cảm thấy có chút mất mặt, hung hăng lườm cấp dưới một cái. Nhưng người này vẫn còn khiêu khích hít một hơi dài phả khói về phía Lang Phá Thiên. Hơi phả khói này rất có trình độ, chỉ có cách cái bàn là phun lên mặt Lang Phá Thiên, khiến anh ta sặc khói ho lên. Bốp, bốp, hai tiếng giòn vang. Cằm của người kiểm sát viên như vỡ ra vì hai anh em Lâm Thiệu Đông và Lâm Lý Thăng ở tỉnh thì rất ghê gớm nhưng ở đây thì không là gì cả, bị Tư lệnh Lang tát ngã suýt nữa thì lăn một vòng, một bên mặt của mỗi người nhất thời liền sưng lên. Các đồng chí trong toàn quân khu đều hiểu Lang Phá Thiên tôi vô cùng dị ứng với xì gà. Hai người lại còn khoe khoang nhả khói vào mặt tôi. Bệnh cũ của tôi tái phát không thể kiềm chế được cánh tay mình. Chuyện này, các đồng chí trong toàn quân khi đều hiểu. Lang Phá Thiên vỗ bàn, gần như là mắng mỏ. Họ Lang kia, anh dám ngang nhiên đánh cả quan kiểm sát. Đây chính là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tôi nhất định phải báo cáo chuyện này nên chấp trên. Lâm Thiệu Đông nhảy dựng lên, chỉ vào Lang Phá Thiên thiên mắng mỏ, bản tính kiêu ngạo liền bùng phát. Còn Lâm Lý Thăng thì sờ bên mặt đỏ sưng của mình vẫn chưa hoàn hồn, không thể ngờ rằng vị Tư lệnh Lang này nói đánh là đánh, rất không có phong độ. Nói đến hai vị kiểm sát viên sớm đã bị dọa, trong lòng vẫn nghĩ rằng quyết định vừa rồi là sáng suốt. Nếu không tắt xì gà đi thì tình hình của họ cũng chẳng khác nào hai người kia. Báo cáo, tôi đây chính là cấp trên đây, anh báo cáo đi. Lang Phá Thiên lại giơ tay lên định tát, Lâm Thiệu Đông sợ đến mức phải rụt tay về. Bí thư Trần chạy nhanh vào nhìn một tí rồi lại đi ra ngoài, không lâu sau một vị thiếu giáo vào nghiêm nghị nói. Tư lệnh Lang, có phải mấy người kia muốn làm loạn không ạ? Biết tôi sợ nhất là xì gà mà còn hút xì gà rồi phả khói vào mặt tôi, các cậu nói xem, có phải là làm loạn hay không? Vẻ mặt của Lang Phá Thiên còn làm ra vẻ oan uổng. Đột nhiên chuyện lại có biến đổi, anh ta vẫy vẫy tay. Mời các vị kiểm sát viên. Người thiếu tá đi lên. Vẻ mặt nghiêm túc trừng mắt nhìn bọn họ. Họ Lang kia, để tôi xem anh còn có thể kiêu ngạo đến lúc nào nữa. Cái đánh này, Lâm Thiệu Đông tôi nhất định sẽ lấy lại. Chính là Tư lệnh quân khu Lang Phá Thiên cũng không được, không được. Vẻ mặt của Lâm Thiệu Đông tức giận, lặng lẽ bỏ đi. Ha ha, lão Lang, cái tát này của cậu hình như không cũng chỉ thường thôi, người ta còn muốn trả lại. Cậu phải cẩn thận rồi, nếu không thì, chà chà. Diệp Phàm cười nghỉ trong văn phòng một lúc đi ra. Nhưng cậu từng dị ứng với xì gà. Ha ha, chuyện này vung vung là được rồi. Với cái tát thật trong cơn tức năm đó của lão Lang thì chắc chắn y phải thổ huyết mất. Còn phải nể mặt chỉ tịch tỉnh Lâm nữa chứ đúng không? Dù gì chủ tịch Lâm cũng là lãnh đạo của tôi, về chuyện dị ứng với xì gà mọi người trong quân khi đều biết. Lang Phá Thiên cười nói. Chỉ một điếu thế nào?
sản phẩm hoàn toàn mới của Cuba. Diệp Phàm cười rút ra một bao xì gà. Chỉ một điếu, anh có quá keo kiệt không đấy? Vừa rồi tôi còn cho anh hút, cả một hộp thế nào? Lang Phá Thiên cười gượng một tiếng, cướp lấy hộp xì gà trong tay Diệp Phàm, châm một điếu hít một hơi dài. Lão Lang, lần này vì chuyện của anh em mà cậu đắc tội với chủ tịch tỉnh Lâm của chúng ta rồi. Chưa biết chừng không lâu nữa có người đến tâm sự với cậu đấy. Diệp Phàm cười nói. Nói thì nói, tôi đâu có sợ tâm sự. Lang Phá Thiên hừ lạnh nói. Sao lại đánh thế này là thế nào? Trên tầng 2 của tỉnh ủy, nhìn thấy con trai như vậy, Tống Mai Chi đau lòng. Thím à, tên Lang Phá Thiên quân khu tỉnh kia quá kiêu ngạo. Lâm Lý Thăng vội chạy đến thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. Mẹ, chúng ta không thể trêu vào tên Lang Phá Thiên kia được, chuyện này thế thôi, tự đi viện là được rồi. Lan Thiệu Đông. Không thể trêu vào, không thể trêu vào thì cũng không thể đánh con trai ta như thế được. Mẹ sẽ gọi điện thoại ngay cho cha con, để xem tên Lang Phá Thiên kia có bay được lên trời không. Tống Mai Chi hừ lạnh một tiếng rồi với lấy điện thoại. Lâm Thiệu Đông và Lâm Lý Thăng nhìn nhau. Hai người kết hợp cũng ăn ý lắm, có người phụ nữ nào mà không sót con. Lúc trưa, bí thư tỉnh ủy Thái Nhất Cương dẫn theo Khổng Đông Vọng trợ lý kiêm công an, cùng với hai nhân viên công tác của tỉnh vào quân khu. Ha ha ha, bí thư Thái, bộ trưởng Tần cùng trợ lý Khổng đại giá quang lâm, thật đúng là vinh hạnh quá. Lang Phá Thiên đứng ở bên ngoài cửa lớn tiếng cười nói. Thái Nhất Cương đến chắc chắn là được sự ủy thác của tỉnh trưởng Lâm Xương Lực. Chuyện này Lâm Xương Lực không tiện ra mặt, các đồng chí khác trong tỉnh cũng không tiện ra mặt, chắc chắn là bí thư Thái Nhất Cương phải lo chuyện này. Mà Thái Nhất Cương và Lâm Xương Lực lại không cùng một phe. Đương nhiên xử lý chuyện này phải mang theo thanh sắt của Lâm Xương Lực, cũng là trưởng ban của mặt trận Thống Nhất hơn nữa, mặt trận Thống Nhất và quân khu tỉnh cũng sấp xỉ nhau, nói chuyện cũng được. Còn mang theo bộ dạng của Khổng Đông Vọng là để cho Lâm Xương Lực xem. Bởi vì, Lâm gia đã báo án. Khổng Đông Vọng là trưởng công an hiểu rõ tình hình này coi như nể mặt Lang Phá Thiên. Thực ra, về chuyện báo án Lâm Thiệu Đông còn bị Lâm Xương Lực mắng cho. Đương nhiên là Lâm Thiệu Đông biết chuyện nghiêm trọng thế nào. Nếu không báo án thì e rằng y cũng không phải thực sự bị Lang Phá Thiên đánh đau. Đến lúc đó, chuyện này không được giải quyết hoặc kết quả kết thúc lại mềm đi vậy thì chẳng phải mình bị đánh cũng thành không sao. Lâm Đại Công Tử ta còn ở Việt Đông thì không thể bị chơi thế được. Cho nên. Lâm Thiệu Đông cũng không thương lượng ở trong nhà, chỉ có tranh báo án trước thì mới có thể đẩy cho Lâm Xương Lực đối mặt với Lang Phá Thiên. Đây là Lâm Thiệu Đông muốn tàn nhẫn còn Lâm Xương Lực đương nhiên là không muốn đắc tội với Lang Phá Thiên. Dù sao thì Lang Phá Thiên cũng là ủy viên tỉnh ủy. Nhưng, con trai báo án thì còn có thể nói được gì? Chỉ có thể đi lên, hơn nữa, bị mất thể diện, vậy cũng phải giải quyết cả việc công. Thực ra trong lòng Thái Nhất Cương rất vui mừng. Dù chuyện này là thế nào thì sau này Lâm Xương Lực có muốn ủng hộ Lang Phá Thiên cũng không được. Hơn nữa, chuyện này đối với Thái Nhất Cương mà nói cũng là một cơ hội. Xử lý tốt có thể kéo Lang Phá Thiên xuống, ít nhất anh ta cũng không phản đối chuyện của mình được. Ha ha, Tư lệnh Lang, chúng ta đến phòng họp nhỏ nói chuyện đi. Thái Nhất Cương còn khá khách sáo. Vậy được. Lang Phá Thiên cười dẫn đường trước, không lâu sau hai người đều đi vào phòng họp. Đồng chí Phá Thiên, hôm nay đến chủ yếu là có một chuyện muốn hỏi anh. Thái Nhất Cương vừa ngồi xuống vẻ mặt liền nghiêm túc, còn một đồng chí của tỉnh lấy laptop ra làm việc, tỏ vẻ phải ghi lại cuộc trò chuyện này. Bí thư Thái cứ nói. Lang Phá Thiên vẫn cưới bộ dạng hồn nhiên. Lâm Lý Thăng của tập đoàn Thủy Đạt cùng với Lâm Thiệu Đông của Viện Kiểm sát, hôm qua hai đồng chí đó có đến giải tỉnh rõ tình hình với cậu. Khổng Đông Vọng hỏi, vẻ mặt bắt đầu như phá án. Trợ lý Khổng, anh hỏi chuyện này là có ý gì? Lang Phá Thiên làm bộ ngốc. Xin lỗi Tư lệnh Lang, là Lâm Lý Thăng và Lâm Thiệu Đông có đến cơ quan công an báo án. Cho nên, chúng tôi không thể không đến để làm rõ tình huống lúc đó. Vẻ mặt của Khổng Đông Vọng như có lỗi. Lang Phá Thiên vẫn là lãnh đạo của anh ta, vụ án này phải hỏi thế nào đây? Nhưng là bí thư Thái Nhất Cương giao cho, chuyện này không thể không hỏi. Hơn nữa. Khổng Đông Vọng hiểu quan hệ của Lang Phá Thiên và Diệp Phàm rất thân thiết. Chuyện quân khu tỉnh chiếm khách sạn Sương Đô, Khổng Đông Vọng sớm đã hiểu rồi. Biết được chuyện này rõ ràng là hành vi của Lang Phá Thiên nhưng trên thực tế chắc chắn là có Diệp Phàm đằng sau. Báo án, hai người này, tôi còn chưa xử lý bọn họ đâu.
còn đi báo án. Lang Phá Thiên nghiêm mặt hừ nói. Tư lệnh Lang, người ta chính là bị anh đánh. Đến xương mũi cũng dập cả, còn mặt thì xương húp lên. Chuyện này, nếu theo hình pháp thấp nhất cũng là thuộc vào vết thương nhẹ. Tần Bộ Hành hừ nói. Sớm đã biết tên này là cục sắt của Lâm Xương Lực, Lang Phá Thiên cũng không khách sáo hừ nói. Bộ trưởng Tần, anh và nhân viên công tác trong công an sao? Không phải, điều này tư lệnh Lang rõ mà. Hai chúng tôi vẫn là cùng chung cơ quan. Hơn nữa cũng tôi cũng là đồng nghiệp mà. Bộ trưởng Tần hừ nói. Chương 3446, chúng tôi là người bị hại. Nếu không phải anh sai thì sao lại bị tôi đánh, còn oan cái gì? Hình như chuyện này anh đã định từ trước rồi. Anh xem người ta là đồng chí của cơ quan công an, mới hiểu biết tình hình, vậy mà anh vẫn còn bàn cái gì mà vết thương nhẹ. Cho nên, tôi mới hỏi anh có phải là nhân viên của cơ quan hay không. Vụ án này còn chưa đến lượt anh phán xét tôi phạm tội làm thương nhẹ đâu. May mà không để cho anh làm thẩm phán, nếu không thì những đồng chí này của chúng ta chắc không có đường sống mất. Lang Phá Thiên mỉa mai nói. Tư lệnh Lang, anh có ý gì? Người ta bị anh đánh là thật, hơn nữa, chính xác là đã bị thương. Đã đến công an để kiểm tra vết thương, chính là vết thương nhẹ. Hôm đó còn có mấy đồng chí nữa ở hiện trường, chẳng lẽ họ bị mù hết sao? Tần Bộ không vui hừ nói. Anh chưa hiểu tình hình thì dựa vào cái gì mà đứng trước mặt tôi mồm năm miệng 10. Thứ nhất anh không phải là công an. Thứ hai, anh không phải là thẩm phán. Việc này là chủ tịch Khổng đang xử lý. Anh lại xía vào chẳng phải là muốn chụp mũ người ta sao? Đồng chí Tần, cái mũ to thế này đồng chí sao đội thế nào cũng được, nhưng đừng chụp lên người tôi. Lang Phá Thiên để mạnh cái bật lửa lên bàn suýt nữa thì phi như đạn vào trước mặt Tần Bộ. Bí thư Thái, thái độ của đồng chí Lang Phá Thiên như thế này là không được. Anh xem, vẻ mặt của anh ta cứ đùa cợt như vậy, chẳng khác nào hành vi của kẻ lưu manh, dáng vẻ này không giống với một cánh tay của quân khu tỉnh. Tần Bộ tức giận đứng thẳng lên chỉ trích. Thái độ của Lang Phá Thiên tôi không được, còn thái độ của Tần Bộ anh thì được chắc. Việc này không liên quan đến anh ở chỗ này làm gì? Bí thư Thái, người ta còn chưa mở lời, anh lại đi trước một bước, đây là thái độ gì? Chẳng lẽ anh còn lớn hơn bí thư sao? Những câu này của Lang Phá Thiên rất có hiệu quả. Ngay lúc đó mặt của Tần Bộ liền đỏ lên, vội nói. Bí thư Thái, tôi không có ý đó, chỉ là nóng vội muốn xem, tất cả đều vì thái độ quá kiêu ngạo của Lang Phá Thiên mà thành. Thực ra, tôi chỉ muốn nhắc nhở đồng chí Lang Phá Thiên một chút, chúng ta đều là đồng nghiệp đúng không? Chuyện này không tốt, vụ án của cơ quan công an thụ lý rồi, nếu nhắc nhở cũng không được. Dù sao thì sau khi nhắc nhở câu trả lời của đối tượng sẽ sai hướng, đôi khi nghiêm trọng còn sẽ tô thể phản bác kiến nghị thành một loạt những sai lầm. Khổng Đông Vọng chốt lại một câu. Tần Bộ vừa nghe thấy nhất thời mặt càng đỏ hơn, hừ nói. Nghiêm trọng vậy sao, đồng chí Đông Vọng, nói một chút không thể là nói bậy được. Tôi đang phá án, không nói bậy. Hơn nữa, trước mặt lãnh đạo tôi đâu dám nói bậy. Càng không phải là nói chuyện tào lao với vợ. Dù sao Khổng Đông Vọng cũng có chút tức giận, biểu hiện trước mặt Lang Phá Thiên một chút cũng có thể truyền đến tai Diệp Phàm. Bởi vì, Khổng Đông Vọng có thể cảm giác được hình như Diệp Phàm không ưa mình. Cho nên, tuy chuyện này khó xử nhưng Khổng Đông Vọng cũng phải kiên trì đến cùng. Được rồi, cậu cứ nghe là được rồi. Người ta đang hỗ trợ Khổng trợ lý xử án, anh cầm đèn chạy trước ô tô như vậy là không tốt. Sau này phải chú ý một chút. Thái Nhất Cương không hề khách sáo mà phê bình Tần Bộ. Tư lệnh Lang, chúng ta tiếp tục, hôm đó sau khi bọn họ đến đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khổng Đông Vọng hỏi. Chuyện này nói thế nào nhỉ? Bọn họ vừa đến đã chỉ trích quân khi của chúng tôi. Nói quân khu chúng tôi phá hỏng khách sạn Sương Đô. Hơn nữa, việc này hình như có liên quan đến cục chống tham nhũng, đồng chí Lâm Thiệu Đông cũng đi cùng đến. Còn tuyên bố là vụ án này cục công an của thành phố đã điều tra xong đưa đến viện kiểm sát rồi. Cái này căn bản là nói nhảm thôi. Chuyện này bọn họ vẫn là người đầu tiên đến hỏi về người phụ trách của quân khu thành phố, điều tra xong từ lúc nào vậy? Năng suất làm việc của cục công an thành phố chúng ta hiệu quả vậy sao? Không hỏi đương sự mà đã mang tài liệu chuyển cho viện kiểm sát sao? Lang Phá Thiên hừ lạnh nói. Hơn nữa, người phụ trách cục chống tham nhũng Lâm Thiệu Đông giới thiệu làm gì? Chẳng lẽ Lang Phá Thiên tôi tham ô nhận hối lộ sao? Mặc dù tôi có như thế cũng không đến lượt Lâm Thiệu Đông anh ta can thiệp vào có phải không?
Chẳng lẽ các đồng chí trong ban kỷ luật của tỉnh ủy không đi làm sao? Có thì cũng không đến lượt đồng chí trong cục chống tham nhũng đến trước mặt tôi hung hăng, làm càn. Như thế không được, đừng để cho ngày mai cục chống tham nhũng thành phố lại xuống quản lý tỉnh ủy chúng ta. Chuyện này tôi đã hiểu, khách sạn Sương Đô bọn họ là đến cục công an thành phố báo án. Hơn nữa cục công an cũng đã lập án rồi. Nhưng, chính xác là chuyện này mới bắt đầu điều tra, đương nhiên là vẫn chưa hiểu hết tình hình quân khu rồi. Còn nói về phần chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát, chuyện này là không có căn cứ. Tôi cũng không hiểu là sao đồng chí Lâm Thiệu Đông lại nói đến cục chống tham nhũng. Chuyện này rất không thực, là cục chống tham nhũng đang kéo lá cờ làm việc tư sao. Là một đảng viên, nguyên tắc về tính giai cấp để đi đâu rồi. Chuyện anh ta nói dối tôi sẽ thông báo lên đồng chí phụ trách viện kiểm sát là có điều kỳ cục. Khổng Đông Vọng biết trong lòng Diệp Phàm có chút không thoải mái. Cho nên, bây giờ đành phải biểu hiện tốt một chút. Hơn nữa, ông ta cũng từ hành vi của Diệp Phàm mà cảm thấy được thực lực của hắn. Đương nhiên cái bánh bích quy này không thể đảm đương nổi mà đành phải vội đi theo bước chân của Diệp Phàm. Trợ lý Khổng, thẩm vấn thì thẩm vấn đi, ông nói những cái đó làm gì? Chuyện này có phải lạc đề rồi không? Tần Bộ vừa nghe thấy liền vội ngăn chuyện này lại. Đây là có liên quan đến vụ án, đương nhiên là phải hiểu cho rõ ràng rồi đúng không? Hơn nữa, còn có cả quan hệ đế Lâm Thiệu Đông và Lâm Lý Thăng bị đánh nữa đúng không? Khổng Đông Vọng nói. Tư lệnh Lang, anh nói tiếp đi. Thực ra về chuyện đập hỏng khách sạn của bọn họ tôi cũng có biết qua, chuyện này đúng là có nguyên nhân của nó. Lang Phá Thiên vừa nói đến đây, Tần Bộ nói chen vào. Đồng chí Lang Phá Thiên, trợ lý Khổng hỏi anh chuyện đánh người. Chuyện này, và chuyện khách sạn có phải là hai chuyện khác nhau không? Sao lại thành hai chuyện khác nhau được, là Lâm Lý Thăng đến hỏi mới dẫn đến như vậy? Chuyện này đương nhiên là nói rõ ràng rồi. Thế này đi, về chuyện đập hỏng khách sạn tôi lập tức gọi cho đồng chí phụ trách hiện trường đến nói. Lang Phá Thiên vừa nói xong liền cho thư ký đi gọi. Tư lệnh Lang, ngừa phụ trách đội xe vận chuyển vật phẩm lúc đó là đại tá Mã Hán. Vừa may anh ta đang ở trong quân khi, để tôi đi gọi. Trần Lượng nói. Không lâu sau, Mã Hán đã đến tay và đầu quấn đầy băng gạc. Đồng chí Mã Hán, anh ngồi xuống, đây là, họ muốn hiểu một chút về tình hình công trường xây dựng hôm đó bị phá. Anh phải thực sự cầu thị nói rõ cho đồng chí Bí Thư Thái nghe, không được nửa điều giả dối. Lang Phá Thiên nói xong, chuyển người giới thiệu nói. Vị này là đồng chí Mã Hán, trong chi đội đóng quân ở núi Sương Bối của chúng ta. Còn đồng chí Mã Hán chính là người phụ trách chính hôm đó. Chuyện này, Bí Thư Thái vừa xuống dưới, vẫn chưa rõ tình hình. Lang Phá Thiên biết, Thái Nhất Cương vừa mới biết chuyện này. Bởi vì, mỗi vị đến Việt Đông đều có chuyện bí mật liên quan đến cấp trên tư lệnh quân khu. Đến lúc đó, cần giúp gì thì có thể liên lạc lên trên. Nhưng việc này chỉ giới hạn trong hai cơ quan. Hai bên không ai biết bí mật thực sự của núi Sương Bối. Còn Lang Phá Thiên rất thông minh, lôi cả Thái Nhất Cương vào. Việc này cấp trên giao xuống, tôi biết. Thái Nhất Cương gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn Tần Bộ với vẻ nghi ngờ. Còn Khổng Đông Vọng biết một điều, bởi vì trước kia y làm giám đốc sở công an, y hiểu bí mật thực sự của núi Sương Bối có Mã Hán và Lang Phá Thiên. Mà cấp trên giao cho, Thái Nhất Cương vừa mới nói là bí mật căn cứ quân sự của quốc gia. Bí mật không thể tiết lộ được. Lúc đó, quân khu chúng tôi cần gấp một khoản quân tư vì để phục vụ cho một nhiệm vụ bí mật. Nhưng, điểm mấu chốt của chuyện này lại xảy ra vấn đề. Xe vận chuyển quân tư vừa mới đến bãi Yến Nguyệt thì phát hiện có người vây chiếm con đường. Hơn nữa, bên trong còn có đấy thé, cát và đá, bên cạnh còn có mấy cái máy xúc ầm ầm đang di rời, giải phóng mặt bằng. Tôi cảm thấy bực bội. Di rời và phá bỏ như thế chẳng khác nào người ta đang phá hủy Sơn Trang Yến Nguyệt. Đương nhiên, chuyện này không có liên quan đến tôi. Chúng tôi vội đi qua Nhiên Lai có người đến chắn đường. Hỏi ra thì mới biết đó là bảo vệ của khách sạn Sương Đô. Đây là xe phục vụ quân sự sao có thể để bọn họ dính vào được. Tôi ra lệnh lôi đám người cản đường ra nhưng có mấy người không nghe lời đành phải gọi người ra cưỡng chế. Chúng tôi phát hiện, nếu là từ trên đường đến thì không thể nào. Vậy mà đống sắt, thép kia trồng chất như núi, nếu phái chuyển thì mấy ngày mới xong. Không còn cách nào khác, bên kia lại thúc giục. Chúng tôi thấy, vì chỗ vật tư này dù có bị trọng thương vẫn phải đích thân mình vận chuyển đi. Hẳn là các anh cũng hiểu được sự quan trọng của chỗ vật tư đó.
nếu không đưa đến nơi hậu quả sẽ là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, chúng tôi đành phải bắt tay vào làm từ chỗ dễ nhất. Bởi vì khi thông đường, đành phải xử lý một phần liên quan đến khách sạn Sương Đô. Về phần khách sạn Sương Đô, vi phạm nghiêm trọng chiếm đường quân dụng chuyện này chúng ta đã có đăng trên báo quân khu Việt Châu. Quân khu đã phái các đồng chí ra bảo vệ cũng hiểu tình hình lúc đó. Việc này cũng không thể trách chúng tôi được, là bọn họ chiếm đường quân dụng, còn chúng tôi không có cách nào khác mới làm như vậy. Hơn nữa, vì thông đường, chúng tôi đã bị chậm cả nửa tiếng đồng hồ. Suýt nữa gây ra chuyện lớn. Những điều hôm nay tôi nói đều là chuyện cơ mật quân sự, hy vọng mọi người nghe xong tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Nếu không, truy cứu không ai chịu được trách nhiệm đâu. Vẻ mặt của Mã Hán nghiêm túc, nhìn Lang Phá Thiên suýt nữa thì cười phá lên. Đại tá Mã, chuyện này hình như có chút không thật. Nếu như đường chỗ Bái Yến Nguyệt không thông, sao các anh không đi đường khác? Thành phố Việt Châu lớn như vậy, đường cũng nhiều như vậy, không thể không có con đường khác đi đến núi Sương Bối đúng không? Tần Bộ hỏi. Bộ trưởng Tần đang nhậm chức ở mặt trận thống nhất có phải không? Mã Hán hỏi với vẻ đen tối. Đúng vậy, chuyện này, có quan hệ đến câu hỏi của tôi sao? Tầm Bộ cảm nhận được Mã Hán không có ý tốt. Chương 3447, Lâm gia muốn ra tay tàn độc. Ha ha, mặt trận thống nhất cũng thuộc quyền quản lý của quân đội và đơn vị địa phương. Chưa được coi là một nửa của ngành quân đội. Còn trên vai bộ trưởng Tần chính là quân hàm thiếu tướng. Nếu là thiếu tướng thì sao lại không hiểu vận chuyển một khoản vật tư bí mật như vậy, quy định cũng chỉ có một con đường duy nhất chứ. Tuyệt đối không cho phép sửa linh tinh. Bởi vì, khoản vật tư này luôn bị đặc công nước ngoài nhòm ngó, lần trước đã xảy ra chuyện rồi. Cho nên, lần này đặc biệt thay đổi tuyến đường, cũng không phải là chỉ có một con đường đến núi Sương Bối. Anh nói xem, chúng tôi có thể tùy tiện thay đổi sao? Nếu gặp chuyện không may có trách nhiệm có đến bộ trưởng Tần không? Mã Hán cười nói, Tần Bộ lại đỏ mặt lên, chuyện này trong thời gian ngắn đã quên mất rồi. Chuyện này nhất thời tôi quên mất, chứ không phải là không biết. Tần Bộ đỏ mặt lên, nếu bản thân mình cũng thừa nhận thì không hiểu là những lời đó lọt vào tai các lãnh đạo, thì chính thiếu tá sẽ phê bình chứ không phải ai khác. Nếu như Lang Phá Thiên dùng thủ đoạn để công kích, anh ta mất chức cũng là điều có thể. Cho nên, Tần Bộ đành phải lấy cớ là nhất thời quên mất. Không nhìn thấy, ngay đến bộ trưởng Tần cũng nói như vậy. Tuy nói là làm hỏng công trường xây dựng của khách sạn Sương Đô nhưng chúng tôi bất đắc dĩ mới làm như vậy. Tất cả đều vì sự nghiệp quốc phòng, trước kia trợ lý Khổng cũng là bộ trưởng Bộ Công an, hắn là biết liên quan đến sự lợi, hại trong đó, đúng không? Mã Hán nói. Đó là đương nhiên, nếu vì thông đường mà phải phá bỏ khách sạn Sương Đô thì cũng phải phá chứ. Chính xác là Sương Đô quá đáng rồi, nhưng chuyện này là do quân khu các cậu điều tra, tôi không rông dài nữa. Vẫn mời Tư lệnh Lang nói tiếp. Đồng chí Mã Hán, anh về nghỉ ngơi đi, vất vả cho anh rồi. Thái Nhất Cương đứng lên bắt tay với vẻ mặt thân thiết. Thủ trưởng, vì nhân dân phục vụ không vất vả. Mã Hán chào theo nghi thức của quân đội, nhưng tay vẫn còn băng bó nên là chẳng ra thế nào cả. Miễn, tình huống đặc biệt mà. Quân đội của chúng ta có đồng chí Mã Hán như vậy đúng là một đồng chí tốt, lo gì xảy ra chuyện đúng không? Thái Nhất Cương còn ngẫu hứng khen ngợi Mã Hán, anh ta gật đầu đi nhanh ra ngoài. Anh xem, ngay từ đầu Lâm Lý Thăng đã làm chuyện không đúng còn dám đến quân khu chúng tôi chất vấn. Hơn nữa, Lâm Thiệu Đông còn đùa giỡn trong văn phòng của tôi. Cả quân khu ai cũng biết tôi mẫn cảm với xì gà. Bởi vì trong xì gà có một loại chất khiến tôi bị dị ứng, thậm chí sẽ làm tôi nóng giận. Nhưng Lâm Thiệu Đông và Lâm Lý Thăng không những hút xì gà trong văn phòng của tôi mà còn đưa cho hai đồng chí kiểm sát cấp dưới cùng hút. Tôi bảo bọn họ tắt đi, bọn họ không tắt. Hơn nữa Lâm Thiệu Đông còn hung hăng phả khói vào mặt tôi, trong khói còn có cả nước bọt. Đối với hành vi làm càn thậm chí là kiêu ngạo này, Lang Phá Thiên tôi không ngăn cản thì còn xứng đáng ngồi trong văn phòng này sao? Bọn họ đúng là coi thường lãnh đạo cấp trên. Có tốt xấu gì Lang Phá Thiên tôi vẫn là ủy viên tỉnh ủy. Một cấp dưới hành động ngạo mạn, lộ liễu như vậy, ai cho Lâm Thiệu Đông cái quyền được coi thường, bất kính với lãnh đạo như thế. Việc này tôi muốn báo cao lên Bí Thư Thái. Tôi yêu cầu xử lý đồng chí Lâm Thiệu Đông một cách nghiêm túc. Còn đối với chuyện của quân khu và tập đoàn Thủy Đạt của Lâm Lý Thăng sau khi có kết quả điều tra xử lý thế nào thì xử lý. Hơn nữa, chúng tôi biết lúc đó bọn họ vì chiếm đường mà chèn ép lên con đường phía trước Sơn Trang Yến Nguyệt.
bao vây suýt nữa thì đến tận cửa nhà người ta, lại còn tán thành việc di rời giải phóng các những ngành liên quan để phá sơn trang yến nguyệt. Đề uy quả thực là hành vi của bọn ăn cướp. Đương nhiên, đây là chuyện giữa chính quyền chúng ta và hai công ty, tôi không nói nhiều vào. Nhưng, còn nữa, dù sao đây cũng là quân khu, trong xì gà có thành phần khiến tôi dị ứng nghiêm trọng, đây là giấy xác minh, các anh xem. Lang Phá Thiên đã có sự chuẩn bị, lúc này đẩy ngăn kéo lấy ra tài liệu xác minh đó. Thái Nhất Cương nhìn xong chuyển cho Khổng Đông Vọng, sau đó là Tần Bộ. Ừ, tài liệu này là thật. Khổng Đông Vọng vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau khi ngồi một lúc Thái Nhất Cương mới dẫn người đi. Anh Lang, Dương Xương Lực phải thua anh rồi. Lúc hoàng hôn Diệp Phàm đã quay lại, hai người cùng đến một quán nhỏ vắng vẻ. Chuyện này nếu phải chỉnh thì chúng ta cũng chỉnh xong rồi. Đúng rồi, Khổng Đông Vọng, liên quan đến xét xử Lâm Thiệu Đông, về phần tài liệu của vụ án chủ tịch huyện không có vấn đề gì chứ? Lang Phá Thiên hỏi. Trợ lý Khổng sẽ đến ngay, đến lúc đó hỏi là sẽ biết. Diệp Phàm hỏi. Một lúc sau, Khổng Đông Vọng mang theo một túi tài liệu vội vàng đi vào. Anh nói trước đi, mũi của hai anh em Lâm Thiệu Đông bị dập xương sao? Diệp Phàm hỏi. Là mũi của Lâm Lý Thăng bị dập, Lâm Thiệu Đông không bị, nhưng nửa bên mặt của hai người đều bị sưng vù lên. Khổng Đông Vọng nói. Lạ thật, lúc đó tôi vẫn chần chừ, chắc chắn là không thể đánh dập sống mũi của anh ta được, ngay điều đó mà Lang Phá Thiên thôi còn đắn đo không xong thì còn làm tư lệnh này gì nữa. Lang Phá Thiên hừ lạnh nói. Ừ, anh Lang có thể nào là Lâm gia ra tay tàn độc? Diệp Phàm hỏi. Ý của chủ tịch tỉnh Diệp là Lâm Lý Thăng cố tình dở thủ đoạn sao? Dù gì Lâm Lý Thăng cũng có số gia sản 700 triệu. Chẳng lẽ hạ thủ thật sao? Khổng Đông Vọng có chút nghi ngờ. Trợ lý Khổng không tin lời tôi sao? Lang Phá Thiên hừ nói. Không phải là không tin mà là tôi thấy khó hiểu. Nếu như thế thật thì Lâm gia muốn cùng tư lệnh Lang chết sao? Chuyện này, phiền toái lớn đây. Khổng Đông Vọng nói. Nếu để ý thì mục đích của Lâm Lý Thiên làm mũi mình bị dập chính là để trừng trị tư lệnh Lang, sau khi chúng ta để cho anh ta đau, anh lại đau lại lần nữa. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Ý của chủ tịch Diệp là. Lang Phá Thiên hỏi. Dùng thủ đoạn khác thường để điều ra rõ chuyện này, tôi không tin Lâm Lý Thăng là người sắt. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, Khổng Đông Vọng nhất thời chân tay run lên. Đúng rồi, chuyện án y bí thư Thái có giao cho gì không? Diệp Phàm hỏi. Về phần xử lý việc này, không giao phó gì cả, chỉ giao cho tôi tiếp tục điều tra. Còn Tần Bộ cũng nói nhiều mấy câu, yêu cầu tôi nhất định phải xử lý. Khổng Đông Vọng nói. Xử lý, tên chó Tần Bộ này đúng là muốn đem Lang Phá Thiên tôi vào tù đây mà. Lang Phá Thiên đùng đùng nổi giận. Vậy thì trước hết chúng ta phải cho con chó này một cái đá rồi. Diệp Phàm cười ha ha nói. Chủ tịch Diệp, tài liệu anh cần tôi đã làm xong mang đến rồi. Khổng Đông Vọng nhẹ nhàng lấy túi tài liệu ra. Anh nói trước xem có phát hiện gì không. Diệp Phàm tiện tay để xuống một bên. Có chút vấn đề, lúc đó người bị Lâm Thiệu Đông tóm chính là chủ tịch huyện Vân Lĩnh, thành phố Việt Châu Triệu Thuận Lý. Tội danh khác chính là tiết lộ giá thầu trong việc xây dựng cầu lớn Vân Lĩnh. Hơn nữa, trong quá trình xây dựng còn chỉ định nơi mua nguyên liệu. Như vậy cứ xét xử đi xét xử lại, thu tiền trả nước của Triệu Thuận Lý cũng phải hơn 200 triệu. Cho nên, Triệu Thuận Lý bị phán 20 năm, ông ta đã hơn 40 tuổi rồi có lẽ cũng chỉ còn biết chết già trong tù. Sau đó tôi âm thầm gọi người điều tra đến, Triệu Thuận Lý không được nhiều ưu đãi như vậy. Hơn nữa, còn chỉ trích giá thầu thấp của ông ta có những vấn đề. Về vật liệu liệu Triệu Thuận Lý cũng có giật dây một chút, đơn giản chính là cát sỏi của cả cây cầu do một người bà con của ông ta cung cấp. Cho nên, người này vẫn gặp vận may, nhưng, không được nhiều, vợ của Triệu Thuận Lý nói chuyện không thể bị lộ tẩy. Nhưng, cây cầu kia chính là do công ty Thiên Đại Lộ Kiều tiếp nhận, mà công ty này ở huyện Vân Lĩnh đang lớn dần lên. Hiện tại phát triển lớn mạnh, Triệu Thuận Lý cũng vì muốn giúp cho quê hương đổi mới mà làm chút việc có ích. Cho nên, lúc làm cho chút động tay động chân. Còn công thu Thiên Đại Lộ Kiều quyên góp 50.000. Nhưng, Triệu Thiện Lý không nhận nhiều tiền như vậy, chỉ lấy của họ 20.000 mà thôi. Triệu Thuận Lý bình thường nhận chút rượu sau đó đổi thành tiền. Về phần cát, đá thì cho người thân xử lý. Người nhà ông ta cũng quyên mỗi người 20.000. Nhưng ông ta không nhận, cho rằng là thân thích, chỉ lấy của người ngoài mà thôi.
Cuối cùng người thân cũng không chịu, Triệu Thuận Lý đành nhận hai bình rượu ngũ lương và tổng giá trị không vượt quá 3.000. Khổng Đông Vọng nói, lời này của vợ ông ta chưa chắc là thật. Diệp Phàm hỏi, đương nhiên, nghe vợ ông ta nói cũng không thể coi là thật được. Nhưng, Đỗ Thiệu Đông phá vụ án này đã nhận hối lộ gấp khoảng 10 lần. Hơn nữa, có cả nhân chứng, vật chứng. Triệu Thuận Lý còn nhận của công ty Thiên Đại Lộ Kiều một cái đồng hồ hàng hiệu trị giá 200 ngàn. Hơn nữa lúc đó trong nhà của Triệu Thuận Lý để lộ ra. Vợ của ông ta kêu oan, nói là Thuận Lý không nhận đồng hồ. Tôi còn phát hiện ta một chuyện rất khéo. Sau khi Triệu Thuận Lý vào tù chưa được lâu thì vị chủ tịch huyện Vân Lĩnh lên chức. Người này tên là Ngưu Thạch Khai. Tôi đã âm thầm điều tra, người này là anh họ xa của vợ Lâm Thiệu Đông. Cái kiểu anh họ này chắc không phải là anh họ ruột. Nhưng, chuyện này không trùng hợp thế chứ. Khổng Đông Vọng cười nói. Huyện Vân Lĩnh sẽ lên thành phố, hơn nữa những năm gần đây kinh tế phát triển rất nhanh. Một khi được lên thành phố, nghe nói bí thư huyện ủy có nhắc đến việc sáp nhập nó vào thành ủy Việt Châu. Mà chủ tịch huyện sẽ được lên chức thành phó chủ tịch thành phố. Lang Phá Thiên cười nói. Càng ngày càng thú vị đây. Diệp Phàm cười nói. Đúng vậy. Nếu mặt này có vấn đề, một là thông qua vụ án này có thể biết được năng lực phá án của Lâm Thiệu Đông, vì y xây dựng uy tín. Hai là, mỗi một đồng chí sau đó lại xây dựng được một vị trí quan trọng để người thân đi nhậm chức, một mũi tên trúng hai đích. Lang Phá Thiên cười nói. Lặng lẽ điều tra, bao gồm cả Diệp Phàm cũng tới Việt Đông âm thầm điều tra. Bởi vì, chuyện này liên quan đến lợi ích của tập đoàn Hoành Không. Diệp Phàm là cục trưởng ra mặt cũng là danh chính ngôn thuận. Đương nhiên, việc âm thầm điều tra vẫn còn có đám người phối hợp. Tốc độ của Lâm gia rất nha, nếu làm thì làm đến cùng. Cho nên, vừa báo cáo vết thương của Lâm Lý Thăng, Lâm gia đã yêu cầu xử lý việc Lang Phá Thiên đánh người một cách nghiêm túc. Chương 3448, Lang Phá Thiên phản hồi mạnh mẽ. Đồng chí Xương Lực, chuyện này tôi thấy hay là nên gọi đồng chí Lang Phá Thiên đến ngồi nói chuyện một chút. Lâm Xương Lực vừa gọi Thái Nhất Xương vào văn phòng. Vẫn còn đồng chí Dương Chí Viễn chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật và đồng chí Chu Đồng Quang của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Nói chuyện thì nói chuyện, nhưng tỉnh định xử lý chuyện này thế nào? Chuyện này Chủ tịch Lâm Lý Thăng đã chính thức báo án rồi, còn điều kiện điều tra đã kết thúc, có phải là đề xuất ý kiến xử lý không? Nếu không thì, người ta không đợi được báo lên trên thì càng phiền hớn. Lâm Xương Lực nói. Vậy ý của đồng chí Xương Lực thế nào? Thái Nhất Cương uống một ngụm trà. Giống như tiện thì hỏi vậy. Ha ha, chuyện này nhất định phải xử lý. Nhưng, xử lý thế nào là chuyện của cơ quan công an và viện kiểm sát? Hỏi tôi biết nói thế nào, tôi không phải là người đại diện cho pháp luật đúng không? Lâm Xương Lực cười nói. Anh ta vừa nói ra câu này, tất cả những người ngồi đây đều là những tên lõi đời. Ý của Lâm Xương Lực cũng là giải quyết việc chung, nếu kiểm tra ra vết thương nhẹ, Lang Phá Thiên cũng bị bỏ tù nửa năm. Lâm Xương Lực thất phải ra tay thật. Như vậy e rằng có chút. Đồng chí Dương Chí Viễn của Ủy ban Chính trị Pháp luật nói ra nửa câu. Có những cái gì, đồng chí Chí Viễn, hy vọng đồng chí biểu đạt đầy đủ suy nghĩ. Dương Xương Lực hừ lạnh nói. Có phải thông qua một số, dù sao Lang Phá Thiên cũng là đồng nghiệp của chúng ta. Hơn nữa, bình thường trong công việc cũng rất cố gắng. Đây chỉ là kết quả của sự quá xúc động. Hơn nữa. Chuyện xảy ra cũng có nguyên nhân của nó, đúng không? Dương Chí Viễn bị ép cũng nói hết ra. Có nguyên nhân cũng không thể đánh người thành ra như thế được, chẳng qua chỉ là một vòng khói phả vào mặt thôi mà cũng đánh người bị thương. Nếu không xử lý thì người ngoài nhìn vào tỉnh ủy Việt Đông còn ra gì nữa? Hiện giờ Internet và báo chí có uy lực rất lớn, việc này dường như đã truyền ra ngoài rồi. Trên mạng bình luận rất nhiều, đồng chí dù là tư lệnh quân khu tỉnh cũng không thể đánh người thành ra như vậy. Nếu không xử lý thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn, ngay cả chúng tôi cũng không có cách nào để giải thích đúng không? Dương Xương Lực tấn công thêm một bước. Xử lý thì nhất định phải xử lý, nhưng xử lý bằng cách nào đúng không? Mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi cũng chỉ muốn chữa bệnh cứu người, cũng không phải là một gậy đánh chết người đúng không? Ví dụ như, phạt Lang Phá Thiên một hình phạt thật nặng để ghi nhớ lỗi lầm. Yêu cầu anh ta nhận lỗi với đương sự. Cùng với đó là bồi thường toàn bộ tiền thuốc men và các tổn thất được không? Đồng chí Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy Chu Đồng Quang nói. Ừ, ý kiến này của đồng chí Đồng Quang cũng có lý.
Lang Phá Thiên tuy có sai, nhưng chuyện xảy ra cũng có nguyên nhân đúng không? Hơn nữa, nếu thật sự muốn giải quyết theo cách bình thường thì là hại chết một đồng chí rồi. Huống hồ, nếu giải quyết theo cách đó, đến lúc đó trong lòng đồng chí Lang Phá Thiên nhất định không phục. Yêu cầu chúng ta xử lý toàn diện, đến lúc đó, đối với sự việc xảy ra lúc đó của đồng chí Lâm Thiệu Đông có phải cũng phải xử lý đúng không? Thái Nhất Cương khéo léo lôi con trai của Lâm Xương Lực vào gánh trách nhiệm. Đến lúc đó, chỉ cần Thái Nhất Cương có thể khiến cho Lang Phá Thiên không bị xử lý theo pháp luật, thì Lang Phá Thiên nhất định sẽ cảm kích trong lòng, một phiếu của Uy Thường ủy này cũng đã khiến mọi chuyện kết thúc rồi. Đúng vậy, nghe nói lúc đó đồng chí Thiệu Đông còn nhổ nước bọt, đánh vào mặt Lang Phá Thiên. Nói như thế nào thì đồng chí Phá Thiên vẫn là thường vụ tỉnh ủy, là lãnh đạo của đồng chí Thiệu Đông có phải không? Hành động này không phải rất quá đáng sao? Hơn nữa, đồng chí Thiệu Đông là người phụ trách cục phòng chống tham nhũng viện kiểm sát thành phố, khách sạn Sương Đô dường như không có liên quan gì đến đồng chí ấy, vậy trong chuyện này lại không liên quan gì đến vấn đề tham nhũng đúng không? Mà đồng chí Phá Thiên nhất thời quá xúc động, kết quả mới xảy ra chuyện đánh người bị thương đúng không? Hơn nữa, chúng ta cũng đã điều tra. Khách sạn Sương Đô mấy ngày gần đây đã làm một số chuyện khiến người ta kinh ngạc không nói nên lời. Chẳng những lấn chiếm đường phố, hơn nữa, còn liên hệ lên các đơn vị của thành phố để di rời và phá bỏ Yến Nguyệt Sơn Trang. Yến Nguyệt Sơn Trang còn chưa xây xong nên chúng ta có thể không biết rõ. Nhưng cấp trên của Yến Nguyệt Sơn Trang chính là tập đoàn Hoành Không, là xí nghiệp có tiếng tăm trong cả nước. Mà ngay cả chủ tịch Đường cũng đã đến tập đoàn Hoành Không để điều tra. Hơn nữa, Quốc vụ viện vừa mới lấy tập đoàn Hoành Không làm cơ sở để thành lập khu kinh tế. Tập đoàn đã tạo sức ép để gây ra chuyện này, Chủ tịch Lâm Lý Thăng cũng không thể thoái thác trách nhiệm được. Hơn nữa, công ty Yến Nguyệt đã trình kháng nghị lên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chu Đồng Quang nói, đây là hai việc khác nhau đúng không? Không liên quan gì đến việc đánh người. Dương Xương Lực hừ lạnh nói, tại sao lại không liên quan, hai việc này có liên quan đến nhau? Chu Đồng Quang nói, được rồi. Việc này xem ra phải chính thức nói chuyện với đồng chí Phá Thiên trước rồi mới quyết định. Thái Nhất Cương khoát tay nói. Bí thư Thái, việc này nên để luật pháp giải quyết, chúng ta dù có ngồi ở địa vị nào cũng không có quyền để quyết định việc này. Nếu chúng ta quyết định, vậy nghĩa là coi thường luật pháp rồi. Chúng ta dù là lãnh đạo tỉnh ủy, nhưng vương tử phạm pháp cũng xử tội như thứ dân. Người xưa cũng đều biết đạo lý này mà. Không lẽ những đảng viên thời đại mới như chúng ta còn muốn làm những chuyện trái với lẽ thường như vậy? Lâm Xương Lực quyết không bỏ qua. Hắn biết, nếu để Thái Nhất Cương thành công, vậy sau này Lang Phá Thiên nhất định sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của mình. Trong hội nghị thường ủy, không nhổ cái gai này là tuyệt đối không được. Đồng chí Xương Lực, chuyện này có phải là nên cân nhắc một chút? Chu Đồng Quang hỏi. Nếu đồng chí Đồng Quang cho rằng quyền lực lớn hơn luật pháp thì được thôi. Lâm Xương Lực tôi không có ý kiến gì nữa. Lâm Xương Lực hạ quyết tâm là phải tàn nhẫn. 2. Chu Đồng Quang thở dài không nói gì nữa. Câu này thật sự ông ta không biết trả lời ra sao, đành phải cắn môi im lặng. Hơn nữa, vẫn là cấp dưới, câu này ông ta làm sao nói được. Đúng lúc này, Bí thư Thái Nhất Cương đến gần nói thầm vào tai Chu Đồng Quang, sau đó Thái Nhất Cương nói. Các đồng chí Phá Thiên đã tới, yêu cầu gặp chúng ta. Ông ta tới đây làm gì, việc này chúng ta còn chưa thảo luận xong, nếu ông ta tham gia có phải hơi không hợp lý không? Bởi vì ông ta là đương sự. Lâm Xương Lực nói, gặp một chút cũng không sao, chuyện này cũng phải nghe đồng chí Phá Thiên nói một chút đúng không? Thái Nhất Cương khoát tay, đương nhiên cũng phải chèn ép Lâm Xương Lực một chút, quay sang phía thư ký nói. Mời đồng chí Phá Thiên vào. Bí thư Thái, các vị lãnh đạo, hôm nay lẽ ra tôi không nên tới. Bởi vì tôi là đương sự. Nhưng trợ lý Khổng nói là vụ án có bước tiến quan trọng. Cho nên, tôi hy vọng các vị lãnh đạo trước hết có thể nghe trợ lý Khổng báo cáo sau đó mới quyết định có được không. Vẻ mặt Lang Phá Thiên nghiêm túc nói. Ồ, trợ lý Khổng đâu? Thái Nhất Cương hỏi. Cậu ấy ở ngoài cửa. Lang Phá Thiên nói. Gọi cậu ấy vào. Thái Nhất Cương nói, ngay sau đó, Khổng Đông Vọng kính cẩn đi vào. Trợ lý Khổng. Nghe nói là trong thời gian ngắn vụ án lại có khám phá quan trọng. Ha ha, tôi hy vọng trợ lý Khổng phải chú ý sự thật. Khổng Đông Vọng còn chưa mở miệng, Dương Xương Lực đã nói trước. Chủ tịch tỉnh Dương yên tâm, cảnh sát phá án từ trước tới giờ luôn chú trọng sự thật,
toàn bộ đều dựa vào chứng cớ. Khổng Đông Vọng nói về chuẩn mực của cảnh sát trước rồi mới nói. Về chuyện Lâm Lý Thăng của tập đoàn Thủy Đạt bị hai đồng chí Lang Phá Thiên và Lâm Thiệu Đông bạt tai, hiện giờ đã có tiến triển mới nhất. Cho nên, đặc biệt tới đây để báo cáo với các vị lãnh đạo một chút. Đồng chí Đông Vọng, nhất định phải báo cáo sự thật. Cậu nói đi. Thái Nhất Cương nghiêm túc nói một câu. Chuyện này chủ yếu là phía Lâm Lý Thăng xảy ra vấn đề, sau khi Lâm Lý Thăng trình báo với cảnh sát, chúng tôi đã lập tức tiến hành điều tra. Hơn nữa, cũng đã kiểm tra vết thương rồi. Xương mũi Lâm Lý Thăng bị đánh gãy cùng với bị lệch một chút còn có thêm một số vết thương nhẹ. Nhưng tình huống mới nhất là Lâm Lý Thiên đã làm giả vết thương bị gãy xương mũi. Nói là làm giả không có nghĩa là xương mũi của hắn không bị gãy, đã gãy rồi. Nhưng hắn bị đánh thành ra như vậy, không phải là do đồng chí Phá Lang và người của mình làm. Khổng Đông Vọng vừa nói đến đây, Lâm Sương Lực hừ nói. Tự mình gọi người đánh mình bị thương, trên đời này có người ngu như vậy sao? Hơn nữa, nếu việc này đổi lại là một người nghèo khó thì còn có khả năng một chút. Bởi vì thiếu tiền nên muốn giở trò, đúng không? Nhưng Lâm Lý Thăng là ai? Người ta là chủ tịch tập đoàn Thủy Đạt, tài sản cũng đến vài triệu. Người như vậy mà tự làm mình bị thương để giả vờ thì thật là hoang đường. Đồng chí Đông Vọng, tôi hy vọng đồng chí khi nói chuyện suy nghĩ một chút. Dễ nhận thấy Lâm Sương Lực đã nổi nóng rồi. Đừng nóng vội, đồng chí Sương Lực, hãy để cho đồng chí Đông Vọng báo cáo cho rõ ràng. Thái Nhất Cương lập tức khoát tay. Chính xác là như vậy, chúng tôi có nhân chứng vật chứng, ở đây còn có một cuốn băng, là lời khai Lâm Lý Thăng làm giả, còn có lời khai của chính Lâm Lý Thăng. Các vị lãnh đạo có muốn nghe không? Khổng Đông Vọng nói. Có Lang Phá Thiên ở bên cạnh nhìn nên Lâm Sương Lực không thể làm gì được, đành phải chấp nhận nghe một lần. Đồng chí Đông Vọng, việc này đã được xác minh chưa? Chu Đồng Quang nghiêm túc hỏi. Đã xác minh rồi, hoàn toàn chính xác. Nếu không, tôi cũng không dám tùy tiện tới đây báo cái với các vị lãnh đạo. Tôi là người hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của việc này nhất. Khổng Đông Vọng cũng chỉ có thể kiên trì nói dưới ánh mắt đầy sát khí của Lâm Sương Lực. Việc này nghe nói còn có liên quan đến một đồng chí khác, chính là đồng chí Lâm Thiệu Đông. Người làm giả đó chính là do cậu ấy tìm tới. Lang Phá Thiên lại nói thêm. Đồng chí Phá Thiên, không nên nói bừa. Lâm Sương Lực cuối cùng không kiềm chế nổi. Lang Phá Thiên tôi cũng không phải vì muốn gỡ tội cho mình. Việc này chính xác là như thế, hơn nữa, đã có nhân chứng vật chứng đầy đủ. Ở chỗ trợ lý Khổng đã có đủ, các vị lãnh đạo có muốn nghe không? Lang Phá Thiên lạnh lùng nói. Đồng chí Phá Thiên, việc này là việc của phía cảnh sát, vậy thì chờ họ điều tra rõ ràng rồi báo cáo lại cũng không muộn. Còn về đồng chí Lâm Lý Thăng, vừa rồi đã rõ ràng rồi, phía cơ quan cảnh sát phải lập tức kết thúc vụ án, lấy lại sự trong sạch cho đồng chí Phá Thiên đúng không? Về chuyện người giả mạo, nhất định phải nghiêm trị không tha. Thái Nhất Cương nói. Chương 3449, Chủ tịch thành phố Dương cúi người. Đây là một vụ án, không thể chỉ nghe Lâm Lý Thăng mà không nghe Lâm Thiệu Đông có phải không? Pháp luật nước Cộng hòa mỗi công dân đều bình đẳng. Chúng ta cũng không thể giỏi hơn pháp luật có phải không? Lang Phá Thiên tiếp tục không tha, muốn sửa chữa Lâm Sương Lực một chút. Đương nhiên, Lang Phá Thiên cũng biết, việc này Thái Nhất Cương chắc chắn áp chế đi xuống. Việc này, vẫn phải nể mặt Lâm Sương Lực, tình hình giống như là Thái Nhất Cương muốn áp chế Lâm Sương Lực. Chẳng qua Lang Phá Thiên muốn Lâm Sương Lực lên tiếng cầu mình mới làm. Đồng chí Sương Lực thấy sao? Thái Nhất Cương vừa hỏi. Tham mưu Lang. Tôi thấy phá án là chuyện của cơ quan công an. Do trợ lý Khổng báo cáo cụ thể với lãnh đạo phụ trách trực tiếp là được. Chẳng qua là một vụ án nhỏ có phải không? Chẳng lẽ còn phải thảo luận trên hội nghị thường vụ? Lâm Sương Lực vẻ mặt trầm xuống. Việc này đương nhiên khó, các vị ngồi đây đều hiểu được Lâm Thiệu Đông là con của Lâm Sương Lực. Ha ha, việc này chính là đề cấp đến ủy viên như thôi, đưa lên hội nghị thường vụ thảo luận một chút cũng là chuyện bình thường. Nếu không tùy tiện sẽ gây ra hiểu lầm mà chỉ trích chúng tôi. Chúng tôi còn làm sao để làm việc, cả ngày đối phó cũng đủ rồi. Lang Phá Thiên cười lạnh hai tiếng nói. Đồng chí Phá Thiên, việc này có phải nên chờ rõ mọi việc rồi nói sau? Thái Nhất Cương cũng lên tiếng. Đương nhiên, chuyện này liên quan đến ủy viên thường vụ như đồng chí Phá Thiên, cho nên tỉnh ủy chắc chắn có dặn dò, có phải không? Đúng vậy, đồng chí Phá Thiên, việc này sẽ cho anh một câu trả lời. Lâm Sương Lực nói xong,
quay ra nhìn mọi người một cái. Các vị ngồi đây đều hiểu, Lâm Thiệu Đông là con tôi. Nếu Thiệu Đông thật sự vi phạm việc này, Lâm Xương Lực tôi tuyệt đối không tha cho nó. Tôi sẽ bảo Thiệu Đông nhận lỗi với Tham Mưu Lang. Lâm Xương Lực cũng dũng cảm, không ngờ không biết xấu hổ trực tiếp phát biểu. Lang Phá Thiên nếu cứ tiếp tục tra ép xuống cũng có chút quá tay. Ha ha, nếu Chủ tịch Lâm đã nói như thế tôi cũng không có gì để nói. Hy vọng tỉnh ủy sẽ cho tôi một lời giải thích thích hợp, loại bỏ những ảnh hưởng cho tôi. Lang Phá Thiên cũng cảm thấy không sai lắm. Đương nhiên, Lang Phá Thiên cũng hiểu được, mặc dù mình có thực sự đánh bị thương Lâm Lý Thăng cũng không thể ngồi tù. Yên tâm, việc này tỉnh ủy sẽ cho anh một lời giải thích thích hợp. Thái Nhất Cương gật đầu nói, lúc này thư ký của Thái Nhất Cương lại đi vào, hơn nữa trong tay cầm một tờ báo. Bí thư Thái, anh xem cái này. Thư ký Trương Minh Nhất chỉ vào tờ báo. Thái Nhất Cương vừa mới nhìn mặt có chút trầm xuống, cầm lấy bút đánh dấu lại đưa cho Lâm Xương Lực. Không lâu các vị ngồi ở đây đều được truyền tay nhau đọc. Dương Thanh Hoài này, rốt cuộc y muốn làm cái gì? Lang Phá Thiên là người xem cuối cùng, đặt tờ báo xuống hử lạnh nói. Chuyện này khá nghiêm trọng, chẳng những ủy viên Triệu Sương Sơn điểm danh phê bình một ít tệ nạn của Hoành Đều. Đặc biệt vạch ra vấn đề lớn trong quy hoạch thành phố. Hơn nữa, các ngành cùng chính quyền thành phố cùng với tập đoàn Hoành không đồng ý hủy đi một số kiến trúc của Yến Nguyệt Sơn Trang, đây là hành vi gì? Chu Đồng Quang nói. Đúng vậy, hơn nữa, chuyện này ủy viên Trịnh cũng nói đến rồi. Hơn nữa, vạch ra công ty Yến Nguyệt là công ty con của tập đoàn Hoành không? Có đồng chí làm như vậy chính là phá ngang quy hoạch Hoành không? Đây đối với khu kinh tế mới thành lập mà nói là hành vi phá hư nghiêm trọng. Đại quy hoạch Hoành không là điển hình do Quốc vụ viện phê duyệt, là muốn làm ra nơi trọng điểm để thí nghiệm nghiên cứu. Tuy nói hai vị ủy viên cũng chưa yêu cầu chúng ta giải quyết thế nào, nhưng không giải quyết không thể được. Lang Phá Thiên tiếp lời. Tôi thấy nhà khách của tập đoàn Thủy Đạt cũng có chút vấn đề. Tại sao đột nhiên lại xuất hiện ngay trên đường? Hơn nữa, thiếu chút nữa làm cho hoạt động bí mật quân sự cũng không thể tiến hành. Ai cho tập đoàn Thủy Đạt quyền lực này? Hơn nữa, theo điều tra, hành vi mạnh mẽ của chính quyền có liên quan khách sạn Sương Đô. Đây cũng là việc bình thường trong cạnh tranh trong buôn bán. Nhưng, cũng không thể giở trò quỷ trong cạnh tranh. Chuyện này công ty Yến Nguyệt đã báo án, chúng ta cũng phải cử đồng chí xuống điều tra qua. Khổng Đông Vọng nói, tập đoàn Hoành không đã đưa ra kháng án với tỉnh ủy và ủy ban nhân dân. Tôi thấy chuyện này cần phải lập một tổ điều tra. Tập đoàn Hoành không là tập đoàn nhà nước lớn. Hơn nữa đại quy hoạch Hoành không cùng với khu kinh tế Hoành không đều lấy tập đoàn Hoành không làm cơ sở. Tập đoàn Hoành không cũng có ảnh hưởng rất lớn trong nước. Bọn họ đến chỗ chúng ta đầu tư hẳn là phải bảo vệ họ, phải ủng hộ hết sức mới đúng. Việc này thì làm thành cái dạng gì, mà thành viên bộ máy của khu kinh tế mỗi người đều có phân lượng. Trong đó cấp phó tỉnh có mấy đồng chí, mà đồng chí nhậm thời mãn chủ nhiệm ủy ban khu kinh tế Hoành không từng công tác ở Quốc vụ viện. Việc này bộ máy quản lý khu kinh tế đã báo cáo lên Quốc vụ viện và hai tỉnh. Tôi thấy việc này phải xử lý ngay lập tức. Nếu không, hai tỉnh hiện giờ còn chưa hỏi chúng ta. Nếu chúng ta không làm chỉ sợ đến lúc đó chẳng những hai tỉnh tìm chúng ta mà Quốc vụ viện cũng tìm. Hai vị ủy viên đều phải chú ý việc này. Bí thư Thái, có phải lập tức cần đưa ra ý kiến giải quyết không? Lang Phá Thiên nói. Tiểu Trương, lập tức thông báo cho hai đồng chí Thanh Hoài và Hội Đông đến tỉnh ủy một chuyến. Tôi và đồng chí Xương Lực muốn nghe báo cáo về việc này của hai đồng chí. Thái Nhất Cương vẻ mặt nghiêm túc, nếu là báo cáo Chủ tịch Lâm các đồng chí khác biết điều tự đi trước. Cùng lúc Dương Thanh Hoài cũng đọc báo, vẻ mặt lập tức trở nên đáng sợ. Hơn nữa, tay cầm chén trà run lên, loảng xoảng một tiếng chén trà rơi xuống đất. Đồng chí Thanh Hoài, việc này rất nghiêm trọng cậu có biết không? Ủy viên thường vụ tỉnh ủy bí thư thành ủy Việt Châu Ngô Hội Đông không nhịn được đập bàn một cái. Dương Thanh Hoài đang ngồi đối diện ông, hai người cách nhau một cái bàn làm việc. Việc này tất cả đều là do Lâm Lý Thăng của tập đoàn Thủy Đạt. Lúc ấy tôi đã nói với y là không thể làm như vậy. Nhưng y cứ khăng khăng cố chấp, cuối cùng không ngờ làm ra chuyện khác người như vậy. Hơn nữa, việc này chúng ta đều biết liên quan đến Lâm Lý Thăng. Có một số việc chính quyền thành phố cũng thật sự khó. Dương Thanh Hoài nhanh chóng giải thích, tất nhiên là ám chỉ quan hệ giữa Chủ tịch Lâm và Lâm Lý Thăng. Quan hệ gì? Lâm Lý Thăng có quan hệ gì?
việc này tôi không rõ ràng lắm. Ngô Hội Đông nói, đồng chí Thanh Hoài, làm việc phải hợp pháp hợp lý. Không thể nhìn quan hệ gì đó có phải không? Tập đoàn Hoành Không cũng không phải cậu không biết, nghe nói đồng chí Diệp Phàm của tập đoàn Hoành Không đã từng đến tìm cậu. Tôi còn tưởng rằng các cậu hòa hợp, không thể tưởng tượng được không ngờ lại thành ra như vậy, rốt cuộc là tại sao thế này? Ngô Hội Đông đang giả ngu, Dương Thanh Hoài hận không thể xong lên đá cho người này một cước. Không ngờ nói chính ông không biết mối quan hệ giữa Lâm Lý Thăng. Đây căn bản là trợn mắt nói dối. Bí thư Ngô, lúc trước điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế Hoành Đô thành ủy cũng đồng ý. Hơn nữa hội nghị do anh chủ trì. Dương Thanh Hoài nói tất nhiên là kéo Ngô Hội Đông xuống nước. Để cho ông ta làm cho mình sạch sẽ như vậy sao? Ha ha, quy hoạch chính quyền là chuyện của chính quyền. Thành ủy chắc là không can thiệp vào việc của Ủy ban Nhân dân. Nếu không, các anh sẽ nói tay của Ngô Hội Đông tôi quá dài có phải không? Ngô Hội Đông tôi đến bây giờ vẫn ghi nhớ phạm vi quyền hạn của mình. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngoài phạm vi chức trách của mình. Chút quy củ này tôi còn không biết sao. Ngô Hội Đông thật đúng là cáo giả, há mồm là không nhận. Lúc ấy chuyện này tôi còn báo cáo anh. Dương Thanh Hoài có chút nỏng này. Báo cáo tôi, ha ha, chuyện này khi nào nhỉ? Hơn nữa, tôi bận rộn sao có thể nhớ hết mọi chuyện có phải không? Hơn nữa, đối với công việc của Ủy ban Nhân dân các anh, Ngô Hội Đông tôi luôn yên tâm. Nhưng việc này, ôi lúc trước tôi nên hỏi đến một chút. Ngô Hội Đông nói, 4 giờ chiều, Tào Nguyệt gọi điện thoại đến, nói là Dương Thanh Hoài muốn gặp Diệp Phàm. Diệp Phàm đã biết tin tức từ chỗ Lang Phá Thiên, có lẽ hiện giờ Dương Thanh Hoài đã lửa thiêu mông, cho nên, đồng ý gặp Dương Thanh Hoài ở Yến Nguyệt Sơn Trang. Mới vừa đi đến gần Yến Nguyệt Sơn Trang thấy Diệp Phàm cùng Tào Nguyệt đã đứng ở cửa mới bị Đào Móc rối tinh rối mù. Ngại qua, Chủ tịch thành phố Dương, Chủ tịch Diệp đang thị sát Yến Nguyệt Sơn Trang. Vừa thấy Dương Thanh Hoài, Tào Nguyệt cười chào. Chủ tịch Diệp, việc này, ôi! Bắt tay với Tào Nguyệt xong, Dương Thanh Hoài nhanh chóng tiên lên trước. Chủ tịch thành phố Dương, quy hoạch của Ủy ban Nhân dân các anh làm rất tốt, không ngờ muốn làm vào Yến Nguyệt Sơn Trang của chúng tôi. Muốn làm cũng được, nhưng cũng phải xem thái độ của chúng tôi có phải không. Công ty Yến Nguyệt chúng tôi vẫn tuân thủy quy hoạch của thành phố Việt Châu đó thôi. Diệp Phàm vẻ mặt lạnh lùng giơ tay ra bắt tay anh ta, sau đó chỉ vào tảng đá gần đó nói. Bây giờ còn chưa có văn phòng, chúng ta nói chuyện trên tảng đá kia đi. Chủ tịch Diệp, chuyện này tôi muốn triển khai điều tra trong các ngành liên quan. Theo điều tra sơ bộ ban đầu là xuất phát từ lý do cạnh tranh. Mà một số ngành liên quan của thành phố cũng cổ vũ hành động bất lương này của họ. Việc này tôi đã bàn bạc với Bí thư Ngô. Nhất định phải nghiêm túc điều tra trách nhiệm của những người liên quan cho công ty Yến Nguyệt một lời giải thích. Những tổn thất của công ty Yến Nguyệt, Ủy ban Nhân dân và khách sạn Sương Đô sẽ tiến hành bồi thường. Dương Thanh Hoài xấu hổ mặt đỏ bừng. Bồi thường, Chủ tịch thành phố Dương, đây là một khối lượng lớn. Anh xem, cửa của chúng tôi nguyên liệu và chế tạo đều là loại hạng nhất. Hơn nữa, điều này vẫn là thứ yếu. Vấn đề quan trọng nhất là chúng ta đã quyết định thời gian khai trương. Cái này dù các anh muốn làm, dù tăng ca cũng phải mấy tháng. Yến Nguyệt Sơn Trang còn chưa khai trương đã sớm triển khai nghiệp vụ trước. Sau vụ này, chúng tôi sẽ mất khách. Hơn nữa, việc này cũng ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của công ty chúng tôi. Việc này vô hình chung gây ra cho công ty chúng tôi tổn thất không thể đo lường. Tào Nguyệt hừ lạnh nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 3450. Hôm nay mất hết thể diện. Yên tâm, về vấn đề bồi thường như thế nào, Ủy ban Nhân dân sẽ có người của các ban ngành liên quan xuống bàn cụ thể với các anh. Hơn nữa, chuyện này liên quan đến đầu tư khách sạn Sương Đô, cho nên Ủy ban Nhân dân thành phố cũng bảo họ cử người đến đây bàn chuyện. Đối với tổn thất gây ra cho các cậu, tôi thay mặt chính quyền xin lỗi. Dương Thanh Hoài nói. Một câu xin lỗi không giải quyết được vấn đề. Vấn đề quan trọng là quy hoạch về kinh doanh của Hoành Đô của Ủy ban Nhân dân các anh có vấn đề. Tôi hy vọng Ủy ban Nhân dân thành phố có thể quy hoạch lại một lần nữa, hợp lý hơn quy hoạch trước kia. Ví dụ như, ngã tư đường bên công ty Yến Nguyệt này có phải nên mở rộng hơn một ít không? Nếu không, căn bản là không thỏa mãn lưu lượng khách sau này của chúng tôi. Đến lúc đó ngay cả tìm một chiếc xe cũng khó thì Hoành Đô sao có thể hấp dẫn du khách đến thăm viếng. Diệp Phàm tất nhiên là không chút khách khí đưa ra yêu cầu.
việc này ủy ban nhân dân chúng ta sẽ xem xét, buổi sáng mai ủy ban nhân dân sẽ thảo luận chuyện này. Đương nhiên, công ty Yến Nguyệt có yêu cầu gì cụ thể có thể đề nghị với chúng tôi có phải không? Đến lúc đó, quy hoạch sẽ được điều chỉnh lại cho thích hợp. Dương Thanh Hoài hạ thấp giọng, sau đó nói. Đương nhiên, tôi cũng hy vọng Chủ tịch Diệp có thể thông báo với Ban Quản lý Khu Kinh tế Hoành Không cùng Tập đoàn Hoành Không giúp. Việc này tôi có thể nói, nhưng việc này chưa diễn ra tôi làm sao nói với bọn họ có phải không? Chỉ sợ đến lúc đó lại sửa lại, chuyện này đã trải qua một lần. Diệp Phàm nói. Không thể, việc này xin Chủ tịch Diệp yên tâm. Dương Thanh Hoài hôm nay buồn phiền phát điên, cảm thấy mình giống như một học sinh tiểu học nhận sai. Chúng mày đã làm cái gì, ngu xuẩn. Lâm Sương Lực đập bàn dầm một cái, chén trà trên bàn cũng rơi xuống đất. Mắng thẳng thắn làm cho Lâm Thiệu Đông thiếu chút nữa đều phải nhảy dựng lên. Lão Lâm, có chuyện gì từ từ nói, đừng đấm vào Thiệu Đông. Bà xã của Lâm Sương Lực Tống Mai chỉ có chút đau lòng. Đập, tôi còn muốn đập chết y. Bình thường nhìn y thông minh như vậy sao lại có thể làm ra một chuyện ngu ngốc đến thế? Lâm Sương Lực hừ lạnh nói. Ba, việc này thật ra cũng là việc ngoài ý muốn. Tôi cũng không nghĩ ra anh Đường không ngờ làm ra một chuyện đáng sợ như vậy. May mà thú nhận toàn bộ, nếu không Lang Phá Thiên còn có thể chê cười đến hiện giờ sao? Người này căn bản không coi nhà họ Lâm chúng ta ra gì. Không phải là một tư lệnh viên nhỏ nhoi của một quân khu thôi sao, đắc ý cái rắm. Lâm Thiệu Đông vẫn có chút không phục. Đến giờ mày còn chưa nhận ra sai lầm của mình, mày nghĩ thử xem, chúng mày dùng thủ thuật để che mắt người ta không điều tra ra sao? Lang Phá Thiên từ đâu đến mày có biết không? Đồ ngu xuẩn này, đấy cũng không hiểu được còn dám đi chọc vào người ta, tao thấy mày chán sống rồi. Lâm Sương Lực hừ nói. Đến từ đâu, không phải trong hệ thống quân đội sao? Lâm Thiệu Đông nói. Bốp! Lâm Sương Lực cuối cùng không nhịn được, một cái tát làm cho Lâm Thiệu Đông thiếu chút nữa ngã xuống đất. Lão Lâm, đừng đánh! Tống Mai Chi thấy Lâm Sương Lực còn muốn tát cái nữa, hoảng hốt nhanh chóng chạy lên cầm tay ông ấy. Cục cảnh vệ Trung ương mày biết không? Lâm Sương Lực nhìn con trai quát lớn. Trung ương, còn cục cảnh vệ. Lâm Thiệu Đông nhất thời mặt đen sầm. Cục cảnh vệ Trung ương làm gì? Tống Mai Chi thấy vẻ mặt khiếp sợ của con trai không nhịn được hỏi. Làm gì, bảo vệ hai vị lãnh đạo cấp cao. Trước kia gọi là bảo vệ Trung Nam Hải, cô không xem TV sao? Những người bảo vệ đeo kính đen vẻ mặt lạnh lùng bên cạnh thủ trưởng chẳng những thân thủ cao. Hơn nữa, cũng là cao thủ trong phương diện phá án. Lâm Sương Lực nói. Huống chi, Lang Phá Thiên là lãnh đạo của những người này. Con nói xe, Lý Thăng không ngu ngốc, còn cả Thiệu Đông, có phải chán đập vào đá không? Con cho là người ta chuẩn bị tốt có phải không? Lý Thăng cũng không phải là một người yếu đuối, nhất định là người ta dùng thủ đoạn đặc thù để Lý Thăng không thể không nói. Việc này còn liên quan đến Thiệu Đông, nếu Lang Phá Thiên cứng rắn không tha, Thiệu Đông còn phiền toái. Ba. Con không hiểu Lang Phá Thiên là từ chỗ đó đi ra, rất xin lỗi. Lâm Thiệu Đông vuốt mặt mình, vẻ mặt uể oải, đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo ban nãy. Rất xin lỗi, việc này tạm thời tôi dừng ở đây. Ôi, việc này, con tự mình đi tìm tham mưu lang đi, tranh thủ chủ động một chút. Thái độ nhất định phải hạ tháp, dù sao cũng là mất mặt, cũng không sợ mất hơn đâu. Lâm Sương Lực hừ nói. Muốn con đi nhận lỗi với anh ta. Nhưng anh ta đã đánh con cơ mà. Lâm Thiệu Đông nói. Đánh mày, dù đánh chết mày cũng xứng. Không đi cũng được, nếu muốn đánh mất công chức vào trại tạm giam một thời gian ngắn thì mày có thể không đi. Lâm Sương Lực hừ lạnh nói. Ba, dù gì ba cũng là chủ tịch tỉnh, hơn nữa, quan hệ của chúng ta ở Bắc Kinh cũng không kém. Lang Phá Thiên dù lợi hại thế nào, không phải chỉ là tư lệnh viên quân khu tỉnh sao? Chẳng lẽ anh ta còn lớn hơn ba? Năng lực hơn ba sao? Lâm Thiệu Đông hỏi. Chính bởi vì anh ta là tư lệnh viên quân khu tỉnh, anh ta chủ yếu thuộc hệ thống quân đội. Chúng ta có thể nắm được anh ta sao? Mà người này tính cách cương nghị, hơn nữa, việc này đúng thật là Lý Thăng làm quá mức. Còn đắn đo, sau này luôn có cơ hội. Lâm Sương Lực nói. Ba, Lâm Thiệu Đông còn muốn không đi. Nếu con không đi sau này đừng gọi ba là ba. Cũng vì đứa con này mà hôm nay ba mất hết thể diện, tự con lo liệu đi. Lâm Sương Lực chỉ vào con trai hừ nói. Buổi sáng ngày hôm sau Diệp Phàm vừa đến xưởng bí mật trong núi Sương Bối,
Lang Phá Thiên vừa thấy hắn đã cười lớn. Diệp lão đại, bộ trưởng Tần nói là buổi tối muốn mời khách. Ông ta mời khách, có ý gì? Diệp Phàm hỏi. Đoán rằng việc này có liên quan đến nhà họ Lâm. Lang Phá Thiên nói. Nghe nói quan hệ của ông ta và chủ tịch Lâm không tồi. Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, hai người họ hiện giờ đang làm cùng một chỗ. Lang Phá Thiên gật gật đầu. Nhà họ Lâm không tiện tự mình ra mặt, hiện giờ bảo Tần Bộ liên hệ với cậu. Có phải là có ý tốt với cậu? Diệp Phàm hỏi. Nhà họ Lâm không tốt, Lâm Thiệu Đông phải vào cục công an. Lang Phá Thiên hừ nói. Ừ, tôi biết rồi. Có lẽ là tối này Tần Bộ dẫn Lâm Thiệu Đông đến nhận lỗi với cậu tối nay. Diệp Phàm cười nói. Bọn họ bảo tôi hẹn anh. Lang Phá Thiên nói. Hẹn tôi, việc này có ý gì? Diệp Phàm sửng sốt. Tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện, người ta đã tìm hiểu được quan hệ giữa hai chúng ta. Đoán là chuyện của tập đoàn Thủy Đạt đi. Hiện giờ Lâm Lý Thăng xui xẻo, có thể vào nhà giam. Cho nên có thể giảm bớt một chút hình phạt đối với anh ta thì cần phải tỏ thái độ. Lang Phá Thiên nói. Ha ha, lúc trước tôi đã nói, cửa của tập đoàn chúng tôi không để đập. Diệp Phàm cười nói. Việc này đương nhiên, Diệp lão đại là xảo trá chuyên nghiệp đó thôi. Bọn chúng tự đến cửa xui xẻo. Lang Phá Thiên cười nói. Cậu đó, tôi khi nào thì là xảo trá chuyên nghiệp. Diệp Phàm thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Đối với việc của nhà họ Lâm anh có ý gì? Lang Phá Thiên hỏi. Cậu thì sao? Diệp Phàm hỏi. Tôi còn có cách, lúc đấy ở đây có mấy đồng chí. Mà bí thư Thái Nhất Cương cũng ngại làm cho Lâm Xương Lực rất thảm, cho nên mượn tay của tôi tát ông ta một cái cũng phải cho một viên đường. Cho nên, việc này chỉ cần Lâm Thiệu Đông chịu nhận lỗi tôi tạm tha cho y. Lang Phá Thiên nói. Xem ra, lão Lang hiện giờ càng lúc càng khoan dung. Diệp Phàm nói. Có cách gì đâu, chẳng lẽ thật sự bắt giam con của chủ tịch vào trại giam mấy ngày sao? Cũng không có ý gì. Hơn nữa, dù sao cũng phải nể mặt bí thư Thái. Còn nữa, việc này, ha ha, thật ra tôi ra tay trước. Lúc đó Lâm Thiệu Đông nhả một vòng khói, nhưng vòng khói này đã đến trên mặt tôi. Còn nước miếng cái gì đó đương nhiên là chuyện giả dối. Lang Phá Thiên cười khan vài tiếng. Có lẽ chuyện này Lâm Thiệu Đông còn khó hiểu đi, tại sao khói mình nhả ra lại có ngấm nước. Cách xa như vậy không ngờ còn có thể phun đến trước mặt tham mưu Lang. Vòng khói này đã nhanh chóng biến thành yên pháo. Hơn nữa, lúc đó Lâm Thiệu Đông chắc chắn cũng không dám dùng sức thổi vòng khói này. Chẳng qua Lâm đại công tử của chúng ta lúc đó tức giận. Muốn phun vòng khói để hả giận, không thể tưởng tượng được việc này thiếu chút nữa đưa mình vào trại giam. Đường đường một cục trưởng, chỉ là vấn đề một vòng khói thôi. Diệp Phàm cười nói. Vậy thì sao, ông đây cũng là tham mưu, cục trưởng tính cái rắm. Lang Phá Thiên khí phách lên, lại hỏi. Anh không để lộ nội tình chứ? Còn có thể thế nào, cùng nhau phát tài thôi. Điểm thứ nhất, Tiêu Thiệu khách sạn Sương Đô, Yến Nguyệt Sơn Trang không thể có một đối thủ mạnh thế được. Thứ hai, đập hỏng cửa và một số đồ của chúng ta dù sao cũng phải bồi thường. Bồi thường thiếu tôi không đồng ý. Diệp Phàm cười nói. Nói là anh xảo trá chuyên nghiệp anh không đồng ý, đây không phải lộ rõ sao. Khổng Đông Vọng ở Việt Đông, ai dám đến đập cửa các anh. Lúc đó giám đốc Khổng chúng ta chạy đi đâu. Lang Phá Thiên châm chọc. Ha ha, đó cũng là một thủ đoạn cạnh tranh thôi. Người ta muốn đập cứ cho họ đập thoải mái. Nếu không, Lâm Lý Thăng sao nghe chúng ta, còn nữa, chủ tịch thành phố của chúng ta sao có thể đến Yến Nguyệt Sơn Trang của chúng ta thị sát kiểm tra. Diệp Phàm cười nói. Dương Thanh Hoài, ông ta là tự tìm đế. Anh lợi hại, lần này báo cáo quốc vụ viện có lẽ là anh làm. Đó là đương nhiên, đồng chí Nhâm Mãn là người quản lý chúng ta thôi. Người ta dù sao cũng phải quản lý thật sự một chút. Hơn nữa quốc vụ viên cũng là quen thuộc, còn ủy viên Triệu Sương Sơn cũng lên tiếng, đó là bởi vì ông ta biết Yến Nguyệt Sơn Trang là đơn vị cấp dưới của tập đoàn Hoành Không chúng ta. Hơn nữa, Hồng Đô do một tay ông ta làm nên, có người không ngờ loạn sửa quy hoạch, ủy viên Triệu gõ một chút cũng là bình thường. Diệp Phàm cười. Chương 3451, đến nhận lỗi. Buổi tối một bàn tại khách sạn Hắc Thiên Nga. Quả nhiên, đi cùng Tần Bộ chính là Lâm Thiệu Đông. Người này vẻ mặt xấu hổ, nhìn thấy Lang Phá Thiên đầu hơi cúi, còn Lang Phá Thiên đương nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Hai bên cùng ngồi xuống. Tham mưu Lang, chuyện đó tôi rất xin lỗi.
Lâm Thiếu Đông đỏ mặt lên, Diệp Phàm phát hiện Tần Bộ còn kéo kéo tay áo Lâm Thiệu Đông y mới không thể không kiên trì. Công tử mà, luôn luôn như vậy. Biết mình sai rồi. Lang Phá Thiên tỏ ý một chút. Tôi đã biết, hôm nay đặc biệt đến đây nhận lỗi với Tham Mưu Lang. Chén rượu này tôi mời anh. Lâm Thiệu Đông cầm chén rượu lên. Một chén rượu. Lang Phá Thiên lạnh nhạt nhìn chén rượu đỏ. Tham Mưu Lang, Thiệu Đông rất có thành ý, anh xem, chén rượu này có phải. Tần Bộ nhìn Lang Phá Thiên. Ha ha, được, uống. Lang Phá Thiên đột nhiên đứng lên cập chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nhưng thấy ra Lâm Triệu Đông nhìn có chút ngây người, kết quả Tần Bộ nhanh chóng kéo áo cậu ta một chút, cậu ta mới lập tức phản ứng lại cũng uống một hơi cạn sạch. Thiệu Đông, tôi cũng muốn nói thật với cậu, Lang Phá Thiên tôi là người dễ chịu, cậu thích tôi cũng thích. Chuyện trước đây xảy ra một ly đã hết. Lang Phá Thiên rất khí lớn. Cảm ơn Tham Mưu Lang có thể lượng thứ. Lâm Thiệu Đông nói. Được được, chúng ta cùng nhau uống một ly thì sao? Tần Bộ nói xong đột nhiên nhìn Diệp Phàm một cái cười nói. Vị này chính là. Ha ha, không phải anh bảo tôi mời sao, bạn tôi Diệp Phàm. Lang Phá Thiên cười nói, biết ông ta cố ý như thế. Đối với anh ta thì Tần Bộ đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tịch tỉnh Lâm Giao, nhưng đối với Diệp Phàm, Tần Bộ muốn thử một chút. Không thể tưởng tượng được. Tần Bộ lắc lắc đầu. Sao thế, có gì không thể tưởng tượng được? Lang Phá Thiên hỏi. Chủ yếu là chủ tịch tỉnh Diệp quá trẻ tuổi, nếu không, tôi cũng sẽ không tin. Tần Bộ cười nói. Ha ha, mặt tôi vậy thật ra năm nay tôi đã 30 tuổi rồi. Diệp Phàm cười ảm đạm, hắn phát hiện Lâm Thiệu Đông nhìn mình chằm chằm, hơn nữa cũng khó giấu sự kinh ngạc trên mặt. Chủ tịch Diệp chính là tổng giám đốc tập đoàn Hoành Không. Lâm Thiệu Đông bình tĩnh lại thản nhiên hỏi. Diệp Phàm buồn bực trong lòng, có vẻ như Lâm Thiệu Đông không gây ra việc ở khách sạn Sương Đô vậy y mời mình đến đây để làm gì. Ha ha, một tập đoàn nhỏ cục trưởng Lâm cũng biết. Diệp Phàm lên tiếng. Tập đoàn nhỏ, ha ha, chủ tịch Diệp nói đùa. Lâm Thiệu Đông nói. Đúng rồi Thiệu Đông, chủ nhân sao còn chưa tới. Tần Bộ quay đầu hỏi Lâm Thiệu Đông. Chính chủ. Sao thế, chẳng lẽ chúng ta đều ngồi gầm cầu? Lang Phá Thiên cười cười. Không phải ý đó, thật ra, buổi tối hôm nay quản lý khách sạn Sương Đô Cố Minh Trung mời khách. Tổng giám đốc Cố sợ các anh không nhận lời mời, cho nên, bảo tôi ra mặt mời, ngại quá, việc này giờ mới nói với các anh không phải cố ý gạt các anh. Chủ yếu là sợ các anh không chịu đến, việc này Tần Bộ tôi không đúng, tôi tự phạt một ly. Tần Bộ cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cũng không có việc gì, nhưng nếu tổng giám đốc Cố mời khách đến giờ sao còn chưa thấy đâu. Việc này không phải chúng tôi không nhận lời. Lang Phá Thiên cố ý hỏi, Diệp Phàm đã suy nghĩ ra đại khái mọi việc. Lúc mới bắt đầu Lâm Thiệu Đồng chịu nhận lỗi với Lang Phá Thiên, tất nhiên việc mất mặt thế không thể để Cố Trung Minh thấy được. Cho nên, để Cố Trung Minh đến muộn một chút, nhưng lại tìm cơ hội thích hợp để Cố Trung Minh lên sân khấu đàm phán với Diệp Phàm. Thật xin lỗi, ôi. Tôi kẹt xe. Thật là, tình hình giao thông của Việt Châu thật sự không tốt. Kẹt xe thì kẹt xe thôi, không ngờ có người đụng vào xe của tôi. Phải chờ cảnh sát giao thông nên đến muộn một chút. Đầu tiên tôi chịu phạt một ly để xin lỗi các vị lãnh đạo. Một người trên dưới 50 tuổi bước vào, vừa vào đã nói. Tổng giám đốc Cố, nếu là kẹt xe thì là sự cố giao thông, tôi thấy chén này nên miễn đi, cứ ngồi xuống trước, tôi giới thiệu với anh một chút Tham Mưu Lang và Chủ tịch Diệp. Tần Bộ cười ha hả, nhưng Cố Trung Minh vẫn uống một hơi cạn sạch. Đông Thủy, còn không vào kính các vị lãnh đạo một ly. Lúc này Cố Trung Minh nhìn ra ngoài cửa nói. Sau đó, chỉ vào một người trẻ tuổi cao gầy nói. Các vị lãnh đạo, đây là con tôi Cố Đông Thủy, bên cạnh là bạn của nó Đường Hồng. Ngồi đi. Tần Bộ vừa nói thì Đường Hồng đã ngồi trên ghế, ra vẻ không chút khách khí. Hơn nữa, kiểu tóc của Đường Hồng thật đúng là rất sành điệu. Giống như một cái màu gà, không những thê còn nhuộm màu nữa. Sao thế tổng giám đốc Cố, đồ ăn của tôi đâu? Đường Hồng nhìn lên bàn, quay đầu không chút khách khí hỏi Cố Trung Minh như có một mình. Tần Bộ không khỏi nhíu mày nhìn Cố Trung Minh một cái, Cố Trung Minh đương nhiên cũng cảm giác được sự kiêu ngạo của Đường Hồng, không khỏi nhìn Tần Bộ vẻ xin lỗi. Ngay cả Lâm Thiệu Đông cũng lạnh lùng trừng mắt nhìn tên này một cái. Kiểu kiêu ngạo này tất nhiên Lâm Đại Công Tử không nhịn được. Hừ nói. Cậu bé,
hiểu quy củ một chút. Cậu bé, anh bảo tôi cậu bé, anh là ai? Đường Hồng có chút khinh thường nhìn Lâm Thiệu Đông một cái. Thực xin lỗi Đường công tử, cậu ta chính là Lâm công tử mà tôi nói với cậu. Chính là con trai của chủ tịch tỉnh Lâm. Cố Trung Minh không ngờ cười giảng hòa, ra vẻ có chút nịnh nọt. Không biết Đường Hồng là con cái nhà ai? Diệp Phàm thầm nghĩ. Đúng vậy Lâm Thiệu Đông, cũng hòa. Không thể tưởng tượng được Đường Hồng hơi quay đầu chút nói. Hả, nói như vậy cậu lợi hại sao? Lâm Đại Công Tử khi nào thì chịu tức giận như vậy, vừa rồi Lang Phá Thiên làm cho buồn bực còn chưa được phát ra, giờ đã tìm được chỗ xả. Lâm Công Tử, việc này. Cố Trung Minh nhanh chóng cười muốn giảng hòa. Thật ra, trong lòng anh ta thầm kêu khổ. Cố Trung Minh, anh nói ít đi cho tôi. Lâm Thiệu Đông đặt mạnh chén xuống mặt bàn một chút, hừ nói. Tôi nói chuyện anh ít xen mồm vào. Kiêu ngạo vừa thôi Lâm Thiệu Đông, anh thật sự cho mình là một nhân vật có phải không? Còn là công tử hàng đầu Việt Đông, chó má không phải. Đường Hồng bị chọc tức, cầm hộp tăm trên bàn ném. Anh rốt cuộc làm gì vậy, không ngờ dám sủa ở đây. Cố Trung Minh lập tức bảo con chó này cút đi, cút. Dầm một tiếng Lâm Thiệu Đông rốt cuộc không nhịn được. Đập bàn chỉ vào Đường Hồng mắng. Anh dám mắng tôi là chó, được, Lâm Thiệu Đông, anh là cái gì? Tôi lập tức gọi điện thoại cho anh của tôi một tiếng. Người nhà họ Đường chúng ta thành chó, là công tử thứ nhất của Việt Đông nói. Đường Hồng đứng lên lấy điện thoại di động ra. Đừng như vậy Đường công tử, có chuyện gì từ từ nói. Cố Trung Minh vừa thấy hoảng hốt nói, đưa mắt nhìn Cố Đông Thủy đứng bên cạnh. Cố Đông Thủy vừa thấy. Nhanh chóng bước lên kéo lấy tay Đường Hồng. Cố Đông Thủy, hôm nay bố anh làm chủ có phải không? Đường Hồng hừ nói. Đúng vậy, anh Đường, là nhà tôi làm chủ. Cố Đông Thủy nhanh chóng tỏ vẻ mặt tươi cười. Nếu là nhà của cậu làm thì không rông dài, bảo đầu heo này cút đi. Đường Hồng chỉ vào Lâm Thiệu Đông hừ nói. Đường, anh Đường, nghe tôi nói có được không? Cố Đông Thủy tiếp tục cười làm lành. Cố Trung Minh. Lâm Thiệu Đông tôi nói anh không coi ra gì có phải không? Lâm Thiệu Đông tức giận. Cục trưởng Lâm, anh đừng giận, cậu ta từ Bắc Kinh đến là bạn học cùng Đông Thủy, là đến đây chơi. Cố Trung Minh nhanh chóng nói. Bắc Kinh đến thì có thể ép người có phải không? Chó Bắc Kinh cũng không lớn hơn Việt Đông chúng ta. Lâm Thiệu Đông hừ nói. Được, buông tay ra để ông đây gọi điện thoại. Đường Hồng tức giận, Cố Đông Thủy thiếu chút nữa bị đẩy ngã. Diệp Phàm cùng Lang Phá Thiên nhìn nhau, hai người cũng là vẻ mặt đứng đắn ngồi xem cuộc vui. Bốp! Lúc này tiếng đập bàn vang lên, mọi người nhìn phát hiện không ngờ là Tần Bộ. Muốn làm cái gì, Cố Trung Minh lập tức dẫn Đường Hồng đi, gây rối ở đây anh mời khách cái gì? Là gì mà một chút quy củ cũng không hiểu? Tần Bộ nói có hai ý nghĩa. Bộ trưởng Tần, đừng như vậy Đường Hồng là người của Đường gia ở Bắc Kinh. Cố Trung Minh vội nói. Đường ra ở Bắc Kinh, đường ra nào? Tần Bộ sửng sốt giọng thấp đi không ít. Chính là. Cố Trung Minh nhìn Đường Hồng một cái, cố ý thật tốt giống như rất khó nói. Bắc Kinh còn có mấy đường ra nữa? Đường Hồng vừa nghe lạnh lùng hừ nói. Việc này, các anh xem, việc này, đường. Tần Bộ mặt có chút đỏ lên, nhưng Lâm Thiệu Đông cũng nghĩ đến điều gì nhất thời có chút tức cười. Đường thiếu gia, việc này. Phải trách tôi không giới thiệu với mọi người một chút trước. Cậu xe, việc này còn có thể nói hay không? Cố Đông Thủy cúi người hỏi. Nói thôi, có gì không nhận ra người có phải không? Đường ra chúng tôi quan minh chính đại. Không giống người nào đó được gọi là công tử thứ nhất thật sự kiêu ngạo. Hơn nữa, việc này chỉ sợ tôi về nói với anh tôi, người nhà Đường ra chúng tôi thành chó. Đường Hồng châm chọc, Lâm Thiệu Đông không hé răng. Chú Tần. Chú của anh ấy chính là Bộ trưởng Đường Lâm của Bộ Giáo dục. Lần đó Bộ trưởng Đường đến trường học của chúng cháu, Đường Hồng từ xa đã gọi Bộ trưởng Đường là chú. Lúc đó Bộ trưởng Đường còn dặn Đường Hồng phải tuân thủ quy định. Về nhà Đường Hồng còn bị cha mắng một chút. Nói chú lúc đó là lãnh đạo bộ, đến trường học để kiểm tra công tác, sao lại lên tiếng gọi như trong nhà, muốn gọi cũng phải gọi là Đường Bộ trưởng, đây là quy định. Chương 3452, đánh người của Đường ra các người. Đường Hồng là bạn học của cháu, cậu ấy đến Việt Đông chơi mấy ngày. Cố Đông Thủy đứng thẳng lên nói. Diệp Phàm nhìn Lang Phá Thiên liếc mắt một cái, Lang Phá Thiên khẽ lắc đầu Diệp Phàm biết, người kia tám phần không phải là cháu ruột của Đường Lâm.
Có lẽ là bà con xa lắc xa lơ mượn danh để oai thôi. Hóa ra là Đường công tử, thất kính. Diệp Phàm cố ý cười còn nghiêng nhìn Lâm Thiệu Đông một cái. Tôi nào dám xưng là công tử, có người đập bàn vì tôi, hình như còn là bộ trưởng gì đó, có người không ngờ mắng người của Đường gia là chó cơ đấy. Đường Hồng bắt chẹt, chân lắc lư càng lớn hơn. Đường công tử, thực xin lỗi, chén rượu này Tần Bộ xin lỗi cậu. Tần Bộ người này ra mặt thật không tệ, lập tức cầm lấy chén rượu đến. Một ly. Đường Hồng quơ quơ chân nhìn chén rượu trong tay Tần Bộ. Vậy ba chén thì thế nào? Tần Bộ vừa nghe mặt càng đỏ hơn, nhưng không có cách nào, công tử nhà họ Đường chính là không thể động vào. Ba chén, vẫn là ngựa qua loa hổ thì tạm, gấp đôi đi. Đường Hồng lắc lư chân, Tần Bộ không rông dài một hơi cạn sáu chén rượu đỏ. Loại ly chân cao, cũng làm cho lão già này mặt như đầy máu. Hơn nữa, bộ dạng thống khổ Diệp Phàm và Lang Phá Thiên nhìn thấy buồn cười, nhưng cười lại không lịch sự nên vẫn phải nhịn. Đường công tử, tôi thấy vừa rồi Thiệu Đông cũng là không biết cậu. Cậu là đại nhân không chấp tiểu nhân, việc này bỏ qua thì sao? Cố Trung Minh quính lên, đem Lâm Thiệu Đông nói thành tiểu nhân. Nhưng Lâm Thiệu Đông hiểu được Đường Hồng sau đó cũng không dám lên tiếng nữa. Có lẽ trong lòng cũng tức giận. Tiểu nhân, ha ha, nếu y tự mình nói thì được. Nhưng còn phải thể hiện một chút, vẫn là rượu. Đường Hồng lắc lư chân nói. Nhưng Lâm Thiệu Đông không muốn chính mình nói là tiểu nhân. Cậu ta lên tiếng. Thiệu Đông, cậu xe, không có gì, không phải chú Tần có thể uống 6 chén sao? Cậu trẻ tuổi, hơn 6 chén cũng có thể có phải không? Tần Bộ nhanh chóng khuyên nhủ, kéo kéo góc áo của Lâm Thiệu Đông dưới gầm bàn. Nhưng miệng cũng ngại nói từ tiểu nhân. Tiểu nhân chính là điều kiện thứ nhất. Đường Hồng thật đúng là xảo quyệt, y lại nhìn Tần Bộ một cái hừ. Bộ trưởng Tần nói là 6 chén không có gì, xem ra, bộ trưởng Tần cũng thực sự có thể uống rồi, vậy thêm 6 chén thì thế nào? Tần Bộ vừa nghe thật muốn cho mình một cái bạt tai, nhanh chóng nói. Lão già rồi, để Đường công tử chê cười. Vậy bộ trưởng Tần vừa nói chính là giả dối có phải không? Diệp Phàm miệng đúng là giỏi bắt lỗi người khác, Tần Bộ đã bình tĩnh lại mặt không khỏi đỏ bừng. Đường công tử, cậu đại nhân không chấp tiểu nhân. 12 chén này Lâm Thiệu Đông tôi uống ngay. Lâm Thiệu Đông cũng tức giận rồi, đứng lên cầm lấy chai uống. Qua loa đi, xem như có 12 chén. Đường Hồng nói xong nhìn Tần Bộ một cái hỏi. 6 chén của ông đây không bổ sung sao? Sau này gặp chú Đường Lâm tôi sẽ nói lộ hết, ví dụ như bộ trưởng Tần ở Việt Đông giỏi nói dối có phải không? Tôi uống. Bộ trưởng Tần mặt và cổ đều đỏ lên, giọng giống như muốn khóc, sau đó cầm lấy chén rượu. Diệp Phàm và Lang Phá Thiên trong lòng đều hét lên, vui quá, vui quá. Không lâu Tần Bộ cùng Lâm Thiệu Đông đều thay nhau vào WC, hai người trở lại chỗ ngồi. Anh là Diệp Phàm. Không thể tưởng tượng được hai người họ vừa ngồi xuống, Đường Hồng đặt chén rượu trong tay lên bàn chỉ vào Diệp Phàm hỏi. Có vẻ người này hôm nay khoe khoang quá, muốn dẫm chân lên từng người trong bàn hôm nay. Đúng vậy. Diệp Phàm nghiêm túc gật đầu. Anh chính là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hoành không? Đường Hồng lại hỏi. Đúng thế. Diệp Phàm còn ra vẻ cung kính gật đầu. Công ty Yến Nguyệt là công ty con của Tập đoàn Hoành không các anh có phải không? Đường Hồng hỏi. Ừ. Diệp Phàm gật đầu hai lần. Tần Bộ cùng Lâm Thiệu Đông vừa thấy nhất thời thoải mái lên, nhìn nhau. Trên mặt lộ vẻ cười cười. Còn cha con nhà họ Cố vẻ mặt đầy đắc ý nhìn, hơn nữa, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt khinh thường. Lang Phá Thiên cũng vẻ mặt thương hại nhìn Đường Hồng. Bốp một tiếng. Anh có biết anh sai ở đâu không? Đường Hồng vỗ bàn hừ lạnh nói. Tôi sai ở đâu, tôi hình như không sai. Diệp Phàm vẻ mặt khó hiểu hỏi. Đến giờ anh còn không nhận ra sai lầm của mình, tôi thấy anh làm tổng giám đốc không đúng. Chờ tôi về nhà nói với người lớn trong nhà một tiếng thay người khác. Đường Hồng giống như lúc này trở thành Kiều Viễn Sơn dùng tay chỉ điều chỉnh một đồng chí cán bộ cấp phó bộ. Có vẻ Kiều Viễn Sơn cũng không thể làm điều này. Thay người, thay ai? Diệp Phàm hỏi, Lang Phá Thiên ngồi bên thật sự không nhịn được, nhanh chóng lấy ly rượu che nụ cười của mình. Tôi thấy anh thật đúng là buồn cười, không hiểu sao anh có thể ngồi lên vị trí hiện tại. Không ngờ ngay cả điểm nhỏ ấy cũng không hiểu. Nói cho anh biết, thật ra chính là chuyện công ty Yến Nguyệt và khách sạn Sương Đô. Đường Hồng nói, việc của hai công ty chúng tôi Đường công tử có dặn dò gì? Diệp Phàm hỏi. Rất đơn giản thôi,
Công ty Yến Nguyệt các anh phải rời cửa lui vào 100 mét, dù sao là ngã tư đường có phải không? 100 mét này khách sạn Sương Đô sẽ có bồi thường nhất định. Lựa chọn thứ hai chính là bán công ty Yến Nguyệt cho khách sạn Sương Đô. Thứ ba chính là có thể gia nhập tập đoàn khách sạn Sương Đô. Bọn họ sẽ cho anh 20% cổ phần công ty. Không nhỏ, đừng nhìn 20% cổ phần công ty, nhưng đó là 2-3 triệu có phải không? Đường Hồng thật đúng là ngây thơ đến mức nực cười. Thật đúng là không ít, chúng tôi đầu tư mười mấy triệu bán 2-3 triệu thật là vinh hạnh có phải không? Việc này giống như cải trắng giá cả. Diệp Phàm dường như buồn cười nhìn Đường Hồng. Đó là cách nói của các anh, công ty của các anh khách sạn Sương Đô đã đánh giá qua, chỉ giá trị 2-3 triệu. Đây là tính rộng ra, nếu không không đạt được con số này. Đường Hồng hừ lạnh nói. Đây là ý của cậu hay ý của khách sạn Sương Đô? Diệp Phàm nhìn Cố Trung Minh một cái. Việc này, đương nhiên nếu chủ tịch Diệp cho là thấp có thể tăng lên một chút. Ví dụ như 3 đến 5 triệu, đây là giới hạn cao nhất, nhưng nếu chủ tịch Diệp có thể đồng ý với điều kiện của chúng tôi có thể cao hơn. Cố Trung Minh rốt cuộc giấu đầu lòi đuôi. Điều kiện gì? Diệp Phàm hừ nói. Điều kiện này có liên quan đến Tham Mưu Lang. Cố Trung Minh nói. Hả, liên quan đến tôi, rốt cuộc là có quan hệ gì? Không phải quan hệ nam nữ đi. Lão lang tôi thật sự hy vọng Sương Đô có thể giới thiệu cho tôi một cô gái xinh đẹp. Nhưng ngàn vạn lần đừng nói cho bà xã của tôi. Lang Phá Thiên chợt sửng sốt sau đó cười ha hả. Tham Mưu Lang nói đùa, thật ra chính là chuyện của đồng chí Lâm Đồng lãnh đạo công ty chúng tôi. Việc này chỉ cần Tham Mưu Lang có thể nhả ra, chuyện công ty chúng tôi cùng công ty Yến Nguyệt sẽ dễ nói. Cố Trung Minh nói. Ha ha, chủ tịch tỉnh Diệp thấy thế nào? Lang Phá Thiên cười hỏi Diệp Phàm. Muốn nhả ra cũng đúng, nhưng trước tiên phải giải quyết chuyện của công ty Sương Đều và công ty Yến Nguyệt mới được. Diệp Phàm nói. Các anh có thể đưa ra điều kiện thích hợp chúng tôi sẽ xem có nhận không? Cố Trung Minh có chút nóng nảy. Dù sao hiện giờ Lâm Lý Thăng đang bị giam giữ, vốn tập đoàn Thủy Đạt muốn nộp tiền bảo lãnh nhưng không Đông Vọng theo dõi chặt ai bảo cũng không được. Điều kiện đầu tiên chính là công ty Yến Nguyệt chúng tôi không muốn nhìn thấy khách sạn Sương Đô. Thứ hai chính là khách sạn Sương Đô chịu nhận lỗi với công ty Yến Nguyệt. Điều kiện thứ ba đương nhiên chính là bồi thường tổn thất 2 triệu cho chúng ta. Cửa lớn bị các anh và Ủy ban Nhân dân phá đi, theo điều tra lúc đó ở hiện trường đa số là công nhân của khách sạn Sương Đô. Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư có 2 nhân viên. Các anh chính là người phá cửa của công ty Yến Nguyệt chúng ta. Hơn nữa. Bên trong rất nhiều đồ bị phá hỏng, chi phí cho chuẩn bị khai trương cũng không nhỏ. Diệp Phàm đương nhiên dùng công phu sư tử ngoạm. Cố Trung Minh nghe thế mặt thiếu chút nữa xanh biếc, y nhìn Cố Đông Thủy một cái. Cố Đông Thủy nhẹ nhàng kéo Đường Hồng một chút. Đúng vậy, các anh có thể đáp ứng điều kiện này thì Lang Phá Thiên tôi có thể điều chỉnh thái độ đối với việc Lâm Lý Thăng vu cáo hãm hại tôi. Lang Phá Thiên nói, họ Diệp kia, tôi thấy anh thật sự là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Anh làm vậy chính là ăn cướp. Chỉ một cái cửa cũng 2-3 triệu, cửa của anh cũng không phải vàng ròng. Hơn nữa, trong việc này cũng không phải khách sạn Sương Đô. Công ty Yến Nguyệt chính là Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Châu có phải không? Đường Hồng cười lạnh còn muốn rông dài, Diệp Phàm đã không kiên nhẫn, nhướng mày, đập bàn nói. Câm miệng cho ông, chuyện của tập đoàn Hoành Không chúng tôi và khách sạn Sương Đô sao đến phiên tên miệng còn hôi sữa đến nói, lập tức cút cho tôi. Anh dám bảo tôi cút, đồ hỗn đản, đồ chó này, bố mày cho. Đường Hồng chưa nói xong thì bốp một tiếng vang lên giòn tan, mọi người sợ ngây người. Chỉ thấy bóng người nhoáng lên một cái, mấy người Lâm Thiệu Đông, Tần Bộ còn chưa kịp phản ứng phát hiện Lang Phá Thiên đã về lại chỗ ngồi, nhưng Đường Hồng cả người ngã xuống đất hai chân chổng lên trời. Anh dám đánh tôi. Giọng Đường Hồng lạc đi, nhưng hơi có chút như là khóc. Dù sao Đường Hồng cũng chỉ 18 tuổi vừa mới vào đại học. Chỉ có thể coi như một đứa trẻ. Cố Đông Thủy và Cố Trung Minh nhanh chóng chạy đến nâng cậu ta dậy. Lâm Thiệu Đông và Tần Bộ cũng là vẻ mặt vui vẻ, nhưng khôi phục bình tĩnh lại ngay ngồi xem kịch vui. Đánh cậu là nhẹ không ngờ dám mắng chủ tịch Diệp, thằng nhóc này cậu chán sống có phải không? Lang Phá Thiên hừ lạnh nói. Sau đó lập tức lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Lang Phá Thiên lập tức nói. Đường Thành. Ngại quá, tôi đánh người nhà họ Đường các cậu. Chương 3453, đánh rất hay. Người của Đường gia, ai thế? Đường Thành giật mình,
hỏi vội, cậu ta không hiểu vì sao người nhà họ Đường lại bị đánh. Với tính cách của Lang Phá Thiên thì hoàn toàn có thể ra tay. Đường Hồng không phải là người nhà họ Đường các cậu sao? Lang Phá Thiên hỏi, thằng nhóc này là em tôi, sao thế, cậu ta làm gì anh? Nếu thật thì anh cứ trừng phạt nó cho tôi. Đường Thành nói, mới vừa bị tôi tát cho một cái ngã xuống đất, bởi vì cậu ta dám chỉ vào Chủ tịch Diệp mắng Chủ tịch Diệp là chó. Hơn nữa, còn dẫn theo bạn học của cậu ta là Cố Đông Thủy. Lang Phá Thiên nói đại khái mọi việc một lần. Thằng nhóc vô liêm sỉ này, anh đưa điện thoại cho nó. Đường Thành tức giận, Lang Phá Thiên không nói đặt điện thoại trên bàn. Đường Hồng, cậu cung kính đi đến trước mặt Chủ tịch Diệp. Giọng Đường Thành vang dội mọi người đều nghe thấy. Anh, sao anh, sao? Đường Hồng sợ giọng cũng run lên, cậu ta thật sự không nghĩ đến quan hệ của Tham Mưu Lang và anh mình hình như không tệ. Đương nhiên, Đường Hồng là em của Đường Thành không có quan hệ gì với Đường Lâm. Bởi vì cha của Đường Thành là anh em kết nghĩa của Đường Hạo Đông. Mà Đường Hồng chỉ có quan hệ với Đường Trạch Hỷ, không có quan hệ với Đường Hạo Đông. Không có quan hệ gì với nhà họ Đường, thằng nhóc này căn bản là làm bậy thôi. Cút đến trước mặt Chủ tịch Diệp cho tôi. Đường Thành hét lên. Đi ết không có cách nào, đành phải đi đến trước mặt Diệp Phàm, miệng run run nói. Anh, em đến trước mặt Chủ tịch Diệp rồi. Đi ết nhìn thấy Đường Thành giống như chuột thấy mèo, đó là sợ muốn chết. Nhà Đường Hồng nào có năng lực gì, còn không phải là dựa vào quan hệ của nhà Đường Thành sao? Đương nhiên Đường Hồng sợ Đường Thành cũng không phải vì có quan hệ hay không có quan hệ mà vì lúc nhỏ bị Đường Thành đánh sợ. Đương nhiên, Đường Thành cũng vì muốn tốt cho cậu ta nên mới như thế. Bởi vì Đường Hồng tính cách hơi bướng bỉnh một chút. Sơ mặt ra để Chủ tịch Diệp tát cho cậu ba cái, không được kêu đau. Kêu đau thì đừng gọi tôi là anh. Việc này cậu nhịn được, hơn nữa đánh xong còn phải cảm ơn Chủ tịch Diệp một chút. Đường Thành nói. Diệp, Chủ tịch Diệp, anh đánh tôi đi, tôi sai rồi. Đường Hồng đã bị dọa sợ, run rẩy nói. Ha ha, lão lang. Vừa rồi bàn tay anh rất tốt anh đánh thì thế nào? Diệp Phàm cười hỏi. Không cần anh ấy đánh, không cần anh ấy đánh. Nghĩ đến bàn tay ban nãy Đường Hồng như phản xạ có điều kiện vuốt mặt lui về phía sau. Bởi vì thằng nhóc này bị Lang Phá Thiên tát cho sợ. Hơn nữa Lang Phá Thiên là quân nhân, tay thật sự là có lực. Cậu ta cho rằng Diệp Phàm chỉ là một chủ tịch tỉnh, thời cổ đại nói là quan văn, có lẽ tay sẽ ít lực hơn. Đầu dây bên kia Đường Thành cũng nghe được những lời này tất nhiên chỉ có thể buồn bã thầm nói, thằng nhóc ơi, thật sự là mắt mù, chủ nhân kia ác hơn so với Lang Phá Thiên nhiều. Bốp, bốp, bốp. Ba tiếng giòn tan vang lên, Đường Thành sợ đến mức nhắm chặt mắt, cũng không biết Đường Hồng Thành dạng gì. Nhưng đương nhiên Đường Thành tin Diệp Phàm hạ thủ lưu tình. Nếu không ba cái tát có thể lấy mạng của Đường Hồng. Nhớ kỹ, sau này đừng giả quỷ với ông, nếu không ông gặp là đánh. Còn nữa lập tức cút về Bắc Kinh đi, không việc gì đừng làm loạn ở đây. Hơn nữa, bạn học của cậu là không thật lòng. Cậu ta lợi dụng cậu, chẳng lẽ cậu không biết, cậu biết đây là vì sao không? Sau khi trở về hỏi thằng nhóc Đường Thành kia đi. Diệp Phàm thu tay về, vừa thưởng cho người này ba cái tát, nhưng hạ thủ lưu tình. Nhưng mặt Đường Hồng cũng sưng lên. Nhớ kỹ lời của anh Diệp không? Đường Thành lần này gọi là anh Diệp. Nhớ rồi, tôi nhớ kỹ rồi anh. Đường Hồng nói, gọi anh Diệp, sau này đi ết tôi không dám nữa. Đường Thành còn nói thêm, anh Diệp, Đường Hồng tôi sau này không dám, nữa. Đi ết nói, Diệp Phàm sửng sốt, biết thằng nhóc Đường Thành có quỷ, cố ý bảo đi ết gọi mình là anh Diệp. Việc này cứ thế sau này sẽ có liên quan, nếu không thì không nể mặt Đường Thành, vừa rồi Đường Thành vượt mức cho hắn thể diện. Thể diện đến thể diện cũng phải đi. Tốt lắm, về đi. Lập tức về Bắc Kinh. Diệp Phàm khoát tay áo thở dài. Tôi biết rồi anh Diệp, tôi đi. Đi ết cuối cùng còn khom người với Diệp Phàm mới đi. Một màn này đương nhiên cũng làm cho Lâm Thiệu Đông và Tần Bộ trong lòng buồn bực 10 phần. Còn cha con nhà họ Cố đã ngây ngẩn cả người. Không thể tưởng tượng được người mình dựa vào chi là em của Chủ tịch Diệp thôi. Chủ tịch Diệp, thật sự xin lỗi. Cố Trung Minh nói. Ha ha, không có gì. Diệp Phàm cười lạnh, sau đó nghiêm mặt hừ nói. Anh về suy nghĩ đề nghị vừa rồi của chúng tôi một chút. Chủ tịch Diệp, điều kiện anh đưa ra tôi rất khó đáp ứng. Dù đưa lên thì ban giám đốc tập đoàn Thủy Đạt cũng khó thông qua.
Cố Trung Minh vẻ mặt cay đắng. Đó là việc của các anh. Diệp Phàm hừ lạnh, cuối cùng bữa cơm hôm nay là qua loa xong việc. Đường Thành, chưa nghe nói qua người này. Lâm Sương Lực nghe con trai miêu tả xong lắc đầu. Chẳng lẽ bị tên kia trêu đùa, căn bản không phải là người của nhà họ Đường, căn bản chỉ là một kẻ lừa đảo. Lâm Thiệu Đông vẻ mặt khó coi. Kẻ lừa đảo hắn sẽ không, Đường Hồng hẳn có chút quan hệ với nhà họ Đường. Chẳng qua quan hệ khá xa thôi. Chủ tịch Đường có hai đứa con, một nam một nữ. Hơn nữa, cũng không tên là Đường Thành, có thể loại trừ Đường Thành là con. Chủ tịch Đường cũng không nhiều anh em, chỉ có em trai là Đường Lâm. Hình như còn có em gái, nhưng con của Đường Lâm cũng không tên Đường Thành. Còn em gái thì chồng sẽ không họ Đường, cho nên, con cũng không thể họ Đường. Lâm Sương Lực phân tích đúng là có lý. Như vậy xem ra căn bản là không thể là trực hệ nhà họ Đường. Lâm Thiệu Đông thiếu chút nữa muốn cắn răng cảm thấy vừa hỏng một kế hoạch lớn. Có thể là anh em con bác chú của nhà họ Đường, tính ra cũng không thể nào. Lâm Sương Lực nói. Sáng ngày thứ hai, dưới sự chủ trì của Chủ tịch thành phố Dương Thanh Hoài, Cố Trung Minh của khách sạn Sương Đô và Diệp Phàm của công ty Yến Nguyệt tiến hành đàm phán. Cuối cùng hai bên đạt được thỏa thuận, khách sạn Sương Đô chọn địa điểm khác để xây dựng, cách xa công ty Yến Nguyệt công ty con của tập đoàn Hoành Không. Cứ như vậy không thể nào uy hiếp đến Yến Nguyệt Sơn Trang. Thứ hai chính là vấn đề bồi thường. Kết quả là Ủy ban Nhân dân bồi thường công ty Yến Nguyệt 10 triệu, khách sạn Sương Đô bồi thường 80 triệu. Thứ ba chính là ngã tư đường trước công ty Yến Nguyệt, điểm này Chủ tịch thành phố Dương vốn có quy hoạch mở rộng thêm 10 mét. Mà địa bàn của khách sạn Sương Đô chính quyền thu hồi lại, chuẩn bị mở một công viên nhỏ. Nếu khách sạn Sương Đô rút đi hoàn toàn, Diệp Phàm đương nhiên cũng nói với Lang Phá Thiên, chuyện kiện Lâm Lý Thăng cũng được giải quyết, có lẽ phản nửa năm mà hoãn thì hành hình phạt. Tôi nói nhé anh Diệp, anh buôn bán lời bát đầy như thế không cho tôi cái gì sao? Hơn nữa ngay cả Lâm Lý Thăng cũng phải bỏ qua. Lang Phá Thiên cười nói. Ha ha, anh em chúng ta cũng phải nói chuyện này. Đây chẳng phải là khách khí sao? Diệp Phàm cười gượng hai tiếng. Đây là một phần nhưng thực ra là hai, buổi tối dẫn tôi đến điểm giải trí của Việt Châu chúng ta phải ăn mừng một chút. Lang Phá Thiên cười nói. Ừ, cậu nói đi đâu? Diệp Phàm cười nói. Hội sở thất bảo thì sao? Lang Phá Thiên cười nói. Không sang trọng đi. Diệp Phàm cười. Không sao, hơn so với Hắc Thiên Nga là được. Lang Phá Thiên cười gượng một tiếng. Cậu muốn lấy mạng già của tôi có phải không? Diệp Phàm lẩm bẩm. Nghe nói các anh đã có hơn 90 triệu tiền bồi thường. Tổn thất trên thực tế có 1 triệu, dư ra hơn 100.000 có phải không? Xem như an ủi tôi bị thương một chút. Lang Phá Thiên cười nói. Anh bị thương, việc lần này anh cũng có thể diệt, nhưng được tôi, xài thì xài đi, dù sao lông dê trên người Sơn Dương. Diệp Phàm cười nói. Hội sở thất bảo cách Việt Châu khá xa, xe chạy hơn một tiếng mới đến. Chỗ này đã ra khỏi địa giới Việt Châu đi. Diệp Phàm cười nói. Chưa, hẳn là cạnh đó. Chúng ta lái xe cũng không nhanh có phải không? Lang Phá Thiên cười phanh xe lại, xe đậu trên một bến tàu nhỏ trên bờ biển. Chẳng lẽ còn phải ngồi thuyền? Diệp Phàm nhìn ra biển. Đương nhiên, hội sở thất bảo ở trên đảo Thất Bảo. Đảo Thất Bảo trên thực tế chính là hòn đảo nhỏ, có trên 100 cư dân. Anh nghĩ lại xem, trên một đảo nhỏ muốn xây dựng một hội sở về giá cả không phải tiện cho ông chủ sao? Lang Phá Thiên cười, hai người lên một du thuyền đón khách, không lớn, có lẽ có thể ngồi 30 người. Đúng thế, thuyền này dù sao cũng phải tính trên người khách chứ. Diệp Phàm cười hai người lên thuyền. Nhưng có thể làm được hội sở như vậy ông chủ chắc chắn cũng phải là người có lại lịch. Đó là đương nhiên, đó là nơi giải trí xa hoa. Cung không có bao nhiêu người đến, quan trọng là nơi hưởng thụ cao nhất. Việc này chỉ có người sang trọng mới biết. Lang Phá Thiên nói. Quái sao cậu biết được? Diệp Phàm hỏi. Bạn tôi giới thiệu, hơn nữa, còn là một người bạn học võ nói tôi mới biết được. Hơn nữa, muốn đến hội sở này phải có thẻ khách mới đến được, không có thẻ khách thì có tiền cũng không vào được. Lang Phá Thiên giơ tấm biển màu xanh trong tay. Đây là bạn của cậu cho đi. Diệp Phàm cười hỏi. Đương nhiên, nếu không, tôi còn không thể vào được. Lang Phá Thiên cười nói. Hội sở thất bảo chẳng lẽ là một nơi mà người học võ dùng để kết bạn? Diệp Phàm hỏi. Chương 3454, con cháu 6 đời.
Việc này tôi không rõ lắm, nói thật từ khi đến đây tôi không đi ra ngoài, giống với anh thôi. Nhưng tôi cũng thấy hơi lạ, nghe bạn tôi nói thường xuyên có người có võ đến đó giải trí. Hơn nữa, ở đó có lôi đài để đấu võ và chỗ luyện võ. Hơn nữa không ngờ còn bán một ít thuốc để tăng công lực. Bạn tôi nói, thuốc này là rượu kết hợp với nước, khi uống rượu chẳng khác nào bổ sung sức khỏe. Cho nên, chỗ giải trí này mới quý như vậy, bình thường, người thường không chịu nổi. Lang Phá Thiên nói. Nói cũng đúng, không cần nói đến việc khác, rượu này người bình thường uống cũng không có tác dụng gì có phải không? Nhưng chẳng lẽ lôi âm cửu long hoàn của tôi không đáng giá? Diệp Phàm cười nói trong lòng càng tò mò về nơi này. Vật này sao có thể so sánh với thuốc của anh, có lẽ chỉ là nhiều dinh dưỡng một chút thôi. Lang Phá Thiên cười nói. Thuyền tốc độ cao một tiếng sau đến nơi. Trên đảo cây cối xanh tốt, hơn nữa vẫn nguyên sinh, cũng không có nhiều công trình mang dấu ấn của con người. Dọc theo có một con đường nhỏ bằng đá vụn rộng khoảng 1,5 mét. Mười mấy phút đồng hồ đến đỉnh núi, quanh núi đều là cây cối, cuối cùng hiện ra một tòa nhà. Lão Lang, hội sở này cũng không giống hiện đại. Diệp Phàm nhìn tòa nhà rộng. Theo bạn tôi nói vẻ ngoài nhìn giống như cổ xưa, bên trong đã được đổi mới toàn bộ. Nếu nhìn bên ngoài thì có lẽ có mấy trăm năm lịch sử. Lang Phá Thiên nói. Lạ nhỉ, chẳng lẽ hội sở này đã ở đây mấy trăm năm? Thời xưa làm gì có hội sở đúng không? Diệp Phàm khá ngạc nhiên. Tôi cũng thấy lạ, hay là hội sở này thật đúng là đã tồn tại mấy trăm năm? Chẳng qua thời cổ đại không gọi là hội sở mà gọi là cái gì đó thôi. Lang Phá Thiên cũng nhăn trán khó hiểu. Tiên sinh, mời đưa thẻ hội viên. Một người thanh niên mặc trang phục mày đen rất lễ phép nói. Lang Phá Thiên đưa ra thẻ hội viên, người thanh niên kiểm tra sau đó mới đưa tra lại Lang Phá Thiên. Nhưng Diệp Phàm cùng Lang Phá Thiên nhìn nhau kinh ngạc. Lão Lang, đúng là càng lạ. Diệp Phàm nhỏ giọng nói. Không thể tưởng tượng được thẻ hội viên được thợ làm rất khéo léo từ gỗ. Vừa rồi người bảo vệ không ngờ còn là một cao thủ. Nội khí vừa đẩy vào thẻ hội viên đã hiện ra một số hiệu. Lúc trước tôi cầm thẻ hội viên bao lâu mà không phát hiện công năng này, sơ suất. Lang Phá Thiên nói. Bởi vì giấy căn cước tổ đặc nhiệm A phân cấp bậc, có 5 cấp ngọc vàng bạc đồng sắt. Như Diệp Phàm chỉ có thể giữ thẻ bạc. Thành viên đảng ủy tổ đặc nhiệm A giữ thẻ vàng, thẻ ngọc chỉ có 3 tờ, giống như vương bài của tổ đặc nhiệm A Lý Khiếu Phong đã từng giữ. Đến lúc gặp người của tổ đặc nhiệm A sẽ rõ ngay thân phận. Đương nhiên thẻ của đội viên tổ đặc nhiệm A có mật mã. Nếu không phải thành viên cầm cũng vô dụng. Mặc dù là cao thủ dùng nội khí đẩy vào cũng không lộ ra. Đi vào phòng lớn hai người cười với nhau. Phòng lớn này bố trí không khác mấy so với quán thời xưa. Hai cầu thang mở ra hai hướng lên tầng 2, tầng 2 có lẽ tất cả đều là phòng. Mà hai bên của căn phòng lớn cũng bày một số bàn. Tầng 1 không ngờ còn có kết cấu một lôi đài, có lẽ là nơi mà các đối thủ thách đấu. Lúc này hai bên đã có 5 bàn có khách, người cũng không nhiều, có lẽ chỉ đến 20 người, tình hình của phòng cũng không rõ ràng lắm. Tiên sinh, lên tầng 2 hay ở lại tầng 1? Một người thanh niên nho nhã lễ độ đi lên. Cách tính phí của tầng 2 và tầng 1 như thế nào? Ví dụ như bàn có phải trả tiền không? Diệp Phàm cười hỏi, Diệp Phàm đương nhiên không thiếu tiền chẳng qua muốn nhân cơ hội này tìm hiểu một chút. Trên tầng tổng cộng có 10 bàn, đánh số từ 1 đến 10, nhưng bàn có giá thấp nhất, dãy số càng lớn giá càng thấp, ví dụ như bàn số 10 là giá thấp nhất là 10.000 đồng. Còn tầng 1 thì tiện hơn nhiều lắm, giá là 500.000. Người thanh niên nói, chúng tôi ở tầng 1. Diệp Phàm nói, người thanh niên dẫn hai người đến bàn ngồi, không lâu trà được mang lên. Trà ngon. Diệp Phàm khen. Ôi, đây chính là trà Long Tĩnh của Tây Hồ. Một ly trà này trong quán trà cũng vài trăm nghìn, ở trong này tặng không, xem ra, đắt tiền cũng phải có lý do có phải không? Lang Phá Thiên cười nói. Không biết đồ ăn ở đây có gì đặc biệt. Diệp Phàm cười nói. Không lâu một cô gái xinh đẹp mặc quần áo cổ trang cầm một cái khay lên. Trên khay là thực đơn. Diệp Phàm nhìn cười hỏi. Cô gái, những đồ ăn trên thực đơn này khác gì bình thường? Hơn nữa giá cả rất cao, hai cái này có gì khác nhau? Đồ ăn bình thường chính là chuẩn bị cho người bình thường, mọi người đều hiểu được. Hội sở của chúng ta này cũng không bình thường. Nếu người bình thường ăn đồ ăn tinh phẩm chỉ sợ đến lúc đó không chịu được.
dù sao đồ ăn tinh phẩm chúng tôi có thêm một số thuốc đông y có thuốc kích thích mạnh, người bình thường ăn thì thêm ít đi. Cô gái nói, thuốc đông y, có thể cho biết thêm thuốc đông y gì không? Thuốc đông y này cũng không thể loạn thêm có phải không? Lang Phá Thiên hỏi, ha ha, hai vị tiên sinh yên tâm tuyệt đối không sao, hội sở chúng tôi là cửa hiệu lâu đời. Nếu bàn về lịch sử thì ít nhất 500 năm, đương nhiên thời cổ đại cũng không gọi là hội sở, còn về bào chế thuốc thì tuyệt đối là tuyệt nhất. Nếu không cũng có lỗi với chi phí xa hoa có phải không? Cô gái kia cười nói, cô còn chưa nói thuốc đông y gì. Diệp Phàm cười hỏi, tôi sẽ nói ra một loại, ví như đây gọi là Thánh La Liên. Đồ ăn tinh phẩm này chúng ta thu phí 10.000. Đây tuyệt đối là vật siêu giá trị bởi vì bên trong có mấy chục loại thuốc đông y. Nói ví dụ như Thiên Sơn Tuyết Liên chính là một trong những loại đó. Loại này 20 năm mới có thể trưởng thành. Thiên Sơn Tuyết Liên mọc trên vách đá dựng đứng trên độ cao mấy nghìn mét so với mặt nước biển. Người có thân thủ không tốt không được. Chỉ một bông tuyết liên cũng đã mấy chục nghìn. Đương nhiên, món ăn này của chúng tôi không phải là cả một bông tuyết liên. Bởi vì, tuyết liên này thật sự là rất khó làm. Dù sao, nó cần 20 năm hơn mới trưởng thành. Người sống một đời có mấy lần 20 năm. Bởi vậy, chúng tôi chỉ có thể gia giảm một chút có phải không? Nếu người có võ công ăn xong cảm giác rất hiệu quả. Sự hiệu quả này bảo tôi nói cũng khó, nhưng nếu qua sau anh có thể thật sự cảm giác được rõ ràng hiệu quả này. Nhưng tôi cũng phải báo trước với các anh, nếu như không có võ công trong người ngàn vạn lần đừng thử món ăn này. Bởi vì ăn xong không chịu nổi, có lẽ món ăn sẽ phá hủy cơ thể. Cô gái cười nói. Chúng tôi đều luyện được chút thân thủ, hẳn ăn sẽ không phá hủy. Vậy mang lên một món Thánh La Liên. Nhưng cô gái, nếu Thánh La Liên này có Thiên Sơn Tuyết Liên 20 năm, thì chứng tỏ hội sở của các cô có Thiên Sơn Tuyết Liên có phải không? Diệp Phàm cười hỏi. Tiên sinh hỏi thế có ý gì? Không thể tưởng tượng được cô gái kia hình như rất mẫn cảm, mặt lập tức không hài lòng. Chúng tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn nếu hội sở các cô thực sự có thì chúng tôi muốn mua một ít về ngâm rượu thuốc. Mỗi ngày uống một chén nhỏ cũng có hiệu quả, nếu mỗi ngày đều đến chỗ các cô đều không tiện có phải không? Dù sao, chúng ta còn phải kiếm tiền nếu không không có cách nào giải trí. Hơn nữa, những đồ ăn các cô phối chế chúng ta đều có thể mua tại sao Thiên Sơn Tuyết Liên không thể mua? Diệp Phàm hỏi. Việc này tôi không làm được, tôi phải hỏi đại trưởng quầy một chút sau đó sẽ trả lời các anh. Cô gái kia nói xong đi ra. Lão Lang, có thể lấy được thứ tốt từ đây. Hiện giờ chúng ta đang thiếu thứ tốt này. Diệp Phàm nói. Không phải là lừa người chứ. Thiên Sơn Tuyết Liên 20 năm dù cả núi Thiên Sơn cũng khó tìm ra mấy bông. Lang Phá Thiên nói. Nhìn kỹ hãy nói, muốn lừa chúng ta là khó khăn. Diệp Phàm cười nói. Đúng thế, anh Yên Tham Vương hơn 1.000 năm cũng đã thấy. Thiên Sơn Tuyết Liên mấy chục năm tính cái gì? Đôi mắt ưng đảo qua có thể thấy. Lang Phá Thiên cười nói. Không lâu. Từ phía sau đi ra một người trung niên mặc trang phục thời xưa. Các ăn mặc này cực kỳ giống chủ quan trên phim ảnh. Hai vị tiên sinh, tôi là đại trưởng quầy của tầng 1. Nghe nói hai vị tiên sinh cần một thứ đặc biệt. Người này không xu nịnh không kiêu ngạo nói. Đúng vậy, nghe nói các anh có Thiên Sơn Tuyết Liên 20 năm. Chúng tôi muốn mua một bông về ngâm rượu. Diệp Phàm nói. Thứ này rất quý, hội sở chúng tôi lấy để pha chế đồ ăn tinh phẩm. Bình thường đều nói là không bán, nếu hai vị tiên sinh thực sự muốn cũng có thể cung cấp nhưng giá cũng không tốt. Người trung niên này nói. Không thành vấn đề, một bông bao nhiêu tiền anh nói đi. Diệp Phàm vẻ mặt như nhà giàu mới nổi. 1.000.000. Người trung niên nói. Vừa rồi cô gái kia không phải nói là 500.000 sao, sao chớp mắt đã tăng gấp đôi. Lang Phá Thiên nhướng mày. Ha ha, vừa rồi cô ấy nói là giá khác. Mà giá của chúng tôi chính là như vậy. Hơn nữa, không nói chuyện giá cả. Người trung niên cười nói. Mang một bông ra xem. Diệp Phàm nói. Được. Giá muốn chết người. Lang Phá Thiên hơi có vẻ bất mãn. Ha ha, chỉ cần hàng thật thì được. Hơn nữa, phải xem trước đã. Nếu như là hàng thật thì chúng ta hỏi lại anh ta có đồ rất tốt không? Thiên Sơn Tuyết Liên 20 năm có thể dùng để làm dược liệu phối chế sinh mệnh tiềm lực hoàn. Làm được liệu chính không được, hiện giờ tôi không có hàng, cần phải chuẩn bị những thứ này. Anh đưa cho họ một viên sinh mệnh tiềm lực hoàn người ta còn vui hơn đưa cho người ta mấy triệu. Đương nhiên,
tôi nói là người biết hàng. Hơn nữa, một viên thuốc cũng không tính là nhận hối lộ có phải không? Nhận chính là sức khỏe, tặng cũng là an lòng. Chương 3455, chỉ trích đen rồi. Ha ha, không tồi không tồi. Đến lúc đó chế độ thực phối tốt rồi, anh tặng tôi một đánh là được rồi. Lang Phá Thiên cười ha hả nói, Diệp Phàm trợn tròn mắt. Hừ, muốn chết à? Có biết nơi này là nơi nào không? Lúc này, một giọng nữ truyền đến. Lão Lang, hình như có người bất mãn với anh. Diệp Phàm cười nhạt nói. Không thể nào, đại đường này hình như cũng không được yên tĩnh cho lắm, ăn uống cười nói ầm ĩ như vậy. Lang Phá Thiên nói xong, dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục. Thế nào, một tá cũng không nhiều chứ. Được thôi, đến lúc đó lão Lang anh trả tiền số dược liệu này là được. Diệp Phàm cười khan vài tiếng. Anh, Lang Phá Thiên chẳng còn lời nào để nói. Anh trả là chuyện bình thường mà, nghĩ mà xem, phối chế mới là quan trọng nhất. Đây là một môn kỹ thuật rất cao, hiện tại kỹ thuật đáng tiền lắm chứ, nếu không, anh cứ mang số tuyết liên về sắc nước mà uống. Diệp Phàm cười nói. Bịch. Một tiếng động vang lên, hai người Diệp Phàm và Lang Phá Thiên nhất thời ngạc nhiên. Bởi vì có chiếc giày bay tới đập vào bàn, có vẻ là giày cũ, vì trên đó còn dính bùn đất. Hai người quay đầu lại thì phát hiện một cô gái mặc áo choàng đỏ đang trợn mắt nhìn hai người. Nhan sắc của cô gái này chỉ hơn mức trung bình một chút, dưới chân cô gái vẫn còn đeo một đôi giày đỏ. Giờ phút này, sự yên tĩnh của đại đường nhất thời trở lại. Tất cả mọi người đều vươn cổ lại nhìn sang bàn của Diệp Phàm. Đây là do cô đập hả? Lang Phá Thiên tức giận, chỉ vào cô gái nói. Đúng đấy. Cô gái hừ nói, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Tại sao cô làm như vậy? Lang Phá Thiên hỏi. Không phải bảo các người im miệng sao, điếc cả tai. Các người đã không để ý tôi như vậy, đây chỉ là một sự cảnh cáo nho nhỏ đối với các người mà thôi. Lần sau bản cô nương nhất định sẽ không dễ tính như vậy nữa đây. Cô gái nói rất khí phách. Tôi nói này ông Liễu, đây là có ý gì? Chúng tôi đến đây là mất tiền đấy, chứ không phải đến để ăn giày đâu. Diệp Phàm chỉ vào chiếc giày trên bàn nói. Bởi vì Liễu Chân Đông vừa từ hậu đường đi ra. Ha ha, hai vị tiên sinh, các vị không hiểu quy củ của thất bảo hội sở chúng tôi rồi. Không ngờ Liễu Chân Đông lại nói như vậy. Quy củ gì, nói nghe xem nào. Diệp Phàm hừ nói. Ở trong hội sở bất kể là xảy ra chuyện gì thì sẽ do các vị tự giải quyết, hội sở sẽ không can thiệp. Như vấn đề giày này, các vị tìm người ném giày mà giải quyết nhé. Nói xong. Liễu Chân Đông chỉ lên giữa lôi đài kia, nói. Trước kia khi gặp chuyện thế này, có thể lên trên kia để giải quyết. Các ông thu phí cao như vậy mà không bảo vệ khách, làm như vậy sau này còn ai dám đến nữa? Lang Phá Thiên hừ nói. Đây chính là đặc sắc của hội sở, nếu không dám thì không cần thiết phải đến, chúng tôi cũng không yêu cầu nhất định các vị phải đến. Các vị xem, khách của chúng tôi đông như vậy, mọi người đến đây là để tự do. Chứ cái gì cũng theo quy tắc này nọ thì còn thú vị gì nữa. Các vị cứ đến hội sở ở thành phố hưởng thụ nhé. Liễu Chân Đông nói, không hề sợ như vậy sẽ dọa khách chạy đi mất. Sau đó y còn nói tiếp. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhắc hai vị một chút. Cô gái áo đỏ kia không đơn giản đâu, cô ấy là khách quen của chúng tôi. Người bị cô ấy đánh gãy chân đã có đến ba tên rồi đấy. Hình như bây giờ còn đang nằm ở bệnh viện thì phải. Ồ, cũng có chút lai lịch đấy nhỉ. Diệp Phàm hừ nói. Cũng có chút lai lịch, cô gái này tên là La Trại Tuyết, nghe nói đến từ một gia tộc thần bí nào đó. Tôi khuyên hai vị nên nhẫn nại thì hơn. Nói thật, tôi không muốn nhìn thấy người thứ tư bị đánh gãy chân đâu. Dù sao, các vị cũng là khách của chúng tôi đúng không? Liễu Chân Đông còn tỏ vẻ quan tâm đến hai người Diệp Phàm. Ha ha, gia tộc thần bí, ở cái nước TQ này có biết bao nhiêu gia tộc thần bí chứ? Tuy nhiên, chắc cũng có không ít những gia tộc rác rưởi cũng lấy tiếng là gia tộc thần bí, nực cười, nực cười. Diệp Phàm cười châm chọc nói, đương nhiên là đang kích thích hả Trại Tuyết kia. Tiểu tử, ngươi chán sống rồi đúng không? Lúc này, Trại Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Chán sống à, đâu có, tôi còn muốn sống trăm tuổi cơ. Đâu có chán sống nhanh như vậy. Diệp Phàm thản nhiên nói. Có biết cô nương nhà ta đến từ gia tộc nào không? Người thanh niên hừ nói. Gia tộc cái gì, có mà rác rưởi thì có. Lang Phá Thiên hừ nói. Kinh nhỉ, vị này lợi hại thật đấy. Người thanh niên cười nói. Kinh cái gì?
Lang Phá Thiên nói. Các hạ đến đây, chắc đã nghe một bài hát rồi chứ? Lúc này, La Trại Tuyết nói. Bài hát gì, hát nghe xem nào. Diệp Phàm thản nhiên hỏi. Đúng lúc này, mấy người từ bên ngoài vào. Diệp Phàm và Lang Phá Thiên nhìn lên, thiếu chút nữa cười ra thành tiếng. Bởi vì, người đi đầu chính là người từng bị mình trừng trị trưởng lão của phái Hoa Sơn Cái Phi Dương. Cái trưởng lão đến rồi, mời ngồi, mời ngồi. Những người ngồi đây, đa phần đều biết Cái Phi Dương, người ta là người nổi tiếng mà. Vì vậy, những người này vây quanh như nghênh đón thủ trưởng đến vậy. Cái Phi Dương khẽ gật đầu giống như một tướng quân. Khi ông ta nhìn thấy La Trại Tuyết, thì ân cần hỏi. Là La cô nương à? Cái Phi Dương, lâu rồi không gặp, càng ngày càng phong độ nhỉ. La Trại Tuyết nói. Đâu có, đâu có. Cái Phi Dương nói. Cái trưởng lão, vẫn phòng cũ chứ? Liễu Chân Đông vẻ mặt nhiệt tình hỏi. Phòng. Cái Phi Dương đang định gật đầu thì bị một đệ tử kéo lại, đang thấy kỳ lạ, thì bất giác ngẩng đầu lên, nhất thời mặt cứng đờ. Đang muốn lên tiếng, thì Diệp Phàm mỉm cười lắc đầu. Cái Phi Dương lập tức nói. Hôm nay ngồi ở đại đường. Sau đó, bốn người ngồi vào một chiếc bàn ngay bên cạnh. Tọa địa lão hổ Phí Thanh Sơn, Bắc Sơn tiểu tử Âm Vô Đao, Hán địa phi hồ Sương Hồng Ngọc, Phu Sơn Thủy Tiên Mai Thiên Tuyết, Đại Mông hảo Hán Quần Nhược Ly, Tàng Lang ác cẩu Lạc Phiêu Phiêu. Các hạ từng nghe nói đến rồi chứ? La Trại Tuyết nói. Nghe nói rồi, thì sao nào? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Tiểu tử, nghe nói rồi còn hỏi thì sao nào ư? Chẳng lẽ ngươi còn lợi hại hơn bọn họ à? Người thanh niên tức giận quát Diệp Phàm, Cái Phi Dương nhất thời rung mình, bụng nói tiểu tử này lợi hại, không ngờ lại còn dám quát tên sát tinh này. Chẳng lẽ cô nương này đến từ một trong sáu gia tộc trên? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên, Hán địa phi hồ Sương Hồng Ngọc là trưởng bối của cô nương đây. Một lão già hừ nói, đang chuẩn bị nhìn sắc mắt khiếp sợ của Diệp Phàm. Tuy nhiên, điều khiến cho cả đám người buồn bực chính là người ta chẳng có phản ứng gì. Nhóm người này đương nhiên cho rằng Diệp Phàm quá non nớt không biết phân biệt cao thấp, ngay cả danh nhân như vậy mà cũng chưa từng nghe nói qua. Trả lại cho các ngươi này. Ba tương đương một tiếng giòn tan, lão già chưa kịp phản ứng, phát hiện bàn phía trước bát đĩa vỡ tùm lum, rượu vương vãi khắp nơi. Tiểu tử, dám đập cô nương nhà ta hả? Một đám người của La Trại Tuyết đều đứng dậy xông tới hai người Diệp Phàm. Ba tương đương. Đám thanh niên gọi tiểu tử kia đều bị đạp sang một bên, ngã thành một đống. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi chán sống rồi à? Dám kêu ông đây là tiểu tử, tiếp tục vả vào miệng năm cái cho ta. Diệp Phàm quát. Tên kia lập tức chảy máu mồm, còn đám người phía La Trại Tuyết thì sớm bị Lang Phá Thiên đánh cho răng rơi đầy đất rồi. Cái Phi Dương vẻ mặt vui mừng khi người khác gặp họa bởi vì đám người của La Trại Tuyết này quá kiêu ngạo. Được lắm, các ngươi dám đánh người của La gia chúng ta. Lão già giãy giụa, tuy nhiên lại bị Lang Phá Thiên đá bay đi. Các vị, hôm nay là một trong 7 ngày tế hàng năm của hội sở chúng tôi, có ân oán gì xin hãy để ngày mai giải quyết. Sắp đến lễ bái tế rồi. Lúc này, Liễu Chân Đông vội đứng lên nói, y nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Tuy nhiên, số bàn ghế bát đĩa này vơ ai sẽ đền đây? Ha ha, đương nhiên là đám người La Trại Tuyết rồi. Chúng tôi chỉ là tự vệ, bọn họ gây chuyện trước. Diệp Phàm phủi quần áo, cười nhạt nói. Các hạ thân thủ tốt lắm, chúng tôi nhìn nhầm rồi. Tuy nhiên, nếu có gan thì ngày mai lại đến tiếp. Lập tức La Trại Tuyết tỏ ra yếu thế. Ngày mai đến ư, tôi đây không có hứng nữa. Diệp Phàm hừ nói. Không phải ngươi muốn mua Thiên Sơn Tuyết Liên sao? La Trại Tuyết hừ nói. Đúng vậy, sao, cô có hả? Diệp Phàm hỏi. Ngày mai anh đến đây, chúng ta lên lôi đài một chút. Nếu anh thắng, thì Thiên Sơn Tuyết Liên trăm năm sẽ thuộc về anh. La Trại Tuyết nói. Tiểu thư, cái đó. Lão già sờ lên khuôn mặt sưng vù của mình, muốn ngăn cản. Ít sông dài đi, chẳng lẽ La gia chúng ta không đánh lại hắn sao? La Trại Tuyết hừ lạnh nói. Nếu có người tặng Tuyết Liên thì ngày mai đến chuyến nữa cũng không sao. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Các hạ quá ngông cuồng rồi. Lão già hừ nói, Cái Phi Dương trong lòng không khỏi ớn lạnh. Tôi có tư cách để ngông cuồng. Diệp Phàm hừ nói. Lúc này có một người phụ nữ cao gầy đội mũ rơm chậm rãi bước vào. Người này mặc váy trắng, trông chẳng khác gì váy cưới của cô gái bình thường.
Đôi mắt ưng thi triển ra, nhưng Diệp Phàm không thể nhìn được khuôn mặt được che bởi chiếc khăn mỏng manh kia. Điều này, khiến hắn không khỏi giật mình. Con rơi bay ra ngoài, thẳng đến chỗ chiếc khăn, tuy nhiên vẫn không thành công. Hơn nữa, cô gái che mặt hình như cảm giác được điều gì đó, đột nhiên đưa mắt nhìn mọi người một cái, ả phất tay, Diệp Phàm cảm giác rõ ràng có bạch khí từ đầu ngón tay ả bắn ra. Diệp Phàm hơi khiếp sợ, vội thu con rơi lại. Chương 3456, hàm ý đáng sợ. Lão lang, nữ trưởng quầy này không đơn giản nhỉ? Diệp Phàm nhỏ giọng nói. Có, thể mở một hội sở thế này đương nhiên là không đơn giản rồi. Nếu không, hội sở này đã bị người ta đập từ lâu rồi. Lang Phá Thiên nói. Không lâu sau, hương án được bày trước lôi đài, khói hương nghi ngút. Cô gái che mặt đi lên phía trước tam bái cửu khấu, nhân viên của hội sở đương nhiên cũng làm như vậy. Đám người cái phi dương cũng khom lưng, vẻ mặt thành kính. Diệp Phàm và Lang Phá Thiên vẫn ngồi ở bàn nhỏ uống rượu, cảm giác rượu này rất khác biệt, dường như bên trong được pha rất nhiều dược liệu, nhưng lại khiến người ta khó cảm nhận được vị của dược liệu đó. Đúng lúc này, cô gái cùng với toàn thể nhân viên của hội sở đều quỳ xuống bái lạy. Diệp Phàm và Lang Phá Thiên khiếp sợ phát hiện, trên lôi đài có một thân ảnh hiện ra, càng lúc thân ảnh kia càng rõ ràng. Diệp Phàm ngây dại, bởi vì thân ảnh này là một pho tượng đá. Có chút giống với tượng đá trên đảo Thủy Tinh, chẳng qua pho tượng đá này là hình của một người phụ nữ. Dáng người cũng giống với đại trưởng quầy của hội sở, nhưng mặt của tượng đá rất mờ ảo, căn bản là không nhìn rõ. Diệp Phàm thi triển đôi mắt ưng, nhất thời, không khỏi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện dưới chân của tượng đá có vấn đề. Dưới sự xuyên thấu của đôi mắt ưng, phần chân của người nữ này lúc ẩn lúc hiện, hình như còn có một cái đuôi, tuy nhiên, cái đuôi này giống như còn phân nhánh. Nhìn qua có chút giống với đuôi rắn. Xà mị ngàn năm, trong đầu Diệp Phàm hiện ra mấy từ này. Con rơi của hắn bay qua. Tuy nhiên, khi đến chỗ cách tượng đá chừng 5 thước là lúc cảm nhận được một luồng hàn băng cực mạnh truyền đến. Diệp Phàm có thể khẳng định, đại trưởng quầy của thất bảo hội sở này nhất định là hậu duệ của tượng đá kia. Bởi vì, lực khí mà hai người phát ra đều là băng hàn. Diệp Phàm vội khống chế muốn rút con rơi về, tuy nhiên đã muộn rồi. Cảm giác ngực có chút buồn buồn, nhất thời cảm thấy có một luồng hàn khí tràn ngập. Diệp Phàm trong nháy mắt cảm giác như mình bị đông cứng lại. Hắn vội vàng, nuốt ngược lại một ngụm máu tươi. Tuy nhiên, cảm giác trước mắt xuất hiện một bàn tay, màu xanh như ngọc. Diệp Phàm biết, con rơi đã bị ngọc trưởng hút đi rồi. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện tượng đá như mơ hồ có đôi mắt đang trừng trừng nhìn mình. Hắn liều mình giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn phun ra hai ngụm máu tươi. Giống như toàn bộ nội khí trong nháy mắt bị người ta hút hết, cả người thiếu chút nữa thì té xỉu. Tuy nhiên, may mắn lúc này mọi người đều chú ý đến tượng đá, chứ không ai chú ý đến Diệp Phàm cả. Đi mau! Bởi vì đã mở tấm chắn trên bá vương kim thương ra, giọng nói đầy sợ hãi của Thiên Hạo Tử truyền đến, như thể gặp phải chuyện cực kỳ nguy hiểm vậy. Con rơi của tôi bị hút đi rồi, tiền bối, hãy mau hỗ trợ tôi một tay, tôi dùng kim thương công kích. Diệp Phàm nói. Mau đi đi, nếu không sẽ không kịp nữa đâu, Thiên Hạo Tử kêu lên. Nhưng con rơi của tôi Diệp Phàm vừa nói đến đây, Thiên Hạo Tử liền cắt ngang câu nói của Diệp Phàm. Cậu muốn con rơi hay là muốn chết, ta có thể khẳng định, nếu cậu không đi thì thông qua con rơi này, toàn thân cậu sẽ bị băng khí chiếm cứ. Bây giờ có phải cảm giác như sắp bị đông lại rồi không? Đây là hồn khí trong tượng đá hoặc cái gì đó đang công kích não bộ của cậu. Một khi bị tràn ngập băng khí thì cậu không còn Diệp Phàm nữa là sẽ trở thành tượng đá đấy. Bây giờ thử xem, có phải cảm giác toàn thân không chút khí lực nào không? Diệp Phàm thử, quả nhiên là như vậy. Hơn nữa, cảm giác ngay cả đan điền cũng không thể vận chuyển được. Lão lang, mau cõng tôi đi. Diệp Phàm nói với Lang Phá Thiên. Tượng đá này thật là thần bí, chúng ta ở lại xem đã. Lang Phá Thiên không hiểu được tình trạng của Diệp Phàm, không muốn rời đi. Lão lang, đi mau, Diệp Phàm vội nói, Lang Phá Thiên quay đầu lại không khỏi sợ hãi, bởi vì, lúc này Diệp Phàm mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người mềm nhũn không chút sức sống. Lang Phá Thiên biết là đã xảy ra chuyện gì, không dám hỏi lại, liền cõng Diệp Phàm lên rồi chạy nhanh ra ngoài. Lúc này mọi người vẫn tập trung vào tượng đá, không ai để ý đến hành động quái dị của đám người Diệp Phàm. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn cảm giác luồng băng khi kia vẫn đuổi theo mình. Hắn vội thử. Phát hiện ngoài đan điền nguyên bản không thể chuyển động ra, thì 9 đan điền khác đều có thể động được.
dùng thương công kích, cậu vẫn còn có ngoại đan điền có thể dùng. Thiên Hạo Tử kêu lên. Một luồng lực lớn truyền đến, Diệp Phàm biết, đây là Thiên Hạo Tử dùng hồn khí tương trợ mình. Hắn vận công toàn lực, rốt cục cũng dồn được chút lực khí cuối cùng để ép thương đâm lại đằng sau. Ba một âm thanh trầm đục truyền đến, hàn băng trên lưng không thấy nữa. Tuy nhiên, tiếng kêu thảm thiết của Lô Định Tông lại truyền đến. Lang Phá Thiên chạy như bay, mất 2 phút là ra đến bờ biển. Bởi vì nhân viên của hội sở đều đang viếng tượng đá. Thấy không có ai, liền lái tiểu du thuyền toàn lực trở về. Tuy nói không có chìa khóa, nhưng Lang Phá Thiên có cách để mở. Đến núi Sương Bối kêu hai người Hồng Tà và Lệ Vô Nhai đến. Diệp Phàm nói, xe chạy như bay, mất 2 tiếng đồng hồ đã đi đến núi Sương Bối. Không lâu sau Hồng Tà và Lệ Vô Nhai đã đi ra. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy Diệp Lão Đại? Lang Phá Thiên lúc này mới có thời gian để hỏi. Diệp Phàm nói lại một lần, ba người khiếp sợ ngây người. Trong chốc lát Dương Đinh Thiên của phái Võ Đang cũng đã đến. Ba người hợp lực truyền nội khí cho Diệp Phàm, một giờ sau Diệp Phàm mới cảm giác có chút khí lực. Diệp Phàm lấy ra Bá Vương Kim Thương, phát hiện có một vết rạn như sợi tóc. Hiển nhiên, phong giới trên cây thương đã bị luồng băng khí kia phá giải. Vấn đề này rất lớn, nếu không có phong giới thì u hỏa bên trong sẽ bị mất hết, Thiên Hạo Tử cũng sẽ bị nguy hiểm. Tiệt tiền bối còn sống không? Diệp Phàm vội hỏi. Hai, cũng sắp chết rồi, còn Lô Định Tông đã hết rồi. Thiên Hạo Tử nói. Sao lại như vậy? Diệp Phàm hỏi. Cậu tự nhìn đi, Thiên Hạo Tử nói. Không có con rơi, tôi không nhìn được. Diệp Phàm nói. Không có con rơi, ánh mắt của cậu vẫn còn mà, ta sẽ giúp một tay. Thiên Hạo Tử nói xong, Diệp Phàm hướng nhãn lực vào bên trong kim thương, quả nhiên đã nhìn thấy. Phát hiện hồn khí của Lô Định Tông trong u hỏa màu xanh lục đã bị băng khí bao phủ. Còn Thiên Hạo Tử cũng bị như vậy, nhưng lớp băng trên thạch tượng của Thiên Hạo Tử rất mỏng, chứ không dày như Lô Định Tông. Sau này có biện pháp phá giải băng thì có làm cho hồn khí ông ấy khôi phục được hay không? Diệp Phàm hỏi. Không có sau này nữa rồi, cậu không nhìn thấy, ta đang dùng u hỏa chống đỡ với tầng băng này. Đây thật ra không phải là băng, mà là một loại nội khí hàn sắc. Nếu không thể phá bỏ lớp băng khí dính trên người ta thì ta cũng sẽ bị như vậy. Còn hồn khí của Lô Định Tông đã bị băng khí làm đông chết rồi. Chút nữa phỏng chừng u hỏa sẽ cởi bỏ được lớp băng kia, đến lúc đó cậu hãy hấp thu hồn khí của Lô Định Tông. Dù sao ông ấy cũng hoàn toàn chết rồi. Cậu hấp thu hồn khí của ông ấy có thể trợ giúp cho cậu trong việc khôi phục công lực, hơn nữa cũng có thể giải được bí mật của Lô Định Tông. Còn về phần ta, chắc không lâu nữa sẽ ngất đi. Hơn nữa, phong giới trên cây thương đã bị băng khí phá hủy. Ta hoàn toàn dựa vào sự bảo vệ của phong giới này, nếu như không có phong giới bảo vệ sẽ bị lộ ra, cộng thêm việc không có u hỏa làm dịu, nhưng trước tiên ta sẽ dùng một loại bí thuật để bảo tồn hồn khí của mình. Cái này có chút giống với quy thức thuật mà võ giả các cậu luyện. Ta dùng phương thức ngủ để khiến năng lượng tiêu hao ở mức thấp nhất. Trong khoảng thời gian này cậu phải nghĩ cách tìm được u hỏa và khôi phục phong giới trên cây thương mới có thể khiến ta từ từ hồi phục được. Còn phong giới thuật cậu đã học rồi. Một khi cậu có thể đột phá lên bán niệm khí, thì cậu tiếp tục dùng nội bội khí này tương trợ, kết hợp với nhiều người khác để tạo ra phong giới bảo vệ ta. Còn nữa... Hồn khí đã chết của Lô Định Tông sẽ có tương trợ đối với cậu. Lẽ ra cậu đã đến cảnh giới tiên thiên đại viên mãn từ lâu rồi. Nhưng vì lượng hồn khí của cậu chưa đủ, lần này nếu hấp thu hồn khí của Lô Định Tông sẽ là một chìa khóa để cậu đột phá. Tuy nhiên, hồn khí của Lô Định Tông chất lượng rất cao, vì khi còn sống ông ấy là cao thủ thoát thần cảnh. Cho nên, cậu phải hấp thu từ từ. Hơn nữa, ta nhắc cậu trước, hấp thu tiêu hóa hồn khí của ông ấy cũng sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu. Việc này do cậu quyết định, ta không bắt buộc, đương nhiên ta hy vọng cậu sẽ hấp thu, tất cả những người làm việc lớn đều phải có tâm lý đánh cuộc. Một khi thành công cậu sẽ trở thành vương, một khi thất bại thì cậu cũng sẽ mất mạng. Thiên Hạo Tử nói, tôi thích đánh cuộc. Diệp Phàm quyết định, vì bí mật của Lô Định Tông rất nhiều, Diệp Phàm cũng muốn biết. Hơn nữa nâng cao công lực lấy con rơi lại mới là việc quan trọng. Tuy nhiên, bức tượng đá trên đảo thất bảo kia sao lại lợi hại như vậy? Tiền bối năm xưa được coi là cao giới cường giả rồi. Trên cả thoát thần cảnh đại viên mãn thì không biết gọi là gì, chính vì vậy Vũ Vương trở thành bí mật thiên cổ. Chẳng lẽ tượng thạch trên đảo thất bảo kia là hồn khí có tầng thứ cao hơn nữa sao? Có khả năng, hơn nữa, ta tin rằng cậu cũng đã phát hiện ra điều gì đó rồi đúng không?
Thiên Hạo Tử nói. Đúng vậy, tôi phát hiện chân của tượng đá kia hình như đuôi rắn vậy. Tôi nghĩ, có phải có liên quan đến xà mị ngàn năm của Vũ Vương không? Diệp Phàm hỏi. Ta cũng nghi ngờ điều này, tuy nhiên xà mị đã bị Cửu Chỉ Thần Đạo ăn cắp rồi, sao có thể đến đảo Thất Bảo được? Nếu như nói một hồn khí của thoát thần cảnh đại viên mãn như ta đến hồn khí xà mị của Vũ Vương cũng không đối phó được thì không biết Vũ Vương đã đạt đến cảnh giới lợi hại như thế nào, cái này, đúng là khiến người ta sợ run. Thiên Hạo Tử nói. Đúng vậy, hơn nữa, Cửu Chỉ có thể ăn cắp xà mị, chứng tỏ Cửu Chỉ còn lợi hại hơn xà mị. Tôi cảm thấy, Cửu Chỉ, Vũ Vương và Đán Phi Tử là cao thủ cùng đẳng cấp với nhau. Hơn nữa, dáng người của đại trưởng quỹ của hội sở thất bảo rất giống với dáng của tượng đá. Chẳng lẽ cô ta là hậu duệ của xà mị ngàn năm? Nhưng, xà mị là một con rắn ngàn năm, sao có thể trở thành người được? Diệp Phàm còn rất nhiều điều nghi vấn. Chương 3457, xà mị chẳng lẽ là đàn bà? Việc này cũng khó nói, ví dụ như, mỹ nhân ngư của cậu kia là nội khí ngàn năm ngưng tụ thành. Còn xà mị, căn bản không phải là một con rắn mà là một loại thời cổ đại giống rắn mà thôi. Có lẽ, căn bản là trong truyền thuyết. Mà xà mị có lẽ là thứ mà Vũ Vương cưng chiều. Nên gọi tên là xà mị thôi. Thiên Hạo Tử nói còn xà có thể hóa thành người tuyệt đối là không thể, đó là trong truyền thuyết hoang tưởng thôi. Tiền bối có cảm thấy đại trưởng quầy công lực cao bao nhiêu không? Diệp Phàm hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn không kịp kiểm tra, nhưng cậu có lẽ có thể cảm giác được cái gì phải không? Thiên Hạo Tử nói. Ôi, con rơi của tôi đến cần nó không ngờ có thể cảm giác được. Tay động một cái. Con rơi của tôi hình như có cảm giác đóng băng. Công lực của cô có lẽ còn mạnh hơn tôi một ít. Diệp Phàm nói hơn nữa, con rơi của tôi rất khó phát hiện, dù là cao thủ tiên thiên đại viên mãn cũng chỉ có thể cảm giác được nó tồn tại nhưng khó nhìn thấy. Ôi, chẳng lẽ trình tự của cô ta bằng với Dương Đinh Thiên? Thiên Hạo Tử nói. Cũng có thể, có lẽ cô cũng là cao thủ tiên thiên đại viên mãn. Chẳng qua cô luyện tập nội lực đặc biệt chứa băng giá thôi. Mà lúc ấy tôi không chú ý đến việc này. Hơn nữa, lúc ấy tôi cũng không phát động tấn công. Nhưng dù thế nào, chờ tôi khôi phục xong sẽ đến đảo Thất Bảo một chuyến. Diệp Phàm nói. Đi thì có thể nhưng phải chú ý nghĩ một cách tốt. Hơn nữa phải mang theo nhiều cao thủ đi. Tôi có một chút suy nghĩ, tượng đá kia một năm có thể lại một lần, có lẽ bình thường sẽ không xuất hiện. Chỉ cần tượng đá không ở đó, cậu mang mấy người Dương Đinh Thiên đến giải quyết cô là có thể. Cô không thể lợi hại hơn Dương Đinh Thiên có phải không? Thiên Hạo Tử nói. Hội sở thất bảo rất thần bí, tôi nhất định phải vạch rõ bí mật này. Diệp Phàm nắm chặt tay. Sau đó dặn Dương Đinh Thiên và Hồng Tà dọn xong thế trận tương trợ mình, sau đó ba người ngồi xếp bằng thành vòng tròn. Dưới sự tương trợ của nội khí của ba người Diệp Phàm không ngừng đánh sâu vào khối băng hồn khí của Lô Định Tông. Không lâu khối băng cuối cùng xuất hiện vết rạn nứt. Mà màng băng Thiên Hạo Tử dán trên tượng đá cũng dùng hết. Thiên Hạo Tử nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm tạm thời được loại bỏ. Cố gắng hết sức, tôi giúp cậu một phen. Thiên Hạo Tử cũng rất tức giận, một cỗ hồn khí truyền đến Diệp Phàm đi lên phía trước. Răng rắc một tiếng dần tan vang lên, hồn khí của Lô Định Tông ngưng tụ trong cơ thể không ngờ đều theo khối băng vỡ ra phát tán khắp nơi. Hấp thu hết, đừng để hồn khí biến mất, Thiên Hạo Tử nói, bốn người Diệp Phàm cố gắng hành động. Nội khí hình thành một vách tường vô hình nhốt hồn khí vào trong. Diệp Phàm dùng cách của Bảo Chí Thiền Sư ra sức liều mình hút. Lúc này một luồng khí lạnh có thể làm người ta hét lên thảm thiết truyền đến. Chịu đựng, trong người cậu có nội khí băng này, cứ hút là được. Thiên Hạo Tử nói. Không lâu, khối băng hồn khí của Lô Định Tông đã được Diệp Phàm hút vào. Diệp Phàm phát hiện hít vào giống như được bổ sung thêm. Băng khí giống như con vật sống vặn vẹo phát ra tiếng chít chít như con chuột kêu. Diệp Phàm tiêu hóa hồn khí hấp thu của Lô Định Tông, hơn nữa trải qua sự khảo nghiệm tàn khốc của băng giá. Chịu đựng, Thiên Hạo Tử không ngừng động viên Diệp Phàm. Cũng không biết bao lâu sau Diệp Phàm cảm giác mơ hồ, giống như nửa hôn mê vậy. Đây chính là vì ba người Dương Đinh Thiên thấy nội khí của Diệp Phàm đang vận chuyển, ba người cũng không biết tình hình Diệp Phàm đành cắn răng không ngừng thúc giục nội khí đi ra. Cuối cùng Diệp Phàm cũng tỉnh lại. Nếu cậu không dừng thì ba chúng tôi chết mất, Hồng Tà mắng một câu. Diệp Phàm mở mắt ra vừa thấy trợn tròn mắt, ba người hình như lập tức già đi mấy tuổi. Hơn nữa, cả người đổ mồ hôi như mưa. Ngại quá, cảm ơn ba vị tiền bối. Diệp Phàm thật sự thấy có lỗi. Có phát hiện gì không?
Dương Đình Thiên vì công lực cao nên còn ít nhiều sức lực. Chờ một chút, Diệp Phàm nói xong bắt đầu thu xếp lại suy nghĩ của Lô Định Tông, rất lâu sau hắn mới mở mắt ra. Thở dài nói, bí mật đảo thất bảo tôi không rõ ràng lắm, nhưng thập tam thanh y hoạt động ở vùng Lâu Lan, Dương sư huynh có nghe nói đến không? Ôi, nghe nói bọn họ là một bang phỉ hung hãn. Lấy cướp bóc của thương nhân đi qua vùng Lâu Lan mà sống. Chính triều đình nhiều lần cử binh lính đi trừ khử nhưng cuối cùng vẫn không được. Dương Đình Thiên nói, Dương sư huynh cả ngày ở trong nơi cất giữ sổ sách không ngờ còn biết đến điều này, xem ra Dương sư huynh công lực không kém. Diệp Phàm cười nói, cậu nghĩ rằng tôi thật sự ở trong đó sao? Nói thật cho cậu biết, tôi cũng có bang dưới tay của mình. Bọn họ tìm kiếm những thông tin liên quan đến phái võ đang chúng tôi. Việc này giống như tổ chức an ninh của nhà nước thời nay. Bởi vì tôi là người bảo vệ bí mật được tổ tông của phái võ đang truyền xuống. Người như tôi mỗi thế hệ đều có 2-3 người. Hơn nữa, bọn họ đều có các nhiệm vụ. Nếu không, các đại môn phái đã tấn công chúng ta. Dương Đình Thiên nói. Có 2-3 người, chẳng lẽ phái võ đang còn có cao thủ giống như ông sao? Diệp Phàm giật mình. Đương nhiên, Dương Đình Thiện gật đầu chắc chắn. Không biết được bọn họ là ai? Sư huynh, nếu tôi là một trong 7 người được thái cực tuyển chọn, hy vọng sư huynh có thể nói rõ. Xã hội hiện đại không cần giữ bí mật cả đời không lộ diện. 3 người hợp lực có thể phát triển phái võ đang rộng lớn. Diệp Phàm nói. Ngại quá, tôi cũng không biết. Giống như họ cũng không biết tôi. Nhưng tôi biết ít nhất còn có một người công lực giống như tôi. Những người như chúng tôi vẫn là luôn giữ bí mật, nếu không gặp sự kiện gây lật đổ môn phái sẽ không xuất hiện. Còn một số đấu tranh trong phái thì chúng tôi không quan tâm, những người như chúng tôi có lẽ cả đời ẩn giấu không ai biết được. Đương nhiên là chỉ khi không xảy ra việc gì lớn, Dương Đình Thiên nói. Đại phái ngàn năm, quả nhiên bất phàm, Hồng Tà thở dài. Ông cho là các môn phái lớn có thể sừng sững tồn tại ngàn năm đơn giản như vậy sao? Cho nên, không cần dễ dàng ảo tưởng muốn tiêu diệt một môn phái lớn nào đó. Trên cơ bản điều này không có khả năng, cao thủ thời cổ đại nếu như không thể, huống chi xã hội hiện đại. Trừ phi là nhà nước muốn tiêu diệt, nhưng đó cũng là chuyện không thể xảy ra, bởi vì, các môn phái lớn đều là người Trung Quốc, tuyệt đối không làm việc tổn hại đến đất nước. Một số việc nhỏ thì nhà nước cũng nhắm một mắt mở một mắt. Dương Đình Thiên hừ nói. Trước hết hãy kể chuyện thập tam thanh y, chuyện này thú vị. Lệ Vô Nhai không kịp đợi, vì thế Hồng Tà nói qua cho Dương Đình Thiên mọi chuyện liên quan. Người này thật đúng là không phải Lô Định Tông, Diệp Phàm thở dài. Vậy y thực có thể chính là Thanh Vương Đạt Ma Cát Thành Tư? Hồng Tà tò mò. Cũng không phải, hai vị tiền bối tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Diệp Phàm cười nói. Vậy khó đoán, chẳng lẽ là con cháu của Thanh Vương? Hồng Tà hỏi. Người này không ngờ là quốc vương Đạt Ma Hạo Nguyệt của nước Tinh Tuyệt. Năm đó Đạt Ma Hạo Nguyệt và em trai đều thích công chúa cả nước Lâu Lan Mãn Thiên Phi Nguyệt. Cô rất xinh đẹp, giống như một vầng trăng thuần khiết trong sa mạc. Hơn nữa, cô vẫn là thánh nữ của Lâu Lan. Vì thế, Đạt Ma Hạo Nguyệt tự mình đến Lâu Lan để cầu hôn, chẳng qua quốc vương của Lâu Lan không thích Đạt Ma Hạo Nguyệt. Bởi vì, ngay lúc đó nô bộc của dân tộc Hung Nô. Tất nhiên quốc vương Lâu Lan muốn gả con gái cho con trai của tộc trưởng Hung Nô. Chẳng qua Mãn Thiên Phi Nguyệt cũng không thích việc này, cho rằng người này toàn tà khí. Hơn nữa Mãn Thiên Phi Nguyệt cho mình là thánh nữ của nước Lâu Lan, không thể lập gia đình. Còn Đạt Ma Cát Thành Tư cho là mình không phải quốc vương, cho nên Mãn Thiên Phi Nguyệt không thích mình. Bởi vậy, Đạt Ma Cát Thành Tư âm thầm tổ chức đội ngũ cướp ngôi của anh trai. Đạt Ma Hạo Nguyệt cũng lưu lạc sườn núi Thanh Vương, thành lập thập tam thanh y, âm thầm tấn công nước Tinh Tuyệt để có thể cướp lại ngôi vị của mình. Chẳng qua không được như ý, Đạt Ma Cát Thành Tư không ngờ tấn công đến ổ thập tam thanh y. Đạt Ma Hạo Nguyệt vội vàng trong lúc cơ thể bị hủy lưu trữ hồn khí nấp trong sườn núi Ngưu Hoàng. Chính là chỗ mà tôi gặp Lô Định Tông. Mà Lô Định Tông cũng vì vợ mà đến chỗ này, cuối cùng không ngờ bị Đạt Ma Hạo Nguyệt chiếm đoạt thân thể. Chẳng qua Đạt Ma Hạo Nguyệt không may mắn, không ngờ gặp một người trong thập tam thanh y. Năm đó vì thưởng một đồ vật giống như điệp viên, nghe nói vật này rất thần kỳ, có thể phát ra âm thanh hình ảnh. Thập tam thanh y lấy được xong cho rằng đây là đồ quý nên giấu trong kho châu báu. Năm đó sườn núi Ngưu Hoàng bị hủy, Đạt Ma Hạo Nguyệt cũng không đi ra. Vốn nghĩ là đến thời kỳ cường thịnh sau đó nghĩ cách đi ra ngoài. Không thể tưởng tượng được thân thể Lô Định Tông không chịu thua kém, không ngờ bệnh mà chết.
Đạt Ma Hạo Nguyệt cũng ẩn thân bên trong quả ô vân lạc cơ. Diệp Phàm nói, thế sự đúng là khó liệu, ai có thể nghĩ đến chuyện xưa như vậy. Lệ Vô Nhai thở dài, sau đó hỏi, nhưng trong cổ mộ tại sườn núi Thanh Vương cậu phát hiện ra một thi thể con gái là sao? Đúng vậy, lúc ấy không phải còn có thi mị xuất hiện, hơn nữa cơ thể nữ kia hình như còn bị khóa bên trong quan tài. Hồng Tà hỏi, cơ thể nữ đó chính là công chúa của nước Lâu Lan Mãn Thiên Phi Nguyệt. Chẳng qua sau sao lại như thế thì trong trí nhớ của Đạt Ma Hạo Nguyệt cũng không có gì liên quan. Nhưng vẻ đẹp của Mãn Thiên Phi Nguyệt được giữ gìn như lúc trước. Có lẽ là trí nhớ của ông ta đã mất, Diệp Phàm nói. Có lẽ là vì không thể chuyển hoàn toàn sao, dù sao cậu tiêu hóa hồn khí của ông ta tuyệt đối sẽ tổn thất một ít. Thi thể nữ này lại thành một bí mật, Thiên Hạo Tử thở dài nói. Chương 3458, Tiên Thiên Đại Viên Mãn thật sự. Tôi nghĩ, có phải do Đạt Ma Cát Thành Tư làm không? Diệp Phàm nói. Người này cũng là nhân vật mấu chốt, hơn nữa, người này lợi hại hơn anh trai y. Có lẽ là cao thủ thoát thần cảnh đại viên mãn. Thiên Hạo Tử nói, hiện giờ cậu mất đi con rơi, mà bá vương kim thương giờ cậu cũng không thể dùng. Khả năng tấn công của cậu thấp đi rất nhiều, nhưng mất đi là bởi vì cậu tiêu hóa hồn khí của Đạt Ma Hạo Nguyệt. Tuy chỉ là một chút hồn khí còn sót lại, nhưng hiện giờ cậu thật sự đã đến cảnh giới tiên thiên đai viên mãn. Hơn nữa, đan điền của cậu cũng tràn trề. Về thực lực, cậu hoàn toàn có thể đánh gục một cao thủ tiên thiên đại viên mãn. Chuyện chưa được kiểm chứng tôi cũng không dám khẳng định, nhưng tôi đánh bại cao thủ tiên thiên đại viên mãn là rất có khả năng. Diệp Phàm nói. Ôi, tôi nhờ hết vào cậu, Thiên Hạo Tử thở dài. Yên tâm, có 1% sức lực tôi cũng làm. Diệp Phàm nói. Sau đó hắn thi triển toàn bộ kinh khí, phát hiện thần hành chi thuật đúng là tuyệt kỹ. Vừa tiến vừa lui hơn 1000 thước hơn nữa, hai chân dưới sự tương trợ của đan điền bên ngoài, lợi dụng phản xạ, Diệp Phàm có thể nhảy cao đến mấy trăm mét. Hơn nữa vừa trượt đi khoảng cách đã hơn 3000 mét. Quyền cước làm đất đá tung hết lên, bữa tiệc này đánh vô cùng thoải mái. Hơn nữa tổn thất của việc mất đi con rơi cũng được bổ sung trở về. Diệp lão đạo, công phu kinh thân của anh đã vượt qua phi hành gia. Lang Phá Thiên vẻ mặt hâm mộ. Đúng vậy, ngay cả khinh thân của tôi cũng không bằng cậu. Dương Đình Thiên thở dài, ra vẻ có chút buồn bực. Công lực của tôi tăng lên đối với phái võ đang cũng là một chuyện tốt có phải không? Diệp Phàm cười nói. Đó là đương nhiên, Dương Đình Thiên gật gật đầu. Tên hỗn đản nào đã chạy đi đâu, không ngờ chuồn mất La Trại Tuyết tức giận dậm chân bên trong hội sở thất bảo. Việc này tôi hỏi nhân viên trong hội sở xem có tìm được về hai người kia không? Lão già bị đánh rụng răng nói. Ha ha, muốn biết lai lịch của hắn sao? Lúc này một tiếng cười vang lên. Ông biết, La Trại Tuyết sửng sốt hỏi. Đương nhiên, cái Phi Dương vẻ mặt khí phách. Nói tôi nghe một chút, La Trại Tuyết hỏi. Tổng giám đốc của tập đoàn Hoành Không thành phố Hạng Nam Diệp Phàm. Người tôi không rõ lắm nhưng có thể tìm đến Diệp Phàm thì sẽ có thể tìm được có phải không? Cái Phi Dương cười nói. Diệp Phàm tôi nhớ kỹ. La Trại Tuyết hừ nói. Trưởng lão, cứ như vậy có thể gây ra phiền toái không? La Trại Tuyết đi rồi một đệ tử nói. Phiền toái, tôi chưa bao giờ sợ phiền toái. Cậu nghĩ lại xem, đến lúc đó để cho Phi Hồ Sương Hồng Ngọc cùng Diệp Phàm đấu mấy chiêu, sẽ có chuyện vui. Cái Phi Dương dài giọng nói. La Trại Tuyết cùng Sương Hồng Ngọc rốt cuộc có quan hệ gì? Đệ tử hỏi. Việc này có lẽ rất thân, có thể là cháu gái của Sương Hồng Ngọc không cũng khó nói. Cái Phi Dương nói. Sương Hồng Ngọc, có lẽ không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Hiện giờ lục tôn của Trung Quốc hình như thực lực không được tốt lắm. Đệ tử phái Hoa Sơn nói. Nhà họ La sẽ không đơn giản như vậy, Sương Hồng Ngọc có lẽ cũng đạt đến cảnh giới bán tiên thiên đi. Nhưng nhà họ La là một gia tộc lớn, biết đâu còn có cao thủ lợi hại hơn. Một đại gia tộc có cao thủ thần bí. Cái Phi Dương cười nói. Nội bội khí đã bước vào giai đoạn lắp ráp cuối cùng. Dưới sự tương trợ của mấy cao thủ, sự bài trừ hồn khí cuối cùng của Thiên Hạo Tử hỗ trợ, nội bội khí cuối cùng đứng trong sơn động ở núi Sương Bối. Hơn nữa, Diệp Phàm lấy cớ giải quyết việc ở Việt Đông, nếu không, đồng chí Nhậm Thời Mãn lại lắm mồm. Đương nhiên Diệp Phàm không về cuộc sống của Nhậm Thời Mãn cũng thoải mái hơn. Tiền bối, cái này hình như hiệu quả tốt hơn dự định. Diệp Phàm cười nói. Ôi, ban đầu tưởng rằng chỉ cao bằng tòa nhà 2 tầng, hiện giờ rút nhỏ không ít, chỉ bằng một chiếc xe tải vừa. Hơn nữa, nội bội khí chất lượng cũng tốt không ít.
nhưng thứ này cũng không thể dùng thường xuyên. Nói cách khác, chỉ sợ không chịu đựng nổi. Tuy nói các anh đã làm dịu nội khí, nhưng dù sao so với phương pháp luyện vật vẫn kém không chỉ vài lần. Cho nên, không đến thời khắc mấu chốt không cần dùng. Thiên Hạo Tử nói, việc này tôi hiểu được, bình thường không có công việc đều không dùng. Diệp Phàm nói, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng suốt một ngày. Mấy đại cao thủ đều tụ tập bên trong hang trong núi Sương Bối. Huyết Cương Thiền Mị nằm bên cạnh. Không lâu, nội khí lớn được đưa vào bên trong nội bội khí. Sau đó khí đi ra thật đúng là dọa người. Hang đá dường như cũng bị chấn động. May mắn vẫn trong phạm vi khống chế, nếu không, thật đúng là làm cho hang đá sụp đổ. Một tiếng sau, một mảnh màu xanh biếc như ẩn như hiện trên không trung. Ôi, đã có hình thức ban đầu, tăng thêm sức mạnh để ổn định phong giới là được rồi. Thiên Hạo Tử nói. Thời gian lại một tiếng trôi qua, mấy cao thủ đều đã sắp hết sức. Nhưng Diệp Phàm cuối cùng cũng ổn định lại phong giới, sau đó đem toàn bộ lồng vào trong phong giới. Lúc nấy con rối thật lớn biến mất trước mắt các cao thủ. Trước mặt các cao thủ lúc này chỉ là hang đá trông trơn. Vũ khí này rất thần bí. Dương Đình Thiên cũng không khỏi thở dài. Đúng vậy, lão tổ tông phát minh người hiện đại chúng ta cũng có thể thực hiện. Tuy nói chúng ta không tốt nhưng cuối cùng cũng làm ra phong giới. Đây đối với võ thuật truyền thống của Trung Quốc chúng ta mà nói cũng là một sự kiện quan trọng. Tiêu Dương Thiên của phái Hoa Sơn vuốt cằm có chút cảm thán. Đúng vậy. Cao thủ thoát thần cảnh mới có thể làm ra chúng ta hợp lực cũng có thể làm ra. Đó là một sáng kiến vĩ đại. Nội bội khí này chính là một vật rất tốt. Không thể tưởng tượng được Diệp Phàm lại là một kiến trúc sư, không đơn giản. Tiêu Sắt Nhất cũng thấy vui. Thứ này nếu phái Hoa Sơn chúng ta cũng có một cái thì tốt rồi, nhìn xem có thể thương lượng với Diệp Phàm để chúng ta tự làm ra một cái. Tác dụng rất lớn, Tiêu Dương Thiên nói. Có lẽ rất khó. Chúng ta hợp nhiều cao thủ như vậy mới có thể làm ra một cái. Chỉ dựa vào một môn phái có lẽ khó khăn. Tiêu Sắt Nhất lắc đầu hơn nữa, Diệp Phàm không có khả năng cho chúng ta bản vẽ thiết kế của nội bội khí. Có một số việc trước lợi ích rất lớn có thể thay đổi suy nghĩ. Nhưng vấn đề nhân lực cũng là một vấn đề lớn. Nhưng nếu môn phái chúng ta ra mặt mời một số cao thủ đến hẳn là có thể. Tiêu Dương Thiên hình như hứng thú. Việc này có thể thử xem Tiêu Sắt Nhất nói. Nghỉ ngơi một ngày xong mọi người lại đến hang đá. Hôm nay phải giải quyết chính là nhiệm vụ quan trọng, cấy trái tim cho Huyết Cương. Có lồng phong giới này, mặc dù là đán phi tử có ở đây cũng không cần sợ. Dù sao đán phi tử là một người chết, hơn nữa trải qua mấy nghìn năm năng lượng cơ thể cũng tiêu hao không ít. Nếu không tôi thật không dám bảo cậu lộn xộn, Thiên Hạo Tử cũng rất tin tưởng. Dù sao... Nếu Huyết Cương có thể sống lại hoặc khôi phục công lực thì tương đương việc tăng thêm cho Diệp PSAM một cao thủ tiên thiên, đây đối với việc nắm được u hỏa cũng đảm bảo thêm. Mấy đại cao thủ truyền nội khí tới, Diệp Phàm liều mình khống chế, dưới sự chỉ đạo của Thiên Hạo Tử nhập vào phong giới bay đến trái tim của con rối. Diệp Phàm ra tay quyết đoán, lợi dụng nội khí của mấy đại cao thủ, hồn khí của Thiên Hạo Tử cũng đi ra. Bá Vương Kim Thương cũng toát ra những đốm lửa ở đầu mũi tên. Hung hăng chém về phía Tơ Hồng. Ken két tiếng và đập vang lên, giống như là đang hàn điện vậy. Tơ Hồng không ngờ rất cứng cỏi, dưới sự thiêu đốt của u hỏa không ngờ không ngừng. Không tốt, đây là thiên thiết. Lúc này giọng Thiên Hạo Tử vang lên. Là gì vậy? Diệp Phàm cả kinh vội vàng hỏi. Nghe nói đồ vật này đến từ ngoài trái đất, như thời nay nói là thiên thạch. Nhưng thứ này đúng là hiếm thấy, chẳng những có sự mềm dẻo mà rất cứng rắn. Có thể tấn công đối thủ như dây thừng, lực công kích rất đáng sợ. Nhưng, thứ này cũng khó chặt đứt, phiền toái. Thiên Hạo Tử nói. Thứ này nếu dùng để luyện vật chế khí chẳng phải lợi hại giống chói thiên sao? Diệp Phàm hỏi. Không sai biệt lắm, nhưng chói thiên là truyền thuyết, còn thiên thiết có thể luyện ra vật và binh khí thật sự. Chẳng qua uy lực không đến thập nhị đẳng, liền cùng cấp độ với Vương Kim Thương. Phẩm chất không bằng sắt bây giờ. Cho nên... Mặc dù có u hỏa tương trợ cũng không thể chặt đứt nó. Thiên Hạo Tử nói. Nói như vậy cũng không phải không có hy vọng. Diệp Phàm hỏi. Thật sự không có hy vọng, với sự hợp lực của các cậu không thể loạn động vào nó. Trừ phi gặp cao thủ hồn ly cảnh viên mãn mới có thể làm. Dù sao, với nội khí lớn Bá Vương Kim Thương có thể phát ra ngọn gió siêu tuyệt. Thiên Hạo Tử thở dài tôi thấy vẫn là nổi sau, lui đi. Không được. Rút lui có lẽ Huyết Cương sẽ mãi mãi không tỉnh lại được. Ông thấy không, Huyết Cương có phản ứng. Diệp Phàm nói.
Lạ nhỉ, trên người Thiền Mị không ngờ có con giết cửu u đi ra, Thiên Hạo Tử nói. Lúc này Diệp Phàm mới phát hiện cơ thể của huyết cương có phản ứng. Một vật tím bầm từ trên người nó đi ra, không lâu ngưng tụ thành giống như một con giun tím bần trên người nó. Thứ này giang đôi cánh như chim bay lên, xoay xung quanh bên trên hình như đang tìm gì đó. Con rết của nó có hiệu quả giống như con rơi của cậu. Hình như cũng là một vật đặc biệt được nội khí ngưng tụ thành. Nhưng không hoàn toàn như vậy, song giống như là nội khí. Thiên hạ này còn có vật kỳ lạ như vậy, thật ra cũng lạ. Thiên Hạo Tử cũng thấy lạ thật. Chương 3459, Thiên Hạo Tử điên rồi. Thể chất của huyết cương không giống với chúng ta, thân thể cường hãn không nói, hơn nữa không có hô hấp, không có nội khí. Loại đồ vật này phỏng chừng xen lẫn nội khí và khí trạng. Diệp Phàm nói, cương thi là vật đặc thù xen lẫn giữa người sống và người chết, cậu bảo nó chết rồi nhưng hình như nó vẫn còn sống. Còn cậu nói nó còn sống thì hình như nó đã chết. Nguyên nhân tạo thành của vật này chẳng ai nói rõ được. Tuy nhiên, huyết cương này của cậu không giống với cương thi bình thường. Cô này hình như vẫn chưa chết, nhưng, có lẽ cô ta đã bị tuyệt thế cao thủ như Đán Phi Tử chẳng hạn, dùng một thủ pháp đặc biệt để giam hãm. Hơn nữa, hiện tại có thể khẳng định, quả tim trên người con rối đích xác là của Thiền Mị. Mà quả tim này lại là do Đán Phi Tử luyện ra. Đán Phi Tử đó và Thiền Mị chắc chắn là có thù không đội trời chung. Thiên Hạo Tử nói, con rết cửu u trên người Thiền Mị nghe nói là do nội khí ngưng tụ thành. Mà thứ này không phải bản thân Thiền Mị, mà là khi tôi đi sa mạc có một người hồn khí trong rừng ma cho cô ấy. Người này rất có thể có quan hệ thân mật với Thiền Mị. Hơn nữa, lúc đó Đán Phi Tử hình như đã hạ cái gì đó trên người tôi, bàn tay của người đó xuất ra một vật màu vàng đánh nhau với nó. Cuối cùng người này và vật màu vàng kia cùng bị hủy diệt. Tuy nhiên, trước mắt mà nói điều phiền toái nhất chính là chém nứt thiên thiết. Tiền nối, nếu không chém nứt được thì chi bằng hãy dùng phương pháp luyện vật của ông để thử xem thế nào. Bởi vì phương pháp luyện vật có thể dung luyện binh khí, thiên thiết này chém không nứt thì luyện hóa nó. Diệp Phàm nói, phương pháp luyện vật đương nhiên có thể luyện dụng thiên thiết này, nhưng nếu muốn luyện hóa được thứ đặc biệt như thiên thiết thì điều kiện của chúng ta chưa đủ. Thứ nhất là không có lô đỉnh phẩm chất tốt, thứ hai là không có vật liệu để phối hợp. Điểm thứ ba cũng là điểm khó khăn nhất, là chúng ta không có cao thủ có thể luyện rơi được nó. Muốn thành công ít nhất phải có cao thủ thoát thần cảnh sơ giai mới có thể làm được. Chỉ với mấy người các cậu hợp lực lại thì cũng không ăn thua đâu. Thiên Hạo Tử nói xong, trong lòng Diệp Phàm có chút ớn lạnh. Đúng lúc này, con rết cửu u cúi đầu xuống phun ra một thứ màu tím đen lên trên thiên thiết. Ba một tiếng lay động. Mau, chúng ta thử phương pháp luyện vật xem. Giọng nói của Thiên Hạo Tử truyền đến. Không phải ông nói là không được sao? Diệp Phàm có chút nghi ngờ. Đừng lôi thôi nhiều nữa, vừa rồi con này phun ra kim hỏa. Phẩm chất của thứ này hoàn toàn có thể đạt đến mức có thể dung luyện thiên thiết. Bất kể có được hay không, chúng ta cứ thử xem thế nào, không ngờ có thể tương trợ ta hoàn thành việc dung luyện binh khí ngũ phẩm. Hiện tại chúng ta đem toàn bộ con rối dung luyện. Vật liệu để chế tạo ra con rối này rất tốt, xã hội hiện đại không thể tìm ra được đâu. Có vật liệu từ con rối phụ trợ, nếu như có thể chế tạo được ngũ phẩm binh khí, thì uy lực của bá vương kim thương sẽ càng uy lực hơn nhiều. Hơn nữa, kim thương này đã sắp bị hủy rồi, Thiên Hạo Tử rất hưng phấn nói. Diệp Phàm hiểu, đối với người như ông ta nếu có thể gặp được cơ hội có thể luyện được binh khí đẳng cấp cao thì nhất định sẽ không bỏ qua. Cái này cũng là đâm lao phải theo lao. Diệp Phàm đành phải dựa theo sự chỉ đạo của Thiên Hạo Tử, bắt đầu tiến hành thao tác. Một giờ sau, dưới sự tương trợ của kim hỏa và u hỏa, con rối bắt đầu co lại. Cũng không biết mất bao lâu thời gian, con rối to kia đã được co rút lại chỉ bằng ống chân người. Tách rời thiên thiết, giọng nói hưng phấn của Thiên Hạo Tử truyền đến. Người này đúng là cuồng luyện vật, Diệp Phàm trong lòng nói. Vừa động, sợi tơ hồng kia không ngờ thoát ra khỏi quả tim đi lên không trung phía trên con rối. Quả tim mất đi thiên thiết bị con rết cửu u hút bay ra. Hơn nữa, bị con rết nuốt đi. Rết ở trên người con rối xoay một vòng, đột nhiên đi xuống hé miệng ra, một vật như viên đạn màu vàng kim to như hạt trân châu bay ra đập vào người con rối. Cả người con rối bị cháy, giống như bị kim hỏa thiêu. Thảo nào nó lại phun ra kim hỏa, vốn là vì quả cầu kim hỏa này. Không thể tưởng tượng được trong thân thể của vật này lại có thứ tốt như vậy. Thật đúng là tạo hóa thần kỳ. Thiên Hạo Tử khiếp sợ thở dài, đột nhiên kêu lên, nhanh lên,
giai đoạn cuối cùng của luyện vật dung vật thành hình. Diệp Phàm liều mình khống chế, muốn luyện thiên thiết thành một thanh bảo kiếm. Tuy nhiên, không như mong muốn, cuối cùng vật luyện đã thành. Mà con rết cửu u đã dung nhập vào trong thân thể huyết cương. Cảm giác áp lực giảm, còn đám người Dương Đinh Thiên tất cả đều ngã gục vì mệt. Hồng Tà và Lệ Vô Nhai, Tiên thì hoàn toàn bị hôn mê. Lang Phá Thiên cũng không dám di chuyển bọn họ, cho nên đành phải thủ một bên ngơ ngác nhìn. Ngươi luyện ra cái gì thế này? Giọng nói phẫn nộ của Thiên Hạo Tử truyền đến. Xin lỗi, thực sự xin lỗi tiền bối, tôi muốn luyện ra một bảo kiếm mềm, đáng tiếc công lực quá thấp nên không thành công. Cuối cùng thành một sợi dây thừng đỏ này, xin lỗi. Diệp Phàm gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ nhìn sợi dây to như cánh tay, dài hơn 10 thước. Minh khí lớn như vậy có tác dụng gì? Hai, làm vô ích rồi. Hơn nữa, con rối cũng bị chúng ta làm hết rồi, không biết lão cung sẽ xử lý tôi thế nào đây? Sao không dùng làm binh khí được? Thiên Hạo Tử nói. Dùng thế nào, nó to như vậy. Quấn lên người người ta tưởng quấn trên mình một con mãng xà màu đỏ. Diệp Phàm vẻ mặt cay đắng. Tưới máu tươi của cậu lên. Thiên Hạo Tử đột nhiên nói. Để làm gì? Diệp Phàm hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì, cậu có muốn luyện được lục phẩm binh khí không? Thiên Hạo Tử nói. Đương nhiên là muốn, nhưng cái này có lợi ích gì? Diệp Phàm nói. Khi thứ này uống no máu tươi của cậu thì có thể nhìn thấy hiệu quả. Thiên Hạo Tử đùa thần bí. Vậy thử xem, Diệp Phàm bất đắc dĩ gật đầu, sau đó đâm vào người mình để bức máu tươi ra. Kỳ tích đã xảy ra, máu tươi của Diệp Phàm được thiên thiết hấp thu vào. Không lâu sau không thấy bóng dáng nữa. Quá ít, tiếp tục bức huyết đi, Thiên Hạo Tử nói. Diệp Phàm không có cách nào, đành phải tiếp tục, cho đến khi cảm giác thân thể không chịu nổi nữa. Muốn cầm máu thì đột nhiên Thiên Hạo Tử nhào ra khỏi Bá Vương Kim Thương như một kẻ điên. Một đường hư ảnh nhoáng lên trước mặt Diệp Phàm, hắn cảm giác cổ tay mình đau rát, khiếp sợ mắng to, Thiên Hạo Tử, ông làm cái chết tiệt gì thế, ông cắt đại mạch của tôi, muốn lấy mạng của tôi à? Người có mất mạng cũng phải luyện được binh khí ra, Thiên Hạo Tử kêu lên, người này căn bản là điên rồi. Diệp Phàm một trường đánh tới, đáng tiếc chính là Thiên Hạo Tử quá cường đại. Mặc dù là một chút hồn khí Diệp Phàm cũng không có khả năng chống lại. Chủ yếu là Diệp Phàm vừa rồi đã tiêu hao hết kinh khí, lúc này chỉ một người bình thường cũng có thể đánh được hắn. Kết quả, cảm giác thân thể cứng đờ, biết đã bị Thiên Hạo Tử điểm huyệt. Nhìn máu của mình phun lên thiên thiết, Diệp Phàm tuyệt vọng nghĩ mình chắc xong đời rồi, cái thiên thiết chết tiệt này, tên Thiên Hạo Tử chết tiệt này. Cuối cùng, Diệp Phàm bị hôn mê đi. Cũng không biết mất bao lâu, hắn đã tỉnh dậy. Phát hiện huyết cương thiền mị đang quỳ gối bên cạnh mình. Người tỉnh rồi, vừa nhìn thấy Diệp Phàm tỉnh dậy, thiền mị liền cao hứng kêu lên. Tôi đã hôn mê bao lâu rồi? Diệp Phàm hỏi, 2-3 ngày rồi, nhưng, nơi này là phong giới. Bọn họ cũng không vào được, ta cũng không biết ra ngoài thế nào. Thiền mị nói, Thiên Hạo Tử, ông là đồ khốn kiếp, tôi phải lột da của ông ra. Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới điều này, tức giận đi tìm Bá Vương Kim Thương. Mất rồi, không ngờ thiền mị lắc lắc đầu. Mất rồi, cái gì mất rồi? Diệp Phàm sửng sốt hỏi. Tiền bối đã chết rồi, thật sự chết rồi. Thiền mị tỏ vẻ đau buồn. Sao lại thế này, dây thiên thiết của tôi sao không thấy nữa? Diệp Phàm nhìn quanh bốn phía. Hai, tiền bối là một người cuồng luyện khí. Ông ấy nói giấc mơ cả đời này chính là có thể luyện được một binh khí lục phẩm. Cho nên, biết dây thiên thiết có ngũ phẩm liền kêu ngươi rót huyết dung luyện. Cuối cùng vẫn không thể đạt tới lục phẩm. Tiền bối kêu to một tiếng, nói là đời này sống vì binh khí mà chết cũng vì binh khí. Cuối cùng, tiền bối cuồng bạo chấn động, hư ảnh của tượng đá kia bị vỡ hết. Mà những mảnh vỡ đó đều đánh về phía dây thiết, mà ta cũng bức ra kim hỏa tương trợ. Cuối cùng, chút u hỏa còn lại của Bá Vương Kim Thương cũng bị tiêu hao hết. Thiên Hạo Tử tự phá hồn khí sao? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy. Thiên Hạo Tử nói năm đó chú kiếm đại sư lấy thân tí kiếm. Ông ấy cũng muốn học theo bọn họ trở thành chú khí đại sư. Tuy nhiên, ông ấy không có máu tươi, cuối cùng dùng cách tự phá hồn khí còn lại để dung luyện ra lục phẩm binh khí là dây thiên thiết này. Thiên Mị nói. Vậy dây thiên thiết này thì sao? Diệp Phàm đầy nghi hoặc. Ông ấy nói ở một ngoại đan điền trên người ngươi. Loại binh khí này vì phẩm cấp rất cao, cho nên thu phóng tự nhiên. Dễ dùng hơn can tương của ngươi nhiều. Thiên Mị nói. Diệp Phàm cảm giác nội khí vừa động, bắn ra một dây màu đỏ.
Diệp Phàm cẩn thận nhìn lại, phát hiện rất bình thường. Nội khí đẩy vào, dây màu đỏ nhất thời trương lên to như cánh tay, dài đến hơn 10 thước. Diệp Phàm ra bên ngoài vừa kéo, ba một tiếng, một khối nham thạch rớt xuống dưới. Dây thừng này có thể trói người là được rồi, trong lòng Diệp Phàm muốn khống chế thử một khối đá, thật đúng là rất hiệu quả, dây thừng dưới nội khí linh hoạt giống như một con rắn giải quấn lấy tảng đá. Hai, tiền bối, Diệp Phàm tôi rất cảm động vì ông đã xảy thân luyện khí như vậy. Diệp Phàm cung kính đứng trước thạch bích nói. Đúng lúc này, Diệp Phàm ngơ ngác nhìn Huyết Cương. Nhìn tôi làm gì? Huyết Cương mặt đỏ lên. Chương 3460, sự thay đổi của Huyết Cương. Cô biết đỏ mặt, trước đây chẳng có màu sắc gì đâu. Diệp Phàm nói. Hơn nữa, tôi phát hiện da của cô gần giống với da của người bình thường. Có phải bây giờ cô đã hô hấp được rồi không? Không có, ta vẫn không thể cảm giác được hô gấp. Chẳng qua, từ khi quả tim kia trở về thân thể mình ta đã cảm giác không giống với trước kia. Ví dụ như, màu da của ta gần được như da của người bình thường, cũng có co giãn. Hơn nữa, ta cảm giác được thân thể của mình dần dần thay đổi một cách khó hiểu. Thiên Mị nói, có lẽ quả tim và cơ thể của cô vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với nhau. Tôi nghĩ, cô sẽ phát triển như người bình thường thôi. Không chừng sau này cô còn có thể có một cuộc sống như người bình thường. Diệp Phàm nói, ta thật sự hy vọng có thể sống như người bình thường. Thiên Mị vẻ mặt khao khát, nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Nếu như có thể sống như người bình thường, cả đời này tôi sẽ làm một tiểu tỷ trung thành nhất của anh. Hai, nếu như cô được sống như người bình thường, tôi còn hy vọng cô lấy chồng sinh con ấy chứ. Diệp Phàm thở dài. Không, cả đời tôi sẽ không rời xa anh. Tôi là tiểu tỷ nữ của anh. Nếu một ngày anh không cần tôi nữa, tôi sẽ chết trước mặt anh. Thiên Mị cương quyết nói. Hai, quyết định như vậy đi. Diệp Phàm thở dài, sau đó hỏi. Đúng rồi, cô có nhớ ra điều gì không, ví dụ thân thế của cô chẳng hạn. Không, tôi cảm giác tuy có chút sinh khí, nhưng trong đầu tôi vẫn trống rỗng. Hiện tại tôi chỉ biết khống chế được khối không khí hình dạng rết cửu u kia thôi. Đó đúng là thứ do khối không khí tạo thành. Trong thân thể vừa rồi không có nội khí, nhưng thật kỳ lạ. Vật kia giống như chú đóng trên thân thể của tôi giống như đan điền vậy. Hơn nữa, gần đây tôi cảm giác được nó hình như đang phát ra vật khí trạng hướng vào người tôi. Mà kinh lạc khô héo của tôi được nó làm dịu đi, hiện tại có chút khôi phục rồi. Thiên Mị nói, khối không khí dạng con giun kia là một vị tiền bối trong rừng ma tặng cho cô, đến giờ ông ta vẫn là người thần bí. Đáng tiếc chính là ông ấy không nói cho tôi biết chút tin tức gì, đến giờ thân thế của cô cũng vẫn là một điều bí ẩn. Mà cô đến từ một cỗ quan tài thần bí lớn trên đảo Thủy Tinh. Lúc đó còn có rất nhiều xiềng xích khóa cô lại. Hơn nữa, tượng đá lớn kia cũng chiếu sáng lên người cô. Điều này có vẻ hết sức thần bí. Diệp Phàm nói. Tôi nghĩ, có lẽ thời cơ chưa đến. Đến lúc thích hợp những điều bí mật đó sẽ dần dần được vén màn. Ví dụ như hiện tại anh biết được nhiều điều hơn trước kia đó thôi. Thiên Mị nói. Cũng phải. Diệp Phàm gật đầu. Sau đó mở phong giới ra, Lang Phá Thiên hét lớn. Mẹ ơi, chúng tôi còn nghĩ anh đã xong đời rồi đấy. Tôi mà dễ chết như thế à? Diệp Phàm trợn mắt nhìn anh ta một cái. Hiện tại con rối này bị phong giới khóa lại rồi, chỉ có anh là có thể đi vào. Về sau tổ A không thể nào vào được, dù sao anh cũng phải nói cách mở phong giới cho tổ A, vừa rồi lão cung gọi điện đến dục hỏi cái này đấy. Lang Phá Thiên nói. Không lâu sau. Có người đem bát đũa đến, Diệp Phàm liền đặt mông ngồi xuống ăn như hổ đói. Bọn họ không sao chứ? Diệp Phàm hỏi. Không việc gì, tất cả đều về nghỉ ngơi rồi. Lang Phá Thiên nói. Lão đệ, nói thật nhé, hiện tại con rối kia đã không còn nữa rồi. Không còn nữa rồi, sao lại không còn nữa rồi? Lang Phá Thiên cả kinh. Thật đấy, vì cứu Huyết Cương Thiền Mị nên con rối đã bị đốt cháy rồi. Không tin thì tôi mở phong giới ra cho xem. Diệp Phàm liền mở phong giới ra, Lang Phá Thiên chui vào. Anh chết chắc rồi Diệp lão đại. Lang Phá Thiên vẻ mặt vui mừng khi người khác gặp họa. Có gì chứ, đây cũng không phải là tôi tự nguyện có đúng không? Cái này là tình huống đột xuất cơ mà. Chúng ta vào bên trong xem một chút. Diệp Phàm nói, không lâu sau hai người đi đến trước cỗ quan tài lớn kia. Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng nhìn quanh. Sau khi thôn tính hồn khí của Đạt Ma Hạo Nguyệt,
Diệp Phàm cảm thấy khả năng nhìn xuyên thấu của đôi mắt ưng ngày càng mạnh hơn. Hơn nữa, độ xa và độ rõ ràng của đôi mắt ưng cũng được tăng lên không ít. Nhất thời, Diệp Phàm lắp bắp kinh hãi. Lão lang, quan tài bên trong bị hủy rồi. Diệp Phàm nói. Là ai làm thế? Lang Phá Thiên kinh hãi. Hai người đi vào, phát hiện quan tài tầng trong đã bị vỡ vụn thành bột, hai người nhìn nhau kinh ngạc. Chẳng lẽ có cao thủ nước ngoài vào đây rồi? Lang Phá Thiên hỏi. Chắc không có khả năng đó chứ, canh giữ ngặt như vậy, không thể họ vào mà không có động tĩnh như vậy được. Lang Phá Thiên nói tiếp. Đúng vậy, tôi biết là cũng không có khả năng đó mà. Diệp Phàm nói. Không phải là Đán Phi Tử lại trở về chứ? Lang Phá Thiên nói xong đột nhiên rung mình một cái. Diệp Phàm cũng chấn động, có chút cảm giác chùn bước. Quan tài đá lớn như vậy mà cũng có thể khiến cho thành bột như vậy được, mà cũng chẳng cần thiết phải phá hỏng như vậy có đúng không? Đập vỡ vụn ra cũng đã đủ phiền toái rồi. Diệp Phàm nắm một bên ngửi ngửi, đột nhiên sửng sốt, cười nói. Lão lang, chúng ta phát tài rồi. Phát tài cái con khỉ, tôi là người phụ trách của nơi này, trách nhiệm này rơi xuống có khi tôi còn mất ghế ấy. Lang Phá Thiên tức giận hừ nói. Cậu xem bột này xem. Diệp Phàm cười nói. Lang Phá Thiên có chút nghi ngờ cầm một nắm bột lên, ngửi ngửi, có chút không xác định, hỏi. Hình như là nguyên liệu thạch giao. Đúng vậy, nguyên liệu thạch giao của chúng ta đang hết, nước ở châu Phi kia đã sắp cạn kiệt tài nguyên này. Mà hiện tại, qua nghiên cứu chế tạo của chuyên gia tổ khoa học năng lượng, thạch giao càng ngày càng quan trọng trong đối với vũ khí tính năng cao. Ví dụ như bộ phận quan trọng nhất của trong tàu ngầm hạt nhân mới nhất của chúng ta đều dùng loại thạch giao này. Hơn nữa hiện tại chúng ta không thể tách rời nó. Nghĩ thử xem, khối thạch giao lớn như thế này thì giá trị bao nhiêu tiền? Diệp Phàm nói. Vậy giá trị đúng thật là không ít, hơn nữa, tôi cảm thấy thạch giao dùng để chế tạo quan tài này chất lượng đặc biệt tốt. Cơ mà điều này đối với chúng ta cũng vô ích thôi, tiền này là của tổ A mà. Lang Phá Thiên nói. Đúng vậy, của tổ A, nhưng Lang Phá Thiên cậu không những không phải gánh trách nhiệm gì, mà ngược lại còn lập được công lớn. Diệp Phàm cười nói. Công cái con khỉ, con rối bị anh đốt rồi. Bây giờ cỗ quan tài có giá trị nghiên cứu lớn lại bị phá hủy. Hơn nữa, quan tài đá này tại sao lại bị như vậy còn chưa làm rõ ràng được. Lão cung không lột ra tôi ra đã là may mắn lắm rồi. Còn đòi được ghi nhận công lao nữa, không có cửa đâu. Không bằng anh hãy mang về đi, có khi công lao lại thuộc hết về anh ấy. Lang Phá Thiên cười gượng một tiếng. Thôi miễn, tôi cũng không cướp công của anh em đâu. Diệp Phàm kiên quyết từ chối. Hai người ở lại tìm kiếm một chút vẫn không phát hiện ra điều gì khả nghi cả, nên đành buồn bực đi ra ngoài. Đương nhiên. Nghe Diệp Phàm báo cáo xong cung khai Hà cũng rất khiếp sợ. Lập tức ra lệnh cho chuyên gia của tổ khoa học năng lượng nhanh chóng làm rõ ràng. Hơn nữa, Diệp Phàm là người phụ trách của việc này. Ha ha, chẳng có liên quan gì tới tôi nữa rồi. Lang Phá Thiên cười ha ha nói. Cậu chính là phó tổ tưởng của đồ điều tra. Diệp Phàm lập tức dập tắt nụ cười của Lang Phá Thiên. Không thể nào, có anh như vậy là đủ rồi. Lang Phá Thiên sửng sốt. Chúng ta đang ngồi trên một chiếc thuyền mà, và lại tôi cũng rất bận, cậu là người phụ trách ở núi Sương Bối này, cậu không làm tổ phó thường trực ở đây thì ai làm? Bây giờ tôi ra lệnh cho cậu nhanh chóng triển khai điều tra, nhất định phải làm rõ việc này. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Được rồi, Lang Phá Thiên tức giận, lập tức triệu tập cuộc họp. Đúng rồi, con rơi của anh thì làm thế nào? Lang Phá Thiên đột nhiên hỏi Diệp Phàm. Qua một thời gian ngắn nữa. Bức tượng đá kia thật đáng sợ. Diệp Phàm thở dài. Không có con rơi thì năng lực cảm giác và năng lực tuần tra, công kích cũng bị giảm đi. Tôi cảm thấy con rơi là đòn sát thủ của anh, tuyệt đối không thể bị mất đi như vậy có đúng không? Lang Phá Thiên nói. Cũng chưa chắc. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, dây thiên thiết bắn ra, ba tương đương mấy tiếng giòn tan, tảng đá lớn cách đó 100 mét rơi xuống vỡ thành 2 mảnh. Thần binh gì mà lợi hại như vậy? Lang Phá Thiên trợn tròn mắt. Ha ha, bí mật của tôi, chính là vì nó nên con rối mới bị hủy đấy. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Được lắm, anh thì kiếm được đồ tốt, còn tôi thì chẳng được cái cóc khô gì cả. Lang Phá Thiên chán nán, tức giận mà bỏ đi. Bên này, Diệp Phàm và Tiêu Sát Nhất của phái Hoa Sơn thương lượng xong thời gian đi Đại Tuyết Sơn, sau đó hai người cáo từ. Sư huynh,
có hứng đi thất bảo hội sở với đệ không? Diệp Phàm nhìn Dương Đình Thiên nói. Chỗ đó có gì đặc biệt không? Dương Đình Thiên nhìn Diệp Phàm một cái, Diệp Phàm đem chuyện nói lại một lần. Bức tượng đá đó lợi hại thế kia à? Trên đời này lại có người chết đáng sợ như vậy sao? Dương Đình Thiên, Hồng Tà và Lệ Vô Nhai đều nhất thời kinh hãi. Chủ yếu là rất thần bí, hơn nữa, đệ căn bản không phải là đối thủ của tượng đá kia. Tuy nhiên, ở thất bảo hội sở này có rất nhiều điều bí mật. Đệ cảm thấy cần thiết phải tìm hiểu rõ một chút. Hơn nữa, đệ cảm thấy bức tượng đá này có liên quan đến đảo thủy tinh thần bí. Phỏng chừng cũng khó mà thoát được mối liên hệ với Thái Cực Thất Đạo. Diệp Phàm nói, bởi vì, Tam Hóa Đại Sư cũng đã từng đi đến đảo Thủy Tinh. Lúc đó nghe ông ấy nói hình như Thái Cực Thất Đạo có chút hút mắc với đảo Thủy Tinh. Chương 3461, quay lại đảo Thất Bảo. Thực lực của đệ hiện giờ đạt đến cảnh giới nào rồi? Dương Đình Thiên nhìn Diệp Phàm. Nói không quá thì có thể thắng được cao thủ Tiên Thiên Đại Viên Mãn. Diệp Phàm nói, đệ khiêm tốn rồi, ngày ấy đệ có thể đùa giỡn xoay vòng ta như vậy. Chúng ta đều như vậy rồi, đệ còn nói dối làm gì? Dương Đình Thiên có chút bất mãn. Lúc đó thật sự là có chút ngẫu nhiên. Lúc đó là có hai người Thiên Hạo Tử và Lô Định Tông giúp đỡ đệ mới có thể thắng được. Nếu thật sự đấu một cách quanh minh chính đại thì đệ tuyệt đối không phải là đối thủ của sư huynh. Diệp Phàm nói. Ta cũng nghĩ vậy, một tiên thiên giả như đệ lại đánh thắng một cao thủ bán niệm khí như ta. Vậy thì cảnh giới này còn đánh giá gì nữa? Dương Đình Thiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng thoải mái không ít. Con rơi của cậu bị bắt, vẫn phải nhanh chóng tìm lại. Nếu không, đi lên Đại Tuyết Sơn mất đi sự tương trợ của nó thì không hay lắm. Lệ Vô Nhai nói, việc này tốt nhất chỉ cần tôi và sư huynh đi là được rồi. Hai người đi lại không tiện không cần phải đi. Diệp Phàm nói, như vậy đi, chúng tôi giúp cậu ở trên thuyền, đợi ở bờ biển, có tình hình nguy hiểm thì cũng có thể rút lui an toàn, được không? Lệ Vô Nhai nói, vậy được, nếu sư huynh chịu đi, vậy chiều mai chúng ta sẽ đi. Tôi còn muốn xem có thể mua được thứ đồ tốt như Thiên Sơn Tuyết Liên, dùng để điều chế thuốc không? Thứ thuốc này là thứ có thể bổ sung năng lượng tốt nhất khi đánh nhau. Diệp Phàm gật đầu nói, cũng được. Dương Đình Thiên gật gật đầu. 4 giờ chiều, 4 người đã đến đảo Thất Bảo. Hai người Dương Đình Thiên và Diệp Phàm từ từ đi lên trên núi chậm rãi đi lên phía hội sở trên núi. Vào trong hội sở cảm thấy tất cả mọi thứ đều như trước, có vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có lẽ chuyện xảy ra vào ngày hôm đó không có mấy người biết. Đương nhiên, người phụ nữ che mặt kia, Diệp Phàm cảm thấy nàng ta chắc chắn sẽ có cảm giác. Diệp Phàm và Dương Đình Thiên vẫn còn đang ngồi ở đại sảnh, sau khi ngồi xuống sẽ tìm ông chủ Liễu Chân Đông tới để yêu cầu Thiên Sơn Tuyết Liên. Liễu Chân Đông úng niềm nở đem Thiên Sơn Tuyết Liên tới. Diệp Phàm dùng mắt ưng nhìn qua. Có thể khẳng định đó là đồ thật, hơn nữa, cũng phải hơn 20 năm. Thật ra, cái gọi là Thiên Sơn Tuyết Liên cũng không khác lắm so với hoa sen bình thường. Chỉ có điều, Thiên Sơn Tuyết Liên có màu trắng như tờ giấy, lại có điểm giống như viên ngọc màu trắng. Các người còn có đồ tốt hơn không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là có, chỉ cần tiên sinh có thể trả giá. Liễu Chân Đông cười nói. Nói nghe xem. Diệp Phàm tò mò. Dường như hội sở thất bảo này là một vườn thuốc vậy. Nếu như thật sự có thì sau đó có thể dùng tiền để giải quyết rồi. Thái tuế 100 năm, cậu muốn không? Liễu Chân Đông hỏi. Đem tới xem thử rồi nói tiếp. Diệp Phàm giật mình, quả thái tuế mà trước kia phát hiện ra ở trong cổ mộ thời nhà Đường ở Đập Thiên Thủy tương đối có hiệu quả. Hỏa Long Tường Thiên đó đến tận bây giờ vẫn còn ảnh hưởng tới mình. Không lâu sau, Liễu Chân Đông đi ra, bên cạnh là một lão già. Lão già khoảng trên dưới 60 tuổi, nhưng khuôn mặt trông còn rất trẻ. Toàn thân lão mặc chiếc áo màu xanh, trên tay cầm một chiếc hộp dài. Sau khi mở ra, Diệp Phàm vừa nhìn là có thể thấy rõ, thật sự là thái tuế, tình trạng không khác mấy so với gốc cây tìm được ở Đập Thiên Thủy. Chỉ có điều, chất lượng lại không tốt bằng gốc cây đó. Nhưng, nếu dùng nó để chế với thuốc vẫn có thể được. Thứ này giá cả như thế nào? Diệp Phàm hỏi. 10 triệu. Không có giá thứ hai. Liễu Chân Đông thật đúng là biết nói thách. Như vậy là quá đắt rồi, mới 100 năm đúng không? Dương Đình Thiên nói. Quá đắt, nói đùa rồi, ông đến chợ tìm xem 10 triệu có thể mua được thái tuế 100 năm không?
Loại dược liệu này ở cũng hội sở chúng tôi cũng là hàng cực phẩm rồi, chúng tôi cũng không muốn bán. Nếu dùng để ngâm rượu chúng tôi còn kiếm được nhiều tiền hơn. Chủ yếu là chúng tôi cảm thấy các vị thành tâm, lần trước chúng ta cũng đã gặp rồi đúng không? Liễu Chân Đông cười lạnh nói. Trưởng quầy Liễu, hoạt động tế bái đó của các ông diễn ra một năm một lần sao? Diệp Phàm chuyển chủ đề, tùy ý hỏi. Đúng vậy, hôm đó tiên sinh có thể may mắn nhìn thấy đó chính là vinh hạnh của ngài. Nhưng hôm đó tiên sinh đi mà không từ biệt, ngay cả tiền rượu nước cũng chưa trả, đây là lần đầu tiên của hội sở chúng tôi, theo quy định của hội sở chúng tôi sẽ phái nhân viên an ninh truy bắt. Vẻ mặt Liễu Chân Đông nghiêm túc. Truy đuổi, ha ha, các người còn kiêm cả làm cảnh sát sao? Diệp Phàm cười nói. Tiên sinh muốn nói như vậy cũng được, chúng tôi có cách của chúng tôi. Nếu mọi người đều giống như tiên sinh hôm đó thì chúng tôi làm sao còn có thể tiếp tục sinh tồn được? Phải biết rằng, có thể xây dựng ở đây một hội sở để tất cả những người yêu thích luyện công cùng nhau tập luyện và giao lưu thật sự không đơn giản. Hơn nữa, hội sở của chúng tôi thực hiện chính là chế độ thẻ hội viên. Nếu không có thẻ hội viên, tiên sinh dù có tiền cũng không thể tới đây. Không ngờ tới lại có thể xảy ra chuyện này. Nói là truy đuổi là đã coi như là khách khí rồi. Theo quy định của chúng tôi, sau khi bắt được phải đánh cho tàn phế, đó là hình phạt nhẹ nhất rồi. Liễu Chân Đông hừ lạnh nói. Hỗn xược. Dương Đình Thiên đột nhiên đập bàn. Các hạ muốn làm gì? Giải quyết ân oán cá nhân ở trong hội sở của chúng tôi không quan tâm. Nhưng nếu các hạ muốn gây rối ở hội sở thì đã tìm nhầm chỗ rồi. Liễu Chân Đông trừng mắt nhìn Dương Đình Thiên. Cho dù là thiếu tiền của các người thì cũng có pháp luật, các người dựa vào cái gì mà nói đánh người ta tàn phế là hình phạt nhẹ nhất, nơi này của các người còn có vương pháp không? Dương Đình Thiên chính là muốn gây rối. Ở đây chúng tôi chính là vương pháp. Liễu Chân Đông vô cùng kiêu ngạo. Một tiếng rầm giòn vang, Liễu Chân Đông bị một tát của Dương Đình Thiên đánh ngã lên một bàn khác. Lão già này tỏ ra hoảng sợ, bởi vì công lực của Liễu Chân Đông không hề yếu, mà lại không thể tránh được cái tát của Dương Đình Thiên. Nhưng chỉ gần mười mấy giây, mười mấy thanh niên cường tráng từ ngoài tiến vào, toàn bộ cầm đủ các loại côn bổng xông vào tấn công Dương Đình Thiên. Nhưng bọn họ hôm nay thật xui xẻo, làm sao có thể là đối thủ của Dương Đình Thiên được. Dương Đình Thiên ra tay rất thoải mái, một cái tát đã đánh ngã mấy tên, không lâu sau, mười mấy tên nằm thảm hại dưới đất. Đương nhiên, Dương Đình Thiên hạ thủ lưu tình, chỉ đánh để bọn họ không có sức tấn công nữa mà thôi. Chỉ là, điều khiến cho Diệp lão đại buồn phiền là không phát hiện ra cô gái che mặt xuất hiện ngày hôm đó, có vẻ như hôm nay người ta không ở nhà. Diệp Phàm nháy nháy mắt. Dương Đình Thiên tung người lên không, tung trưởng về phía võ đài. Ầm ầm vài tiếng, võ đài bằng gỗ tuy đã được xử lý đặc biệt, nhưng vẫn khó có thể chịu được sự tấn công mạnh mẽ của một cao thủ bán niệm khí như Dương Đình Thiên. Cuối cùng, sau mấy trưởng của Dương Đình Thiên, võ đài đã sắp bị sập. Dương Đình Thiên nhảy lên bên cạnh võ đài, phá hủy toàn bộ võ đài lộ ra sàn nhà. Mắt ưng của Diệp Phàm nhìn qua, nhưng vô cùng thất vọng. Không hề thấy bóng dáng tượng đá thần bí đã nhìn thấy trước kia, cảm giác ớn lạnh thần bí của không xuất hiện nữa. Đây là sự trừng phạt đối với sự kiêu ngạo của hội sở các ngươi. Sau này hãy nhớ kỹ, trên đời này còn có luật pháp, cũng không phải hội sở thất bảo của các ngươi có thể che mắt thiên hạ được. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, sau đó ném chi phiếu 200 vạn rồi cầm Thiên Sơn Tuyết Liên cùng với Hà Thủ Ô trăm năm mà đi. Đó là do Diệp lão đại cố ý để lại một chút manh mối. Hắn muốn dụ cô gái che mặt xuất hiện, nếu không thì sẽ không thể tìm thấy con rơi của mình. Diệp Phàm, để giải thích như thế nào về việc này? Sau khi đi ra, Dương Đình Thiên có chút tức giận, cảm thấy bị Diệp Phàm lừa. Đệ cũng không thể hiểu được tại sao lại như vậy, lần trước không xảy ra tình huống này. Tôi nghĩ, việc tế bái của bọn họ là một năm một lần. Có thể nào là một năm mới có thể xuất hiện một lần? Nguyên nhân thứ hai, tôi nghĩ... có thể nào có liên quan đến đại trưởng quầy hội sở? Bà ta dùng cách gì để đưa được bức tượng đá đó đến? Nếu không, huynh nghĩ tôi ăn no không có việc gì làm đi gây chuyện với hội sở sao? Diệp Phàm tỏ vẻ nghiêm túc. Việc này thật sự là có chút kỳ lạ, bên dưới võ đài cũng không có gì. Nếu như nói là từ dưới đất chui lên, thì dường như là không thể. Ta đã quan sát mặt đất, tất cả đều là bê tông rất dày. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng trong đó có những cơ quan bí mật. Nhưng nhãn thần của ta cũng không kém, bình thường đều không thể qua mắt ta. Dương Đình Thiên nói trong lúc hai người lên thuyền.
Đúng vậy, đệ cũng đã cẩn thận quan sát, có vẻ như không có xây dựng đặc biệt gì, thật là lạ. Diệp Phàm gật đầu nói. Hai người nói xong hiên ngang rời khỏi hội sở thất bảo, lại phát hiện ra không có ai đứng ra để ngăn cản, điều này có vẻ như không hợp với lẽ thường. Không lẽ hội sở thất bảo ngoài hội trưởng là lợi hại thì tất cả những người khác đều là đồ bỏ đi sao? Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Sẽ không đơn giản như vậy, nhưng tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Vẻ mặt của Dương Đinh Thiên cũng buồn bực. Nghe Diệp Phàm kể lại xong, hai người Hồng Tà cũng rất nghi ngờ. Có thể nào trên lôi đài có tầng phong giới, nhưng hôm đó bà ta dùng cách gì đó để mở phong giới, cho nên đã lộ ra khuôn mặt thần bí của pho tượng đá đó. Lệ Vô Nhai nói, không giống như có phong giới, hơn nữa, nếu như có phong giới thì tượng đá có thể cảm nhận được sự đánh phá của chúng ta rồi. Có một điểm không thể giải thích, hội sở thất bảo đã có mấy trăm năm lịch sử ở trên đảo. Không lẽ không có cao thủ sao? Nếu có cao thủ thì vì sao không xuất hiện? Hôm nay bị chúng ta đánh phá, nếu người giấu mặt đó xuất hiện, sở hội thất bảo đã có thể không bị phá tới mức đó. Vừa rồi ở đó chỉ có 20 tên, hơn nữa, có đến mười mấy tên trong đó thân thủ rất kém. Những người này kém như vậy sao? Diệp Phàm nói. Nhưng đang nói thì thuyền đã đến cấp sát. Làm gì vậy Lệ Vô Nhai, ông chèo thuyền kiểu gì vậy? Hồng Tà bất mãn nói. Mọi người nhìn xem phía trước là cái gì? Giọng nói của Lệ Vô Nhai có chút kỳ lạ. Ba người nhìn về phía trước, nhất thời ngây người. Bởi vì, phía trước tự nhiên xuất hiện một bức tượng bằng nước. Bức tượng gần giống với hư ảnh bức tượng đá xuất hiện trên võ đài thất bảo. Chỉ có điều, bức tượng lần trước Diệp Phàm nhìn thấy chắc chắn là làm bằng đá. Nhưng lần này lại nhìn thấy một pho tượng do nước ngưng tụ thành. Bức tượng bằng nước lẳng lặng đứng trước cách thuyền của Diệp Phàm chừng hơn 100 mét. Hơn nữa, cũng không hiện ra rõ ràng lắm. Nhìn qua chỉ dường như là một màu ở trong trời nước. Chỉ có những cao thủ giống như Hồng Tà và Diệp Phàm mới có thể phát hiện. Nếu như là người thường thì tuyệt đối không nhìn ra pho tượng. Dường như đột nhiên không khí lạnh lên. Hồng Tà dùng mình một cái. Chương 3462, phong giới dưới nước. Không phải là lạnh hơn, nếu như bức tượng này chính là hư ảnh của bức tượng đá kia thì chính là hàn ý từ trên người nó truyền đến. Hàn ý này thật sự rất lợi hại, giống như một lưỡi dao cứa vào người. Lần trước tôi bị thương chính là do sự sắc bén của hàn ý này. Diệp Phàm nói. Cứ như vậy một lúc, Diệp Phàm nói Lệ Vô Nhai vòng mũi thuyền về hướng sườn bức tượng, nhưng mới đi thì đã liền phát hiện bức thủy điêu kia đã đứng ở trước thuyền. Dường như con thuyền vẫn chưa hề chuyển động, may mà bốn người đều to gan, nếu không thì đúng là đã bị dọa chết khiếp rồi. Tấn công! Dương Đinh Thiên sốt ruột hừ một tiếng, xuất chiêu vào trong không trung. Nước biển giống như một mũi tên bay về phía thủy điêu. Thủy điêu không hề chuyển động, nhưng toàn bộ mũi tên nước của Dương Đinh Thiên bay vào không trung giống như va phải thứ gì đó nước bắn tung tóe xuống biển. Vẻ mặt Dương Đinh Thiên chợt có chút hoảng sợ, dù sao, vừa rồi mình cũng đã dùng 5 thành công lực. Người ta cũng không hề chuyển động, nếu chuyển động thì còn như thế nào nữa? Diệp Phàm hừ một tiếng, dây sắt bay ra, lập tức to lên bằng cánh tay. Sau đó giống như một con rắn bay lượn về phía trước, thẳng đến thủy điêu. Lúc này, hàn ý càng ngày càng mạnh, nước biển dường như bị thứ gì đó khua khoáng lên, trong nháy mắt đã biến thành một cái đuôi rắn từ trong biển, kêu ùng ục mà lao về phía dây sắt của Diệp Phàm. Còn Dương Đinh Thiên bỏ mặc Diệp Phàm mà tung một quyền hướng thẳng về phía thủy điêu. Đùng một tiếng, dây sắt của Diệp Phàm sau khi va phải cái đuôi liền bị bật sang hướng khác, một luồng khí lạnh mạnh mẽ truyền đến. Diệp Phàm có cảm giác tất cả đều sắp bị đông cứng. Còn Dương Đinh Thiên phát ra một mũi tên nước cao hơn 10 thước tấn công bức tượng, nhưng mũi tên này chỉ giống như đánh vào không khí. Hợp lực tấn công. Diệp Phàm kêu lên. Lệ Vô Nhai tăng tốc trèo về phía thủy điêu. Còn Diệp Phàm và Dương Đinh Thiên thì đồng thời ra tay. Hai cầu thái cực xuất hiện, nước biển bị Dương Đinh Thiên biến thành một quả cầu đường kính hơn 100 thước đẩy về phía trước. Mà bóng nước của Diệp Phàm cũng không nhỏ, hơn nữa. Còn đặt dây sắt ở trong mà đánh về phía bức tượng. Nứt rồi, thật là lợi hại. Lệ Vô Nhai hơi ngây người ra. Vì bánh lái của thuyền đã bị đông lạnh đến nỗi nứt ra. Đồng thời, mấy người đều có cảm giác có vết nứt. Hơn nữa, hàn khí lần này vô cùng mạnh, có thể khiến người ta cảm thấy có thể rách cả da thịt. Hơn nữa, hàn ý này còn biến thành một lớp màn tấn công tới. Hàn ý dày đến nỗi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một tiếng nổi rất lớn vang lên,
mắt ứng của Diệp Phàm thấy rõ bóng nước mà hai người đánh đi đã bị thứ giống đuôi rắn làm cho bay ngược trở lại. Mà thân tàu vừa bị va chạm một cái rất mạnh, Dương Đình Thiên đang muốn ra tay thì đột nhiên một cái đuôi to như chiếc xe tải từ dưới biển chui lên. Tức thì, mặt đất rung chuyển, một màu xanh bao trùm khiến cho người ta không thấy rõ thứ gì. Diệp Phàm cảm giác toàn thân chấn động, lờ mờ cảm thấy thuyền đã bị lật. Diệp Phàm biết mình đã rơi xuống nước, phát hiện ra cái đuôi ở trong nước đang kéo thuyền của mình đi sâu xuống dưới biển. Tiêu rồi, trong tim Diệp Phàm vừa cảm thấy có một luồng khí lạnh bóp nghẹt lại, giống như bị người nào đó túm lấy ném từ bên ngoài vào trong quả bóng. Diệp Phàm vội vàng vận khí để bình tĩnh lại, hơi ngẩn người nhìn nơi này. Nơi này có lẽ là ở dưới đáy biển hoặc là ở dưới nước biển, giống như là đang ở bên trong một cái ao màu xanh rất lớn. Trong ao có một số sinh vật giống như sứa đang trôi nổi. Còn bức thủy điêu vừa rồi công kích mình hiện giờ đang ở cách đó không xa. Hơn nữa, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện. Không nhìn thấy chân của thủy điêu, thay vào đó là một cái đuôi khổng lồ. Đuôi này giống như một chiếc đuôi rắn quấn lấy toàn thân. Nhìn xa giống như là rễ cây quấn quanh một thân cây. Xung quanh thủy điêu có hơi nước lờ mờ nên vẫn không thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của thủy điêu. Nhưng so với ở trên mặt biển, bức tượng này lớn hơn rất nhiều, có lẽ cao cỡ một tòa nhà 7-8 tầng. Diệp lão đại cảm thấy thật nhỏ bé khi đứng trước nó. Đúng lúc này, nước hơi chuyển động, Diệp Phàm nhìn về phía trước, nhất thời sợ đến nỗi thiếu chút nữa rớt cằm. Vì ở phía sau bức thủy điêu khổng lồ lại có một tòa nhà mờ ảo hiện ra, giống như đứng ở phía sau đỡ lấy thủy điêu. Điều này vẫn còn chưa kinh ngạc, vấn đề mấu chốt là tòa nhà mày nhìn qua giống như một bàn tay dựng đứng. Hơn nữa, bàn tay này lại chỉ có 4 ngón tay, không có ngón tay cái. Không lẽ một bàn tay của cửu chỉ đạo thần được đặt ở đây, Diệp lão đại suy nghĩ, cả người chạy về phía bức tượng. Không lâu sau, đã tới gần thủy điêu, cảm giác bức tượng càng lớn hơn khiến cho người ta có cảm giác thần bí. Đúng lúc này, miệng của bức thủy điêu lờ mờ dường như đang mở ra, một con rơi từ bên trong bay ra như bắn. Không phải là con rơi của mình sao? Diệp Phàm vừa nhìn thấy, trong lòng chợt phấn chấn lên. Di chuyển nội khí, muốn lấy lại con rơi. Nhưng con rơi chỉ bay vòng quanh thủy điêu, dường như không nghe thấy trưởng khống chế của Diệp Phàm. Biết là đã bị bức tượng khống chế, Diệp Phàm vô cùng phẫn nộ, vì hắn phát hiện ra con rơi dường như cũng biến dạng rồi. Miệng con rơi trước kia có 3 phần giống với hình con rồng trong truyền thuyết, bây giờ lại giống đến 5 phần. Hơn nữa, phần đuôi con rơi lại mọc ra một cái đuôi giống như đuôi thằn lằn, cái đuôi nhỏ này gần giống với cái đuôi của bức tượng. Diệp Phàm lại giật mình, vì hắn nghĩ tới con rắn nhỏ có 2 cái bướu thịt ở trên đầu với 4 cái chân nở ra từ một quả trứng ở trong nhà. Con rơi bây giờ hơi giống với con rắn đó. Không lẽ đã bị bức thủy điêu đồng hóa rồi? Diệp Phàm buồn bực nghĩ, dây sắt bị hắn chuẩn bị bắn ra, còn cả người hắn bay lên không chuẩn bị dùng nội khí đánh về phía đầu của thủy điêu. Nhưng điều khiến cho Diệp Phàm cảm thấy lạ nhất chính là động tác của dây sắt dường như rất chậm. Giống như trong không khí tràn ngập một chất khiến cho người ta không có cách nào nhanh lên được, đành phải chậm chậm tiến về phía đầu bức thủy điêu. Con rơi đột nhiên bay lên phía trước bắt được dây sắt của Diệp Phàm. Thứ này dù ra sức kéo cũng không thể bị co lại. Một lát sau, khuôn mặt Diệp Phàm đỏ bừng, nội khí cùng với biên bức của mình tăng lên nhanh chóng. Nhưng Diệp Phàm hiển nhiên cảm giác được. Thậm chí nội khí 10 đan điền của bán niệm khí cường giả ở đây cũng chẳng là gì so với mình. Cũng không biết là bao lâu đã trôi qua, con rơi vẫn giữ chặt lấy dây sắt của Diệp Phàm. Sau khi đã mất vũ khí lợi hại như con rơi, Diệp Phàm đương nhiên không muốn lại mất đi cả dây sắt. Cho nên, phải dốc hết nội lực còn lại để giữ. Khi đã cạn lực, trong lòng Diệp lão đại bất lực, mắt nhìn dây sắt sắp tuột khỏi tay. Nhưng đúng lúc này, tòa nhà hình bàn tay 4 ngón ở phía sau bức thủy điêu chợt lóe lên một cái. Một luồng không khí cực nóng cảm tưởng như đến mấy ngàn độ phả vào mặt, Diệp Phàm giống như đã bị rơi vào trong lò. Hơn nữa, Diệp Phàm dùng mắt ưng phát hiện ra, luồng nhiệt này lại có màu tím. Tuy rằng Diệp Phàm cảm giác được nhiệt độ vô cùng nóng, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được luồng không khí này giống như đang nạp điện cho mình. Trong một thời gian rất ngắn đan điền đã tràn đầy, không lâu sau, đan điền ở toàn thân đều được lấp đầy. Hơn nữa, nguồn năng lượng này còn bổ sung cho cơ thể, Diệp Phàm cảm giác năng lượng tăng quá nhanh, cảm giác như người muốn nổ tung. Một lúc sau, Diệp Phàm cảm thấy cả người đều trở thành một màu tím, giống như một cây cà tím vậy. Không xong rồi, tiêu rồi.
Diệp Phàm kêu lên một tiếng, nhưng vô dụng, nguồn nhiệt năng này vẫn tiếp tục, dường như sẽ phải làm cho Diệp Phàm nổ tung. Toàn thân Diệp Phàm đột nhiên phát ra từng luồng ánh sáng kỳ lạ, nếu có người thấy có lẽ còn nghĩ Diệp Phàm là thần tiên giáng trần. Nhưng đúng lúc này, Thủy Điêu dường như có động tĩnh rồi, trong miệng phun ra một đốm sáng ngay lập tức đi vào miệng con rơi. Toàn thân con rơi ngay lập tức cũng phát ra một màu xanh biếc. Hơn nữa, Diệp Phàm cảm thấy một luồng không khí lạnh chưa từng có tấn công tới, phải mạnh gấp hơn 10 lần so với ban nãy. Lúc ở trên biển, mắt thường có thể nhìn thấy hình dạng như bộ lông của Hàn Ý, nhưng hiện giờ nó đã biến thành hình dạng một chiếc đũa khổng lồ. Nhưng bây giờ Hàn Ý này đối với Diệp Phàm mà nói lại là chuyện tốt. Vì vừa rồi bị luồng không khí nóng làm cho sắp không chịu được rồi. Bây giờ Hàn Ý vừa tới, đương nhiên sẽ làm nhiệt độ giảm xuống. Cả hai cũng hợp lại, Diệp lão đại cảm giác vô cùng thoải mái. Cũng không biết hai luồng không khí này cân bằng được bao lâu, Diệp Phàm lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Bởi vì, hai luồng khí này không tồn tại cùng nhau như lúc trước nữa mà dường như sau khi đã thương lượng xong, chúng luân phiên nhau đến. Diệp lão đại lúc thì như rơi vào hố băng, lúc thì như rơi vào bếp lò. Loại đau đớn này quả thật con người không thể chịu được. Lúc Diệp lão đại cảm thấy mình hình như sắp xong đời rồi thì đột nhiên trên người xuất hiện một đốm sáng. Đốm sáng này là do lần trước lên núi Võ Đang sau khi mở phong giới bảy đạo thái cực xong đã phát hiện ra ở trong đại đạo. Lúc đó tiện tay cầm lấy, sau khi trở về cẩn thận quan sát. Phát hiện ra thứ này có chút giống với thủy tinh, bằng với một viên ngọc bình thường. Diệp Phàm dùng mắt ưng nghiên cứu khá lâu cũng không phát hiện ra nó là thứ gì. Lúc đó nghĩa thứ này là vạn tài hàn băng, nhưng cầm trong tay cũng không có một chút cảm giác lạnh nào. Nhưng thứ này là lấy từ trong pho tượng ở trong đại đạo của Thái Cực Thất Đạo nên Diệp Phàm cũng không vứt đi, cho nên liền giữ ở trên người. Không ngờ tới trong lúc vừa nóng vừa lạnh này nó lại xuất hiện. Thứ này lập tức giống như một khối băng dính lên toàn thân Diệp Phàm một lớp màng mỏng. Không lâu sau, toàn bộ những màng này quấn lấy người Diệp Phàm. Nhất thời, Diệp Phàm lại thoải mái trở lại. Chương 3463, uy lực của ngón tay cái. Không lâu sau, Diệp Phàm phát hiện ra dường như thứ này có tác dụng điều tiết nhiệt lượng và hàn lượng. Thứ này trong nháy mắt dường như trở thành một cái máy điều hòa. Một tiếng răng rắc giòn tan. Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, bức tượng đang nhỏ dần, và tòa nhà phía sau bức tượng cũng đang nhỏ dần. Mà con rơi sau một tiếng nổ thì không thấy đâu nữa. Diệp Phàm đau lòng hét lớn một tiếng, dưới sự phẫn nộ, nội khí trong người như nước tràn vào bên trong sợi thiên thiết. Thiên thiết bắt đầu lớn lên, không lâu sau, lớn đến nỗi khiến cho Diệp Phàm cũng không ngờ tới. Vốn dĩ chỉ to bằng cánh tay một đứa trẻ và dài hơn 10 thước, mà bây giờ đã to như một cái thùng nước nhỏ và dài đến hơn 30 mét. Diệp Phàm hiểu, có lẽ thứ này có liên quan đến sự mạnh yếu của nội khí. Người mạnh nó cũng mạnh, người yếu thì nó cũng yếu theo. Diệp Phàm đẩy nội khí về phía bức tượng, sợi dây sắt xé không khí bay đi. Không khí giống như bị ai đó rạch một đường lớn, không khí rẽ sang hai bên với tốc độ của một chiếc Ferrari. Đùng một tiếng giòn vang, giống như đến từ ngoài trời. Hơn nữa, trong phong giới dưới nước này có vẻ rất chói tai. Cái đuôi đang quấn quanh bức tượng run lên cản lại dây sắt của Diệp Phàm. Nếu là lúc còn ở trên mặt nước có lẽ Diệp lão đại còn không chịu nổi một đòn. Nhưng bây giờ thì khác, Diệp Phàm phát hiện ra, dây sắt bổ cột nước ra thành một vết to như bồn tắm. Xoẹt một cái đuôi đã bị dây sắt chặt đứt một đoạn, trong lòng Diệp Phàm liền thoải mái một chút. Nếu có thể chặt được cái đuôi kia thì có lẽ cũng có thể chặt đứt bức thủy điêu kia. Tinh thần liền hưng phấn lên, khai triển thần hành chi thuật, phát hiện ra nội khí hai huyệt dưới chân quá nhiều. Nhẹ nhàng bay lên trên cao mấy chục mét, hướng thẳng đến hư ảnh của thủy điêu mà đi. Nhưng cái đuôi chỉ bị chặt đứt một đoạn, vẫn còn lại một phần lớn. Chúng lại tiếp tục đánh trả. Diệp Phàm tức giận, lấy dây sắt làm roi quất lên, cái đuôi lại bị chặt đứt một khúc nữa tan thành nước, biến mất. Nhìn thấy đuôi của bức thủy điêu đã bị đứt gần hết, Diệp Phàm vui mừng. Nhưng, bức tượng đột nhiên đưa một ngón tay về phía Diệp Phàm. Hả? Lực này quá mạnh. Mạnh đến nỗi khiến cho Diệp Phàm rung mình. Diệp Phàm cảm thấy nó đang bay đến như tên lửa. Vốn dĩ không thể khống chế được cơ thể, nhưng ngay lập tức, Diệp Phàm vội lùi về phía sau thì phát hiện ra có một luồng nhiệt năng đột nhiên xuất hiện che chở cho mình. Nháy mắt đã là vĩnh hằng. Dường như chỉ trong nháy mắt, khi Diệp Phàm mở mắt ra thì đã ở trên mặt biển. Chiếu thuyền bị đánh nát trôi lơ lửng,
vì là thuyền bán mộc thuê của người đánh cá nên mới bị tả tơi như thế. Giống như là một giấc mơ, Diệp Phàm mở mắt tìm đám người Hồng Tà, một lúc sau, phát hiện ra ba người vẫn còn sống. Hơn nữa, mỗi người đứng trên một tấm ván để di chuyển trên nước. Diệp Phàm vui mừng, lấy một tấm ván lập tức đuổi theo. Biết là cậu không thể chết mà. Hồng Tà nhìn thấy Diệp Phàm vui vẻ cười ha ha. Nếu tôi chết thật thì sao? Thiên hạ này làm gì có thứ gì mà không thể chết được. Tôi chỉ là may mắn thôi. Diệp Phàm khiêm tốn. Ha ha, nếu như chết thật thì chúng tôi giúp cậu quản lý Hồng Diệp Bảo. Yên tâm, con trai của cậu chúng tôi sẽ nhận làm cháu nuôi. Hồng Tà cười cười nói đùa, Diệp lão đại chỉ biết trợn mắt nhìn. Chúng tôi tìm cậu khắp nơi, không sao là tốt rồi. Nhưng cậu từ đâu về vậy? Lệ Vô Nhai hỏi, Diệp Phàm kể lại mọi chuyện một lần. Khả năng phong giới ở dưới nước cũng là bình thường, điều này cũng không có gì lạ. Nhưng theo như cậu nói thì bức tượng cùng với tòa nhà hình bốn ngón tay kia dường như là đối đầu. Theo như trưởng lực tấn công từ chúng, một nóng, một lạnh thì phải tương khắc với nhau. Lệ Vô Nhai nói, có thể nào bàn tay đó kiểm soát bức tượng, hai sức mạnh cùng kiểm soát nhau ở trong phong giới nên không ai thoát ra được. Bởi vì là khắc chế nhau cho nên, đệ đánh ta cũng đánh đệ, kết quả là không ai ra được. Dương Đinh Thiên nói, hình như không phải, vừa rồi không phải bức tượng xuất hiện ở trên mặt nước sao? Nếu nó bị kiểm soát thì làm sao ra được? Hồng Tà ý kiến, điều này đúng là một vấn đề. Hơn nữa, khi tấn công chúng ta ở trên biển, công lực của nó tương đối mạnh. Cho dù bốn người chúng ta hợp lại cũng khó mà thắng được nó. Nhưng tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nhất định là bức tượng đó kéo Diệp Phàm vào trong phong giới. Từ khả năng của nó lúc còn ở trên mặt biển có thể thấy nó dễ dàng giết được Diệp Phàm. Nhưng tại sao không ra tay mà lại kéo cậu ấy vào bên trong phong giới? Mà ở trong phong giới còn có khắc tinh của nó ở trong đó. Kết quả hai bên đánh nhau, khiến cho Diệp Phàm sống sót. Lệ Vô Nhai nói, có lẽ bức tượng đó muốn Diệp Phàm làm gì đó, nhưng kết quả là bị bàn tay đó phái rối. Dương Đinh Thiên nói, chẳng hạn, con rơi của Diệp Phàm có ích đối với nó. Mà theo như Diệp Phàm nói thì con rơi đã bị bức tượng đồng hóa rồi, có lẽ nó muốn Diệp Phàm cùng hợp lực để hoàn thành việc đồng hóa đó. Một khi hoàn thành việc này thì Diệp Phàm sẽ gặp nguy hiểm. Khi con rơi bị Diệp Phàm phá hỏng, điều này đã khiến ý đồ của nó bị thất bại, hơn nữa cũng khiến cho năng lực của nó yếu đi không ít. Tôi cứ nghĩ một vấn đề, bàn tay đó có phải là do một bàn tay của cửu chỉ thần đạo biến thành, còn bức tượng đó lại có một cái đuôi giống như đuôi rắn quấn quanh người. Không lẽ chính là xà mị ngàn năm của Vũ Vương? Diệp Phàm nói, không lâu sau, bốn người đến một đảo nhỏ, liền lên bờ nghỉ ngơi. Đúng là có chút bộ dạng tà đạo, cửu chỉ thần đạo đã lấy trộm xà mị ngàn năm của Vũ Vương, xà mị này chính là một con rắn có hình người. Nó còn có cái đuôi đúng không? Nhưng bọn họ vì sao phải giấu phong giới ở dưới nước? Hơn nữa, dường như thân xác của họ cũng không ở trong đó. Nếu như nói là do hồn khí của họ tạo thành thì có chút không giống. Hơn nữa, còn có liên quan đến mảnh thủy tinh ở trên trượng đá. Còn nữa, ở hội sở thất bảo vì sao xuất hiện tượng đá chứ không phải là tượng nước? Không lẽ tượng đá và tượng nước không phải là cùng một người? Lệ Vô Nhai nói, tôi đoán là cùng một người, bởi vì lúc ở hội sở thất bảo tôi phát hiện ra là tượng đá thật sự cũng có đuôi. Đương nhiên là người bình thường không phát hiện ra. Còn tại sao tượng đá lại xuất hiện như vậy thì không giải thích được. Hơn nữa, hồn khí bình thường sẽ không dám lộ ra ngoài ánh sáng như thế này. Còn tượng nước thì lại dám tấn công chúng ta ở trên mặt biển, hơn nữa công lực còn mạnh kinh người. Theo cách nói của Thiên Hạo Tử thì ngay cả hồn khí của cao thủ thoát thần cảnh gặp cao thủ như Dương Sư Huynh cũng sẽ run. Dù sao bọn họ cũng là người chết chứ không phải là người sống đúng không? Diệp Phàm nói, Thiên Hạo Tử nói cũng không hoàn toàn đúng. Vì sao? Bởi vì lượng hồn khí của Thiên Hạo Tử cũng không nhiều lắm, ông ta không phải đã nói là toàn bộ hồn khí còn lại chỉ trên dưới một thành. Trên dưới một thành mà còn có thể đánh với cao thủ bán niệm khí cũng là vô cùng lợi hại rồi. Nếu như còn 10 thành thì sao, không phải là cao thủ hồn ly cũng không thể đối phó sao? Đây chỉ là hồn khí, có thể thấy một cao thủ thoát thần cảnh rất đáng sợ đúng không? Có lẽ là trên mặt biển thì tượng đó tồn tại nhiều hồn khí hơn một chút. Hoặc nếu nói nó là xà mị ngàn năm thì hẳn là phải lợi hại hơn nhiều so với Thiên Hạo Tử. Vũ Vương vô cùng siêu phàm. Hơn nữa,
nhiều chuyện như vậy dường như có liên quan đến xà mị ngàn năm. Dương Đình Thiên nói. Gạch chéo ngược. Dương Sư Huynh nói rất có lý. Trước kia Lô Định Tông không gọi là Lô Định Tông, ông ta là Đạt Ma Hạo Nguyệt, chính là võ giả cảnh giới thoát thần. Hơn nữa, hồn khí còn lại cũng không nhiều, nhưng chỉ cần có sự trợ giúp của ông ta, đệ hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết được cao thủ tiên thiên đại viên mãn. Còn có Tam Hóa Đại Sư, cũng chỉ còn một chút hồn khí tồn tại trong tượng đồng nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Nhưng những hồn khí này đều có những hạn chế nhất định. Như là không thể rời khỏi nơi họ ở quá xa. Diệp Phàm nói. Cái đó thì đương nhiên, trên đời này khác cái kia. Ông trời cho các võ giả có thể giữ được hồn khí của mình thì cũng phải cho họ những điểm hạn chế chứ, đúng không? Nếu không, những hồn khí của các cao thủ này bay lượn đầy trời thì con người chúng ta còn có thể sống được hay không? Cho nên, chỉ có thể hoạt động khi ở cách nơi mình ký sinh không xa. Thông thường những võ giả ở dưới cảnh giới cờ thần còn không thể rời khỏi nơi mình ký sinh. Còn cao thủ giống như Thiên Hạo Tử cũng không dám xuất hiện lâu vào ban ngày, hơn nữa, cũng chỉ trong phạm vi mấy chục thước. Những tượng nước này có thể rời khỏi phong giới lên trên mặt biển để tấn công, chứng tỏ nó lợi hại hơn Thiên Hạo Tử rất nhiều. Nhưng vừa rồi bức tượng có thể lên trên mặt nước để tấn công chúng ta thì tại sao bàn tay kia không thể rời khỏi phong giới để lên trên mặt nước khắc chế nó? Dương Đình Thiên nói, có lẽ đều có giới hạn nào đó, không đoán nữa, càng đoán càng loạn. Diệp Phàm lắc đầu, nhìn Sư Huynh một cái rồi hỏi. Sư Huynh, cùng đi lên Đại Tuyết Sơn một chuyến được không? Không được, lần này tôi đi quá lâu rồi. Nếu trong phái có xảy ra chuyện gì tôi không gánh nổi đâu. Đó là nhiệm vụ của tôi. Dương Đình Thiên dứt khoát lắc đầu. Sư Huynh, đây là bản âm dương thái cực quyền lâu đời nhất, tôi truyền lại cho Huynh. Có rất nhiều so với những gì mà bây giờ sử dụng, hơn nữa, uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Huynh đã từng được nếm thử rồi. Diệp Phàm nói, đương nhiên là Dương Đình Thiên mừng phát điên, Diệp Phàm truyền lại âm dương thái cực quyền do Thái Cực Thất Đạo sáng lập cho Dương Đình Thiên. Mấy năm trở lại đây, âm dương thái cực bị truyền qua nhiều đời trở nên biến dạng, càng ngày uy lực càng giảm. Mọi người đều càng ngày càng trở nên mạnh hơn, phái võ đang chúng ta lại làm thành như vậy. Thật là bất hiếu. Dương Đình Thiên thở dài. Hai ngày sau, Diệp Phàm về tới thủ đô. Bộ trưởng Quách Bình Minh nói là có chuyện tìm hắn. Diệp Phàm xuống máy bay đã là gần 5 giờ, liền đi thẳng đến khách sạn Hoàng Thành. Chương 3464, Đại Thiếu gia nhà họ Phương. Sau khi đi vào trong phòng, ngoài bộ trưởng Quách Bình Minh còn có Phương Đông Phong và một người trung niên đang ngồi. Trợ lý Diệp, xin chào. Nhìn thấy Diệp Phàm đi vào, ba người Phương Đông Phong đều đứng lên, Phương Đông Phong lên tiếng trước. Ha ha, cậu hồi phục rất nhanh. Diệp Phàm bắt tay anh ta, nhân tiện kiểm tra anh ta một lượt, phát hiện ra Phương Đông Phong bình phục rồi. Chỉ là bị thương ngoài da, có lẽ phải một thời gian ngắn nữa mới có thể khỏi hoàn toàn, ngay cả vết khâu dưới mũi bị Phì Lão chém cũng khỏi rồi. Cảm ơn ơn cứu mạng của trợ lý Diệp, Đông Phong tôi một khắc cũng không dám quên. Phương Đông Phong vô cùng trang nghiêm, có lẽ qua lần bị thương đó cũng đã thay đổi không ít. Ha ha, là công việc của tôi mà. Chủ tịch Phương không cần suy nghĩ quá nhiều. Diệp Phàm thản nhiên nói, thật ra trong lòng cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Nói gì vậy, ơn cứu mạng và công việc phải phân biệt rõ ràng. Đối với trợ lý Diệp thì là trách nhiệm công việc, nhưng đối với chủ tịch Phương thì lại khác. Lúc này, người trung niên mặt gầy đứng cạnh Phương Đông Phong mới cười nói. Vị này chính là Bộ trưởng Lưu. Quách Bình Minh cười giới thiệu. Xin chào, Bộ trưởng. Diệp Phàm đưa tay cười. Có thể lờ mờ cảm thấy quan hệ của người này với nhà họ Phương vô cùng thân thiết. Nghe nói trợ lý Diệp muốn giới thiệu bạn để cùng khai thác mỏ Đồng Kỳ Sơn với tôi. Sau khi bốn người ngồi xuống, Phương Đông Phong đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, chủ tịch Phương cho rằng mỏ Đồng Kỳ Sơn có giá trị khai thác sao? Diệp Phàm cười hỏi. Là mỏ đồng vô cùng tốt, chỉ là hơi nguy hiểm thôi. Phương Đông Phong thở dài. Muốn có tiền thì không nên sợ nguy hiểm. Nếu bạn của tôi có ý định với mỏ Đồng Kỳ Sơn thì dĩ nhiên cũng hiểu sự nguy hiểm ở trong đó. Hơn nữa, cũng có chuẩn bị tốt, có anh ấy ra tay giúp đỡ thì không phải là vấn đề lớn. Vẻ mặt Diệp Phàm bình tĩnh và tự tin. Có thể tiết lộ một chút thông tin của bạn trợ lý Diệp không? Phương Đông Phong xem ra rất có hứng thú với mỏ Đồng Kỳ Sơn. Đã bị đánh như vậy mà vẫn không quên nó. Có thể thấy được sự hấp dẫn của mỏ Đồng Kỳ Sơn.
Điều này, tôi muốn biết thái độ của Chủ tịch Phương với mỏ Đồng Kỳ Sơn trước. Còn nữa, sẽ hợp tác như thế nào? Nếu không, tôi sẽ không tiết lộ thông tin về bạn tôi. Hơn nữa, xin Chủ tịch Phương yên tâm, tôi xin lấy nhân phẩm của tôi ra đảm bảo, bạn của tôi tuyệt đối là người đáng tin cậy. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Tôi đương nhiên là tin tưởng nhân phẩm của trợ lý Diệp, còn về mỏ Đồng Kỳ Sơn thì tôi sẽ không rắt lui đâu. Nhưng việc này còn phải thảo luận với phía tập đoàn Mễ Đông bên Thái Lan thì mới có thể trả lời được. Dù sao, mỏ Đồng Kỳ Sơn vốn cũng thuộc về chủ tịch tập đoàn Mễ Đông. Bọn họ cũng không làm nổi nữa nên mới kéo tập đoàn Giang Lưu vào cùng. Lúc đó đã chia là bọn họ 6 còn chúng ta 4. Nhưng bây giờ có người mới tham gia, lại phải chia cổ phần công ty thêm một lần nữa. Nhưng việc này tôi cũng đã nói chuyện qua điện thoại với chủ tịch của Mễ Đông. Ý của ông ta là vẫn muốn nắm quyền kiểm soát. Hơn nữa, người mới tham gia phải chịu trách nhiệm sự an toàn, phải cam đoan rằng có thể làm cho mỏ Đồng có thể an toàn mà khai thác tiếp. Phương Đông Phong nói. Ha ha, tập đoàn hai nhà các vị đã bàn bạc trước rồi. Vậy mọi người cho bạn tôi bao nhiêu cổ phần? Chúng ta cứ coi như là đang nói chuyện tán gẫu thôi. Tôi cũng nên nói với bạn tôi sơ sơ một chút đúng không? Diệp Phàm cười hỏi. 15%. Phương Đông Phong nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói. Chỉ là 15% nhưng so với số tiền đầu tư khổng lồ thì đó cũng không phải là một con số nhỏ. Ồ, Chủ tịch Phương nghi ngờ khả năng xuất vốn của bạn tôi. Diệp Phàm cười hỏi. Không phải như vậy, nhưng số tiền đầu tư thật sự không ít, tôi và Chủ tịch Kerry đã tính rồi, tổng ngạch đầu tư vào mỏ Đồng Kỳ Sơn đạt tới 20 triệu. Cho nên, dù là 15% cổ phần thôi cũng phải bỏ ra 3 triệu. Hơn nữa, lợi nhuận tuyệt đối là khả quan. Hơn nữa, tập đoàn Mễ Đông chiếm phần lớn, dù sao thì mỏ Đồng Kỳ Sơn cũng vốn là của họ. Hơn nữa, họ là công ty bản địa của Thái Lan, rồng ở dưới đất cũng khó mà thắng được hổ. Phương Đông Phong cười nói. Nếu bọn họ mà giải quyết được vấn đề an ninh thì hà cớ gì phải tìm chúng ta đúng không? Diệp Phàm hừ một tiếng. Đương nhiên, nguyên nhân ở bên trong rất phức tạp, tôi cũng không nói rõ được. Phương Đông Phong nói. 15% này không thể thay đổi được sao? Diệp Phàm hỏi. Không được rồi, Chủ tịch Kerry cho rằng, đây đã là phần lớn cổ phần của công ty rồi. Phương Đông Phong nói. Vậy chuyện mua bán này không có cách nào rồi. Diệp Phàm nói. Tại sao lại nói như vậy? Phương Đông Phong sửng sốt, hỏi. Khai thác ở mỏ Đồng Kỳ Sơn thì an toàn chính là vấn đề lớn nhất. Mà chúng ta lấy 15% cổ phần công ty lại còn phải chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho mỏ. Cậu nói xem, việc thiệt thòi như vậy, bạn tôi có chịu làm không? Nếu mỏ Đồng Kỳ Sơn muốn tiếp tục khai thác tiếp thì nhất định phải thành lập một đội cảnh sát lớn mạnh. Đội ngũ này không giống với những người của công ty bảo vệ khác trong nước. Đội ngũ này phải bảo vệ an toàn trong khu Tam Giác Vàng. Cho nên trong đó phải có cao thủ. Hơn nữa, phải có cao thủ cực kỳ bản lĩnh bảo vệ thì mới được. Cao thủ như vậy, nói thật, mọi người sẽ không mời được, dùng bao nhiêu tiền cũng sẽ không mời được cao thủ như vậy. Nhưng bạn của tôi thì có thể, nếu không bảo đảm được an toàn thì mỏ Đồng Kỳ Sơn chỉ là một cái bánh lớn treo ở trên trời mà thôi. Mà công ty của bạn tôi lại phụ trách một công việc quan trọng, anh nói xem, 15% có thể làm anh ấy động lòng không? Diệp Phàm hỏi, 15% không ít, trợ lý Diệp, chúng tôi đã tính toán rồi. Chỉ tính lợi nhuận trong vòng một năm cũng không dưới 100 triệu. Mà mỏ Đồng Kỳ Sơn cũng không phải là chỉ khai thác một năm là xong, nó có thể khai thác hơn 10 năm, thậm chí là nhiều hơn. Cộng lại là một con số không nhỏ đúng không? Phương Đông Phong nói. Còn về cao thủ, có tiền thì có thể sai khiến được cả ma quỷ, chỉ cần có tiền, tôi tin rằng không thể không mời được một siêu cao thủ đúng không? Ha ha, nếu như có thể mời được thì chỉ cần hai công ty là có thể làm được rồi. Bạn tôi cũng không nhất thiết phải đến để lấy tiền của mọi người đúng không? Diệp Phàm bình tĩnh cười nói. Mặt Phương Đông Phong cứng đờ, có chút mất tự nhiên. Ha ha, trợ lý Diệp, thật ra, có một số chuyện không nên nhìn bề ngoài đúng không? Tập đoàn Giang Lưu là một tập đoàn tương đối có thế lực ở trong nước. Phần lớn công ty của bạn anh đều không ở trong nước có phải không? Lúc này, Bộ trưởng Lưu cười nói. Ha ha, trước đây không cho rằng công ty của bạn tôi. Chủ tịch Phương cũng có thể làm được tốt. Diệp Phàm cười nói, rõ ràng là không nhượng bộ. Vì lời nói của Bộ trưởng Lưu có chút khoa trương, ra vẻ ám chỉ rằng nhà họ Phương có thế lực,
có thể giúp đỡ bạn của Diệp Phàm. Việc này mấu chốt là ở phía tập đoàn Mễ Thước của Thái Lan, bọn họ giữ 60% cổ phần của công ty nhất quyết không nhả ra. Hơn nữa, trong 6 phần này còn có 3 phần trong đó là quyền sở hữu khoáng sản ban đầu. 20 triệu tiền đầu tư trên thực tế họ chỉ bỏ ra 6 triệu tiền mặt, còn cho mọi người 15% cổ phần trên thực tế cũng là phần của công ty chúng tôi. Nếu lại cho nữa thì công ty chúng tôi còn làm gì đúng không? Phương Đông Phong nói nguyên do. Ha ha, nếu họp lại để phân chia cổ phiếu một lần nữa thì tập đoàn Mễ Đông của Thái Lan muốn giữ 60% cổ phần cũng không được. Hơn nữa, tôi cho rằng bọn họ được quy quyền sở hữu ra tiền mặt, chiếm 6 triệu cũng qua nhiều rồi. Mỏ quặng đồng này có hàm lượng đồng rất cao, nếu như không thể khai thác thì nó chỉ là một đống đá, một đống bỏ đi ở nơi thâm sơn. Đừng nói là 6 triệu, một nửa tờ giấy cũng không đáng giá. Diệp Phàm cười lạnh nói. Có cách nào, người ta là thổ địa mà. Hiện giờ, những công ty nhìn vào mỏ đồng này cũng không phải là ít. Phương Đông Phong thở dài. Vậy để bọn họ đi khai phá là được rồi. Diệp Phàm hừ nói. Trợ lý Diệp, thật sự không thể thương lượng được sao? Phương Đông Phong hỏi, sắc mặt đã bắt đầu trầm xuống. Nếu hợp tác khai thác, về an ninh chúng tôi phụ trách chính. Nhưng ít nhất phải cho bạn tôi 30% cổ phần công ty. Nếu không, việc này không cần phải nói nữa. Diệp Phàm cương quyết. Điều này tuyệt đối không được, không chỉ tập đoàn Mễ Đông không đồng ý mà ngay cả tập đoàn Giang Lưu chúng tôi cũng không thể đáp ứng được. Nếu trợ lý Diệp vẫn giữ ý kiến như vậy, việc làm ăn này coi như thất bại. Phương Đông Phong cũng cương quyết, bắt đầu thể hiện bản tính công tử. 30% vẫn còn là ít. Bởi vì việc giữ an ninh là việc mấu chốt trong quá trình khai thác, nếu như không được thì coi như là vừa rồi chúng ta chỉ nói chuyện phiếm. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Ha ha, tôi thấy chúng ta hay là cứ uống rượu, dùng bữa đi, việc kinh doanh thì cứ để sau nói, có một có chuyện phải từ từ thương lượng đúng không? Mỗi người lùi một bước là được rồi. Quách Bình Minh đứng lên làm hòa. Việc này không cần bàn nữa, tôi chỉ giữ thái độ này. Hôm nay tôi có việc phải về trước. Phương Đông Phong nhăn mặt, căn bản là không nể mặt Quách Bình Minh. Anh ta đứng lên, nhìn Diệp Phàm một cái, cười lạnh nói. Ân tình của trợ lý Diệp, nhà họ Phương chúng tôi sẽ trả. Yên tâm, Phương Đông Phong tôi nói một là một, hai là hai rất rõ ràng. Nhưng sau này chúng ta không thể cùng làm việc được rồi. Mọi người đương nhiên phải trả, sinh mạng là vô giá mà. Còn về chuyện sau này, có qua lại hay không còn phải xem Diệp Phàm tôi có vui hay không đã. Có nói chuyện làm ăn thì phải xem Diệp Phàm tôi có vừa ý hay không. Diệp Phàm hừ lạnh, còn kiêu ngạo hơn Phương Đông Phong gấp trăm lần. Được, được, trợ lý Diệp rất có khí phách, tôi hy vọng trợ lý Diệp có thể giữ mãi khí phách này. Cáo từ. Phương Đông Phong vừa nói xong, liền đứng dậy đi luôn. Bộ trưởng Lưu cũng ngại ngùng xin lỗi một tiếng rồi đi theo. Phương Đại Công Tử, thật là quá kiêu ngạo. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, uống một ngụm canh. Hai, lớn nhỏ trong nhà họ Phương đều như vậy. Xin lỗi trợ lý Diệp. Quách Bình Minh cũng có chút xấu hổ. Không sao, không lâu sau, tôi tin rằng anh ta sẽ quay lại thương lượng với tôi. Diệp Phàm chắc chắn,